mà muốn sinh sinh ra pháp lực dinh dưỡng, đó là muốn để dinh dưỡng thoải mái đến tế bào não tầng bên trong qua. Đây là bản chất khác nhau. La Quân tu luyện sau 2 giờ, hắn đối thân thể có càng thêm minh xác một cái nhận biết. Sau khi tu luyện xong, La Quân vừa rồi nằm ở trên giường chìm vào giấc ngủ. Hắn không ngủ mấy giờ, lần nữa mở mắt ra lúc đã là 9 giờ sáng. Hôm nay khí trời vẫn là như thế long lanh. Ngày hôm nay đã chính thức đi vào tháng 4. Ánh sáng mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ vẩy chiếu vào, trên cửa sổ kia còn có lục sắc bồn hoa. Dạng này màu xanh biếc rạt rào tăng thêm gió sớm quét tiến đến, cái này khiến La Quân tự dưng tâm lý du mau dậy đi. Trầm Mặc Nùng Hòa Lâm Băng hai nữ nhân này còn đang ngủ. La Quân cũng không nhao nhao các nàng, mà chính là tự giác đi xuống lầu mua bữa sáng. Chờ bữa sáng mua sau khi trở về, Trầm Mặc Nùng Hòa Lâm Băng mới lần lượt rời giường. Hai nữ đều là mặc đồ ngủ, tóc xóa tung. Dạng này sinh hoạt hóa một mặt còn là rất lợi hại khó gặp, La Quân âm thầm dò xét, cảm thấy Trầm Mặc Nùng so đại sư tỷ phải có tài liệu một số. Bất quá đại sư tỷ loại này lãnh khốc ngự tỷ phong phạm cũng rất tốt. Về phần Trầm Mặc Nùng, nàng là thuộc về khí chất ngự tỷ. Riêng phần mình sau khi đánh răng rửa mặt xong, hai đại mỹ nữ đi vào trước sofa phân biệt nhập tọa. Các nàng vừa đến, nhất thời mùi thơm xông vào mũi. La Quân xác thực cảm nhận được cái gì gọi là son phấn bụi bên trong. Bữa sáng là bánh tiêu thêm bánh bao hấp, còn có sữa đậu nành. Hai vị mỹ nữ ăn yêu nhã mà vui sướng. La Quân một bên ăn một bên trở lại chuyện chính, hắn đem ý nghĩ của mình nói ra. Lâm Băng cái thứ nhất khẳng định, nói ra, có thể thực hiện. Trầm Mặc Nùng làm theo nói ra, cái này biện pháp, Viên Chỗ sớm liền nghĩ đến, mà lại đã tại thi hành. La Quân đối Viên Tinh Vân thật là có chút khó chịu, liền nói ra, như là đã chấp hành, làm sao không gặp hắn nói với chúng ta mấy cái vị trí, để cho chúng ta đi thăm dò đâu. Trầm Mặc Nùng không khỏi trợn mắt chừng một cái, nói ra, người không muốn luôn đối Viên Chỗ có thành kiến. Chúng ta không phải tối hôm qua qua Lâm Tây sao, hiện tại đây là sáng sớm. La Quân cũng trợn mắt chừng một cái, nói ra, nắng đã chiếu đến đít đầu, còn sáng sớm đây. Trong lúc nói chuyện, Trầm Mặc Nùng điện thoại vang. Trầm Mặc Nùng lấy điện thoại di động ra xem xét, chính là Viên Tinh Vân đánh tới. Nàng liền nói ra, ngươi nhìn điện thoại cái này không liền đến sao. Sau đó, Trầm Mặc Nùng tiếp thông điện thoại. Sau một lúc lâu, Trầm Mặc Nùng tắt điện thoại, nàng có chút hưng phấn nói ra, có đầu mối mới. La Quân Hòa Lâm Băng nhất thời cũng hưng phấn, La Quân lập tức hỏi, đầu mối gì? Trầm Mặc Nùng nói ra, Viên Chỗ Tia, A được ngay tại chúng ta Yến Kinh bên ngoài ngoại ô có một chỗ vứt bỏ nhà cũ, nơi đó âm khí nồng đậm, rất sớm trước liền bị truyền thành quỷ trạch. Viên Chỗ cảm thấy Thánh Anh Đại Vương xuất hiện tại Yến Kinh cũng không phải là ngẫu nhiên, có lẽ chỗ kia nhà cũ cũng là Thánh Anh Đại Vương hang ổ. Thuyết pháp này vẫn tương đối đáng tin. La Quân nói ra, vậy còn chờ gì? Chúng ta hiện tại phải đi a. Trầm Mặc Nùng nói ra, người cũng bị quá nóng vội, hiện ở thời điểm này, dương khí nhất là tràn đầy. Những âm vật đó có lẽ đều tránh đến dưới đất, chúng ta còn là buổi tối quá khứ cho thỏa đáng. La Quân biết Trầm Mặc Nùng nói không sai, nhân tiện nói, vậy được rồi. Vậy lần này, lão Viên ban đêm lại có hắn sống động không? La Quân oán niệm rất hỏi nhiều. Trầm Mặc Nùng cười một tiếng, nói ra, không. Hắn hội cùng chúng ta cùng đi. La Quân nói ra, tốt ha, vậy tối nay gặp được khẳng định là con tôm nhỏ. Vừa có tránh thức nguy hiểm, lão Viên liền sẽ không tại. Hắn lời nói này là hắn trực giác. Ăn sáng xong về sau, Lâm Băng lại trở về phòng. La Quân không khỏi thở dài, hắn gõ mở Lâm Băng cửa phòng, nói ra, sư tỷ a, người có biết hay không trạch nữ là có ý gì a? Lâm Băng còn tưởng rằng La Quân gõ cửa tiến đến có chính sự muốn nói. Nghe vậy không khỏi trợn mắt chừng một cái, nói ra, nhàm chán. La Quân cười ha ha, nói ra, người dạng này mỗi ngày trạch trong nhà, không theo bên ngoài tiếp xúc, ta lo lắng người tìm không thấy nhà chồng a. Lâm Băng nói ra, cút. La Quân cười hắc hắc, quay người đóng cửa ra ngoài. Hắn thật thích đùa giỡn đại sư tỷ. Đại sư tỷ tuy nhiên lãnh khốc điểm, nhưng là mặc kệ chính mình làm sao đùa giỡn nàng, đùa nàng, nàng cũng sẽ không tránh thức tức giận. Tiếp theo, La Quân lại qua gõ Trầm Mặc Nùng môn. Không đợi Trầm Mặc Nùng đáp lại, La Quân thì chính mình đẩy cửa tiến vào. Ngươi không cần hỏi ta, ta biết trạch nữ là có ý gì. Trầm Mặc Nùng khoanh chân ngồi ở trên giường, nàng liền con mắt đều không trợn nói ra.
La Quân cười ha ha, hắn đi vào Trầm Mặc Nùng trước giường ngồi xuống. Ta không phải muốn hỏi ngươi vấn đề này à, La Quân nói ra. Ta là xử nữ, Trầm Mặc Nùng nói ra, ta muốn là cứ như vậy chết, ta không có tiếc nuối. Lời nói này nhìn như có chút không khỏi rượu, nhưng La Quân lại là nghẹn lại. Cái này Trầm Mặc Nùng quả thực chính là mình trong bụng run đũa à. Chính mình lời nói còn không hỏi ra đến, nàng liền đã biết mình muốn hỏi điều gì. Lúc đầu La Quân là muốn hỏi, người vẫn là chỗ A. Người muốn là lần này như thế xảy ra chuyện, vậy liệu rằng thật đáng tiếc A. Ngoá, người hội tâm thuật còn là thế nào giọt, La Quân hú lên quái dị. Trầm Mặc Nùng chẳng thèm ngó tới, nói ra, thì người cười cái kia đáng hình dáng, liền biết bụng của ngươi bên trong không có hảo thủy. Ta tiếc nuối thì thế nào, người phải cho ta bổ khuyết tiếc nuối. La Quân nhất thời cực kỳ lúng túng. Cái này Trầm Mặc Nùng cô nãi nãi ngữ phong thật sự là nhất quán tê sắc vô cùng a. Sau đó, La Quân thì xám xịt ra Trầm Mặc Nùng gian phòng. Hắn vừa đi ra ngoài, Trầm Mặc Nùng chính mình cũng nhịn không được phốc phốc mất cười rộ lên. Nàng cảm thấy có đôi khi cái này La Quân thì thật là một cái tên dở hơi a. 3 giờ chiều thời điểm, La Quân một người ở trên ghế salon xem tivi. Nhìn là run rồi mộng. Cái này cũng đầy đủ nói rõ hắn là có đầy đủ nhàm chán. Trong nhà là có hai cái tuyệt sắc mỹ nữ, vẫn là ngự tỷ hình. Nhưng các nàng đều không theo La Quân chơi, La Quân gọi các nàng đi ra đấu địa chủ, hai nữ đều hung hăng khinh bỉ hắn. Kết quả là, La Quân cũng chỉ đành một người tự sướng. Bất quá La Quân nhìn như rất lợi hại buông lỏng, nhưng cũng không có nghĩa là hắn là tốt phết sẹo quên đau nhức. Tất cả mọi thứ, hắn đều đã thật sâu nội liếm đứng lên. Chỉ đợi có một ngày quật khởi, hắn hội phóng xuất ra thuộc về chính hắn tài năng tuyệt thế. Lúc này, La Quân điện thoại di động kêu. La Quân lấy ra nhìn xem, lại là Đinh Hàm đánh tới. La Quân biết trong nhà hai nữ nhân đều là yêu nghiệt, lỗ tai rất thính. Cho nên hắn lập tức liền đi ra ngoài nghe. Đinh Hàm đánh có chút tâm thần bất định, câu nói đầu tiên là nói, ta hội sẽ không quấy rầy đến ngươi. La Quân không khỏi có chút xấu hổ. Nói ra, đương nhiên không có. Hàm tỷ, người gọi điện thoại cho ta cao hứng đây. Đinh Hàm lập tức liền có chút u oán nói ra, cái kia cũng không thấy người gọi điện thoại cho ta. La Quân càng thêm mồ hôi, hắn người này, khó mà nói nghe điểm cũng là không tim không phổi. Rất ít, hắn sẽ đi chủ động tư niệm một cái nữ nhân nào đó. Hắn trong tính cách tựa như là một cái lãng tử, cùng với nữ nhân thời điểm hội nhu tình bách chuyển. Một khi tách ra, cũng rất ít tưởng niệm, hắn liền Linh Nhi đều rất ít tưởng niệm, hắn càng không biết Lâm Thiến Thiến còn đang xoắn suýt bên trong. Cũng không có trải nghiệm Đinh Hàm là như thế nào tư niệm hắn. Bất quá La Quân còn có cái ưu điểm, cái kia chính là nói lên nói láo theo uống nước sôi để nguội giống như. Hắn lập tức nói, ta trong khoảng thời gian này chính tại thi hành nhiệm vụ bí mật, vừa mới khoảng không rảnh rỗi. Đang chuẩn bị điện thoại cho ngươi đâu, ai biết ngươi thì đánh tới. Nếu không tại sao nói, hai chúng ta cũng là tâm hữu linh tê đây. Đinh Hàm gặp La Quân nói nghiêm túc, liền có chút đoán không ra La Quân nói đến là thật là giả. Bất quá coi như La Quân nói là giả, Đan Tê Hàm cũng đã thỏa mãn. Nàng ngon ngọt cười, có chút thẹn thùng nói ra, ta cũng nhớ ngươi. La Quân nghe Đinh Hàm ôn nhu thanh âm, nhất thời cảm thấy thân thể cái nào đó bộ vị có chút sao động. Hắn tà tà cười một tiếng, nói ra, cái kia thân thể ngươi có muốn hay không ta? Đinh Hàm là người từng trải, nơi đó không hiểu La Quân lời này ý tứ. Lập tức Kiều Sân nói ra, người hoại tử. La Quân cười ha ha một tiếng, hắn nói ra, chờ ta trở lại, chúng ta đại chiến 300 hiệp, ta muốn để ngươi dưới không giường. Đinh Hàm càng thêm thụ không, nói ra, ngươi làm sao? Càng ngày càng vô sỉ. La Quân trêu chọc một hồi, liền cũng liền trở lại chuyện chính, hắn trầm mặc một cái chớp mắt rồi nói ra, Đinh Hàm, thật xin lỗi. Ta không thể thường xuyên bồi tiếp ngươi. Đinh Hàm nhẹ cạn cười một tiếng, nói ra, nào có cái gì thật xin lỗi, ta cảm thấy ta hiện tại rất tốt. Ta đã lớn như vậy, chỉ có hiện tại quãng thời gian này mới là tốt đẹp nhất. Có ta muốn đồ, vật, có ta có thể tư niệm người. Quan trọng hơn là, ta biết trong lòng ngươi cũng có ta, vậy liền đầy đủ. Ta yêu ngươi, La Quân ấp ủ một cái chớp mắt về sau, nói ra. Hắn nói là tình chân ý thiết. Ta cũng yêu ngươi, Đinh Hàm thẹn thùng vô cùng, nhưng nàng vẫn là lấy hết dũng khí nói ra. Sau đó, nàng nhập thiếu nữ thẹn thùng nói, không nói cho ngươi, bái. Tiếp lấy thì tắt điện thoại.
La Quân cảm thấy nội tâm nhu tình ngọt ngào, bất quá lập tức, hắn quay người trong nháy mắt thì cứng đờ. La Quân quay người trong nháy mắt đã nhìn thấy Trầm Mặc nùng cười mỉm đứng tại cửa ra vào. Mẹ nó, mà mẹ nó. Cái này một cái chớp mắt, La Quân trong đầu tuyệt bức là 1000 vạn đầu thảo nê mã lao nhanh mà qua a. Hắn nhớ tới vừa rồi chính mình cùng Đinh Hàm biện hộ cho lời nói thô tục, cái này mẹ nó là đều bị Trầm Mặc nùng nghe vào. La Quân trong chốc lát muốn tìm cái lỗ để chui vào a. Không mặt mũi gặp người đều. Trầm Mặc nùng thế nhưng là không lưu tình chút nào, nàng cười hì hì nói, ôi nha, đại chiến 300 hiệp a. La Quân ho khan hai tiếng, nói, ta ra ngoài. Nhưng sau đó xoay người thì bay vượt qua đào tẩu. Hắn đào tẩu trong nháy mắt còn có thể nghe phía sau Trầm Mặc nùng truyền đến ngân linh đồng dạng tiếng cười. Tại Trầm Mặc nùng trước mặt, La Quân cảm thấy mình lại yếu bạo. Cái này hoàn toàn là khí chàng chơi không lại Trầm Mặc nùng a. Lúc này là 3 giờ rưỡi chiều, ánh sáng mặt trời diễm lệ, chiếu vào trên thân người ấm áp dễ chịu. Cách ban đêm hành động còn có chút thời gian, La Quân liền nghĩ chính mình qua tìm một chỗ ăn một chút gì, uống chút rượu. Hắn vốn là nghĩ thoáng Trầm Mặc nùng biển số quân đội xe ra ngoài, bất quá khổ vì hắn không có chìa khóa xe. Lúc này hắn cũng không tiện qua tìm Trầm Mặc nùng cầm chìa khóa xe. Ngay sau đó, hắn cũng chỉ phải thở dài, xám xịt ra Man City tiểu khu. Đúng lúc này, La Quân điện thoại di động lại vang. Lần này lại là Lâm Thiến Thiến đánh tới. La Quân trong lòng nóng lên, thầm nghĩ, hôm nay là ngày gì, đều gọi điện thoại cho ta đến. Hắn không có gì tâm lý chướng ngại, rất lợi hại vui sướng kết nối Thiến Thiến. Hắn hô một tiếng, ngữ điệu nhẹ nhàng. Bất quá Lâm Thiến Thiến bên kia cũng không nhẹ nhanh, Lâm Thiến Thiến vẫn luôn đang xoắn suýt bên trong giày vò, lúc đầu nàng coi là La Quân cũng là đầy đủ tia, a tấn. Nào biết điện thoại này đánh thông mới phát giác căn bản không phải có chuyện như vậy, hóa ra Trần Đại Gia liền không có coi ra gì. Ngươi thật là một cái hỗn đản, Lâm Thiến Thiến nói xong cũng tắt điện thoại. La Quân nhất thời cảm thấy không khỏi rượu. Quả nhiên là lòng của nữ nhân, biển châm a. Hắn không cảm thấy vậy thì có cái gì tốt xoắn suýt, nếu như Lâm Thiến Thiến cảm thấy có thể dứt bỏ, vậy liền dứt bỏ. Nếu như không thể dứt bỏ, vậy liền thản nhiên cùng một chỗ. Người sống một đời, khổ ngắn cả đời, sao không tiêu tiêu sái sái, thống thống khoái khoái. La Quân lại không cách nào đến vì Lâm Thiến Thiến cảm động lây. Hắn La Quân là người tu đạo, truy cầu đường lớn, không tại trong thế tục phàm trần. Đối với La Quân mà nói, trọng yếu nhất là một cái ý niệm trong đầu thông suốt. Người tu đạo, suy nghĩ thông suốt là có ý gì đâu. Đổi thành thế tục ý tứ chính là, ta thích cái này điện thoại di động, ta phải mua. Ta nhìn chiếc xe sport kia xinh đẹp, rất lợi hại muốn có, sau đó ta thì mua. Không mua, không có được, vậy liền suy nghĩ không khoái. Phàm trần tục thế quy tắc tại La Quân đám người này trong mắt, đã sớm không thể trói buộc bọn họ. Bọn họ là đứng tại quy tắc phía trên. Có thể La Quân không có đặt mình vào hoàn cảnh người khác vì Lâm Thiến Thiến nghĩ, bởi vì Lâm Thiến Thiến vẫn là tại quy tắc bên trong, nàng cũng nhảy không ra. Nàng có phụ mẫu, có thúc thúc trưởng bối, càng có gia gia Lâm Hoành Vĩ. Những trưởng bối này làm sao có thể đủ chứa nhẫn Lâm Thiến Thiến tới làm một người nam nhân tình nhân. Mà lại, Lâm Thiến Thiến chính mình cũng không quá có thể tiếp nhận. Nhưng là, Lâm Thiến Thiến ở sâu trong nội tâm lại là chân ái lấy La Quân. Cái gọi là thấy một lần dương quá lầm trung thân, nói chính là cái đạo lý này. Cái kia Quách Tương tại Phong Lăng Độ khẩu nghe nói Thần Điêu Đại Hiệp sự thích về sau, từ đó cũng là lòng tràn đầy đầy mắt đều là nàng đại ca ca. Nàng cả đời đều đang tìm đại ca ca, nhưng nàng lại không phải thật đang tìm kiếm. Nàng thật muốn tìm, là tìm tới. Nàng tìm, bất quá là không thể thả dưới. Tại 41 tuổi năm đó, Quách Tương rốt cục đốn ngộ, như thế mới tự sáng tạo Nga Mi phái, thành tựu nhất đại tông sư. Nàng chỗ thu người đệ tử thứ nhất, pháp danh cũng là Phong Lăng Sư Thái. Chính là, Phong Lăng Độ khẩu sơ gặp nhau, thấy một lần dương quá lầm trung thân. Trên thực tế, bị dương quá lầm cả đời cũng không chỉ là Quách Tương. Lục Vô Song cùng Trình Anh đồng dạng là cô độc sống quãng đời còn lại. Mà đối với Lâm Thiến Thiến tới nói, La Quân làm sao không phải liền là cái kia Quách Tương trong lòng dương quá. Nàng không bỏ xuống được, cầm không nổi. La Quân làm việc có đôi khi không đáng tin cậy, có đôi khi cả lơ phất phơ. Nhưng là, Lâm Thiến Thiến lại là giải La Quân, biết La Quân.
hắn tuyệt đối là một cái đỉnh thiên lập địa hảo nam nhi, xương cốt cứng rắn. Sơ gặp nhau lúc La Quân cả lơ phất phơ, tại trong sở câu lưu bày mưu tính kế cũng là La Quân. Tại Kim Sắc Niên Hoa trong quán ba, La Quân không rời không bỏ, tình nguyện chết cũng không buông bỏ Lâm Thiến Thiến. Không phải là bởi vì hắn ưa thích Lâm Thiến Thiến, chỉ là bởi vì bốn chữ, nhưng cầu an tâm. Hết thảy, cuối cùng sẽ tại Lâm Thiến Thiến trong đầu hiển hiện. Nàng muốn dứt bỏ lúc, đây hết thảy tình cảnh đều sẽ hiển hiện. Nàng biết, nàng cả đời này thật không có khả năng lại đụng đến giống La Quân dạng này để cho nàng tâm động nam tử. Nàng muốn so Đường Thanh dũng cảm, si mê. Đường Thanh cũng ưa thích La Quân, có thể Đường Thanh lựa chọn ảm đạm rút đi. Mà Lâm Thiến Thiến tại biết La Quân muốn sau khi kết hôn, nàng vẫn là lựa chọn lưu tại Yến Kinh. Chỉ là bởi vì, nàng cảm thấy ở chỗ này có thể giúp cho La Quân, cũng có thể cách La Quân gần một chút. Ưa thích một người, tổng là muốn chiếm hữu. Yêu một người, lại nghĩ đến cho. Quách Tương tại 16 tuổi sinh nhật lúc nói, trước kia sinh nhật tổng lúc không biết muốn hứa cái gì nguyện. Nhưng cái này sinh nhật, nàng nguyện vọng là hy vọng đại ca ca sớm ngày tìm tới Long cô nương. Lại nói lúc này, La Quân thu điện thoại di động. Hắn liền dự định tiếp tục qua tìm ăn. Lúc này, nếu như La Quân tâm tư đầy đủ tinh tế tỉ mỉ, liền sẽ cho Lâm Thiến Thiến đánh tới. Nhưng hắn hoàn toàn không có cái này giác ngộ. Lâm Thiến Thiến cũng tại hy vọng La Quân đánh tới, nhưng La Quân nhất định không biết. Chỉ một lúc sau, Lâm Thiến Thiến bên kia đợi không được La Quân điện thoại, nàng rốt cục nhịn không được lần nữa đánh tới. La Quân kết nối, hắn lập tức cẩn thận từng ly từng tí nói ra, có phải hay không ta chỗ nào đắc tội ngươi? Ta muốn gặp mặt ngươi, ngươi ở đâu? Lâm Thiến Thiến hỏi. La Quân liền nói ra, ta ngay tại Yến Kinh bên này, ngươi ở đâu, ta tới tìm ngươi đi. Lâm Thiến Thiến nói ra, ngay tại Nam Vòng Starbucks đi. La Quân nói ra, tốt, ta cái này xuất phát. Sau đó, hai người thì cúp điện thoại. La Quân cảm thấy lòng của nữ nhân, biển châm, vẫn là không nên đắc tội nữ nhân tới tốt. Hắn hiện tại có thời gian, vậy liền ngoan ngoãn chạy tới đi. Ước chừng sau 40 phút, La Quân lấy sĩ đi vào Starbucks. Starbucks trước mặt đường đi có rậm rạp một loạt đại thụ, phong nhi thổi qua, ánh sáng mặt trời diễm lệ. Tốt đẹp như vậy khí trời có thể tại trong quán cà phê ngồi một lần, uống uống cà phê, nghe một chút biết rõ gọi tiếng, đây là phi thường tiểu thư sự tình. La Quân đi vào Starbucks, hắn rất nhanh liền tại nơi hẻo lánh chỗ nhìn thấy Lâm Thiến Thiến. Ngay sau đó, La Quân bước nhanh đi qua. Lâm Thiến Thiến mặc là một thân cảnh phục, tư thế hiên ngang, nói không hết đồ đồng phục hấp dẫn. Nam nhân đối với ăn mặc cảnh phục mỹ nữ luôn luôn khuyết thiếu sức chống cự. Chinh phục một cái cảnh hoa cảm giác là tuyệt đối khác biệt. Huống chi, Lâm Thiến Thiến bản thân liền là xinh đẹp như vậy. Nàng màu da rất tốt, khuôn mặt trong trắng lộ hồng, vô cùng mịn màng. Lâm Thiến Thiến cái này một thân cảnh phục đi trên đường, quay đầu dẫn đầu phi thường cao. Bất quá giờ phút này, Lâm Thiến Thiến sắc mặt rất là ngưng trọng. La Quân vốn còn muốn đùa giỡn một chút, nhưng gặp Lâm Thiến Thiến cái biểu tình này, hắn cũng không khỏi ngưng trọng lên. La Quân ngồi tại Lâm Thiến Thiến đối diện, hỏi, làm sao? Lâm Thiến Thiến không kịp trả lời, phục vụ viên tiến lên đây. Lâm Thiến Thiến liền nói với phục vụ viên, đến hai chén Island cà phê. Tốt, phục vụ viên lập tức đi ngay. Ta muốn thật lâu, Lâm Thiến Thiến chủ thố lời nói, nàng bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía La Quân. Nàng đôi mắt xanh triệt gặp, nhưng lại lộ ra một cỗ chấp nhất cùng nghiêm túc. La Quân ngược lại cũng không phải hoàn toàn hậu chi hậu giác. Hắn có chút hiểu. Hắn liền trầm giọng nói, người nói. Lâm Thiến Thiến nói ra, bắt đầu từ ngày mai, ta sẽ đi du lịch. Trạm thứ nhất là Ai Cập, có lẽ, ta hội du lịch cái 2-3 năm trở lại. La Quân là người thông minh, lập tức liền hiểu Lâm Thiến Thiến ý tứ, ta tôn trọng ngươi quyết định. Lâm Thiến Thiến trong mắt hiện ra trong suốt nước mắt, nàng nói ra, ta nhất định sẽ quên mất ngươi, ta nhất định có thể. Nàng nói xong cũng đứng lên. Bước nhanh ra Starbucks quán cà phê. La Quân tại thời khắc này cũng mới chính thức cảm nhận được Lâm Thiến Thiến thống khổ cùng xoắn xuýt. Là không phải mình quá tự tư một số đâu. Chỉ một lúc sau, hai chén Island cà phê liền lên tới. La Quân uống một ngụm cà phê, tiếp lấy thì tính tiền rời đi. Hắn không có đi truy Lâm Thiến Thiến, hắn biết, nếu như hắn chịu đi truy, qua hống, chỉ cần đầy đủ dỗ ngon dỗ ngọt, Lâm Thiến Thiến nhất định hung ác không xuống tâm địa này.
Nhưng La Quân vĩnh viễn cũng không làm được như thế ti tiện sự tình tới. Có lẽ, đây mới là tốt nhất kết cục đi. Chí ít, chính mình là nỗ lực, cũng không có tiếc nuối. Suy nghĩ thông suốt, cái kia là muốn phải đi làm. Nhưng không phải nói nhất định phải thì đạt tới chính mình mục đích. 5 giờ chiều, trời chiều là đỏ rực. Bầu trời xanh thẳm, đám mây trắng như tuyết. Yến Kinh trong vòng một năm giống như vậy thời tiết tốt cũng không nhiều. La Quân hít sâu một hơi, tiếp lấy lại nặng nặng thở ra một hơi tới. Hắn đem trong lòng cái kia tia phiền muộn quét tới, sau đó ngẩng đầu lên, đạp vào thuộc về mình mới hành trình. Cái giờ này, đánh cũng không rất dễ dàng, dù sao đã đến giờ cao điểm. Còn có một cái biện pháp cái kia chính là đi tàu địa ngầm trở về, nhưng là đi tàu địa ngầm quá chật, La Quân không thích đi tàu địa ngầm. Thật muốn đi tàu địa ngầm, hắn tình nguyện chạy về qua. La Quân đứng tại ven đường, kiên nhẫn chờ lấy sĩ. Hắn vận khí không xấu, sau 10 phút rốt cục chiêu đến một chiếc taxi. La Quân đang chuẩn bị lên xe, không muốn lúc này đằng sau truyền tới một thanh âm cô gái. Đại ca, có thể hay không để cho ta, ta cái bụng, đau. La Quân quay đầu liền trông thấy một cái 20 tuổi Mỹ lệ phụ nữ có thai, cái này phụ nữ có thai khuôn mặt tú lệ, nàng lộ ra rất là tuổi trẻ. Bất quá nàng cái bụng đã hở ra, nhìn đã có 8 tháng mang thai. La Quân tập trung nhìn vào, nữ tử này lại không phải người Hoa. Nàng là Thái Lan người. Đáng giá ca ngợi là, nàng tiếng Hoa nói rất không tệ, rất lợi hại lưu loát. La Quân gặp nàng đầu đầy mồ hôi, liền biết nàng là thật đau bụng. Ngay sau đó, La Quân liền nói ra, đương nhiên có thể. Hắn nói chuyện ở giữa thì cho cái này phụ nữ có thai mở cửa xe, cũng cẩn thận từng ly từng tí đỡ lấy nàng, để cho nàng tốt hơn xe. Hỏng bét, ta quên lấy tiền bao. Phụ nữ có thai vừa mới lên xe, sắc mặt thì biến. Cái kia sĩ tài xế thấy thế nói ra, không có việc gì, ta miễn phí đưa ngươi đi bệnh viện. Phụ nữ có thai nói gấp, cảm ơn. Nàng đón đến, lại nói, thế nhưng là bệnh viện cũng muốn tiền, đại ca, ngươi có thể chờ hay không chờ ta, ta đi lên lấy tiền bao. Nàng xông sĩ tài xế nói ra. Sĩ tài xế hơi hơi do dự một cái chớp mắt, theo rồi nói ra, tốt ha. Xã hội này, dù sao vẫn là người hảo tâm nhiều một ít. La Quân nhìn phụ nữ có thai hành động bất tiện, liền hỏi, người nhà ngươi đâu? Phụ nữ có thai ánh mắt nhất ảm, nàng nói ra, ta không có người thân. Nói xong, nàng liền phải nhịn thống hạ xe. La Quân ngốc ngẩn ngơ, hắn có thể tưởng tượng nữ tử này gian khổ. Một nữ nhân, người mang lục giáp, tha hương nơi đất khách quê người, vô thân vô cố. Rất lợi hại hiển nhiên, nữ nhân này nhất định có một đoạn gian khổ cố sự. Thực mỗi người đều có một đoạn thuộc về mình cố sự, mỗi cái gia đình đều sẽ có một bản khó niệm kinh. La Quân đối nữ tử này sinh lòng thương hại, hắn vô ý thức muốn mở ra túi tiền. Bất quá lập tức, La Quân lại cảm thấy dạng này trực tiếp đưa tiền không tốt lắm, bởi vì nữ tử này cũng không phải là muốn ăn xin. Nàng bất quá là hành động bất tiện mà thôi. La Quân rất nhanh liền hạ quyết định, hắn đối nữ tử kia nói ra, dù sao ta cũng không có việc gì, ta cùng đi với người bệnh viện đi. Hắn nói xong cũng đem cửa sau xe đóng lại, sau đó trực tiếp ngồi lên tay lái phụ, đối cái kia sĩ tài xế nói ra, đến liền gần bệnh viện đi. Sĩ tài xế nổ máy xe. Nữ tử kia ở phía sau cũng đúng là đau nhức không được, cho nên cũng không có kiên trì. Nàng nói với La Quân tiếng cảm ơn, lại đối sĩ tài xế nói ra, muốn đi ăn cùng bà mẹ và trẻ em bệnh viện. Cái kia sĩ tài xế nói ra, được rồi. Xe nhanh chóng hướng bệnh viện mở đi ra. Còn tốt thuộc về Starbucks cà phê cái này khu vực, thời gian này còn không có như vậy hỗn loạn. Sau 10 phút, xe taxi thuận lợi đến an cùng bà mẹ và trẻ em bệnh viện. Xe ngừng tốt về sau, La Quân phải trả tiền. Cái kia sĩ tài xế lại là không thu, nói ra, nhanh lên đưa nàng đi bệnh viện đi. La Quân hiểu ý cười một tiếng, sau đó liền xuống xe. Tiếp theo, hắn đi vào cửa sau xe đỡ nữ tử xuống xe. Nữ tử sắc mặt càng ngày càng không tốt. Trên trán là to như hạt đậu mồ hôi. La Quân mắt thấy không ổn, liền trực tiếp đem nữ tử này chặn ngang ôm lấy, hướng trong bệnh viện chạy tới. Tiến bệnh viện đại đường, La Quân hô to thầy thuốc cấp cứu. Lập tức, trong bệnh viện thì có y tá thêm thầy thuốc đẩy cáng cứu thương tới. La Quân lúc này mới đem nữ tử phóng tới trên cáng cứu thương. Bác sĩ kia cùng y tá cấp tốc đem nữ tử đẩy lên phòng cấp cứu bên trong. La Quân thì tại phòng cấp cứu bên ngoài chờ đợi. Ước chừng nửa giờ sau,
phòng cấp cứu đại môn mở ra. Bác sĩ kia đi ra lấy xuống khẩu trang, La Quân tâm lý bỗng nhiên một cái lộp bộp, hắn vẫn ở lo lắng. Lúc này thật đúng là sợ thầy thuốc buông tay nói chúng ta đã hết sức. Tuy nhiên nữ tử này theo La Quân vốn không quen biết, nhưng La Quân vẫn là vô ý thức hy vọng nàng có thể mẹ con bình an. Thầy thuốc, nàng thế nào? La Quân ngay lập tức tiến lên hỏi. Thầy thuốc là cái trung niên nam tử, họ Lý. Lý thầy thuốc nhìn về phía La Quân, nói, ngươi là sản phụ người yêu à? Ta không phải, La Quân nói ra. Lý thầy thuốc khẽ nhíu mày, nói, vậy là ngươi. La Quân không khỏi sững sờ, hắn cũng không biết trả lời như thế nào. Hắn trầm ngâm một cái chớp mắt, nói ra, ta là người qua đường, nhìn nàng tình huống nguy cấp, thế là cùng sĩ tài xế giúp đỡ đem nàng đưa tới. Bất quá ngươi yên tâm, nàng nằm viện còn có tiền thuốc men cái gì, ta toàn ra. Lý thầy thuốc hơi hơi kinh ngạc nhìn La Quân liếc một chút, sau đó liền cũng liền nói, sản phụ bào thai bất chính, lại có bệnh tim, tình huống lần này rất lợi hại nguy cấp. Bất quá còn tốt, chúng ta đoạt cứu lại. La Quân nói ra, ta nhìn nàng cái này cũng có khoảng 8 tháng mang thai, không thể sinh nở bằng cách mổ bụng sao. Lý thầy thuốc nói ra, dựa theo lẽ thường là có thể sinh nở bằng cách mổ bụng, nhưng là nàng không được. Vì cái gì? La Quân hỏi. Lý thầy thuốc nói ra, trong cơ thể nàng bào thai có chút cổ quái, phát dục rất chậm. Hiện tại sinh nở bằng cách mổ bụng xuống tới, sẽ trực tiếp tử vong. Nhất định phải nằm viện quan sát, đồng thời đánh dựng đồng làm. La Quân bừng tỉnh đại ngộ, ngay sau đó liền nói ra, vậy phiền phức ngài, thầy thuốc. Lý thầy thuốc nói ra, khách khí. Tiếp theo, bên trong nhân viên y tế đem nữ tử phóng tới trên cáng cứu thương đẩy ra. Sau đó thì đưa đến khu nội trú bên trong. Lý thầy thuốc lại nói với La Quân, vậy ngươi phải đi cho sản phụ đem tiền thuốc men, tiền nằm bệnh viện giao nộp đi. La Quân nói ra, không có vấn đề. Hắn đón đến, nói, nàng không có nguy hiểm tính mạng à. Tạm thời là không có. Lý thầy thuốc nói ra, tại quá trình trị liệu bên trong, sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn, chúng ta cũng không dám hứa chắc. Bất quá chúng ta hội hết sức đến trị liệu, người muốn tin tưởng chúng ta chuyên nghiệp tố dưỡng. La Quân ở trong lòng trợn mắt chừng một cái, thầm nghĩ, lời nói đều bị ngươi nói, ta còn nói cái chứng. Bất quá La Quân cũng lười so đo, hắn quay người phải đi giao nộp dùng. La Quân cho nữ tử kia hết thảy lưu giữ 10 vạn người dân tệ. Sau đó, hắn liền rời đi bệnh viện. Có thể làm, La Quân đều làm. Cho nên hắn đi là không thẹn với lương tâm. Ra bệnh viện về sau, La Quân có chút nhức cả trứng. Chính mình vốn là nghĩ ra được ăn một chút gì, uống chút rượu. Kết quả đến bây giờ sửng sốt không có vớt lên ăn một miếng. Liền cũng tại lúc này, Trầm Mặc Nùng gọi điện thoại tới. La Quân do dự mãi về sau mới nghe. Trầm Mặc Nùng cũng không có tiếp tục giễu cợt La Quân, nàng nói ra, người muốn trở về ăn cơm không? La Quân nói ra, trở về, dù sao cũng không có việc khác tình. Trầm Mặc Nùng nói ra, tốt ha, vậy ngươi nhanh lên trở về, chúng ta chờ ngươi. Sau đó, hai người kết thúc trò chuyện. 11 giờ đêm, dạ hắc phong cao. La Quân ba người liền bắt đầu xuất động. Lần này vẫn là mở biển số quân đội xe, từ La Quân lái xe. Lão Viên đâu? La Quân mở ra tiểu khu về sau lại hỏi. Hắn hiện tại cũng không hô Viên chỗ đây. Đây là bởi vì đi qua quỷ sai một chuyện về sau, hắn cảm thấy Viên Tinh Vân gia hỏa này quá không đáng tin cậy, cho nên liền trực tiếp hô Lão Viên. Đối với xưng hô thế này, Trầm Mặc Nùng cũng có chút sở khóc sở cười. Chúng ta theo Lão Viên, Trầm Mặc Nùng vừa mở miệng thì phát hiện mình cũng bị La Quân mang lệch. Bất quá nàng cũng cảm thấy gọi Lão Viên rất đã, ngay sau đó cũng liền nói, chúng ta ở ngoài chỗ Sáng Châu Cao Ốc trước tụ hợp. La Quân ngay sau đó thì đảo quanh tay lái qua hướng Minh Châu Cao Ốc. Nửa giờ sau, Minh Châu Cao Ốc trước. Viên Tinh Vân một thân đạo bào, tiên phong đạo cốt đang đợi. Nhìn thấy La Quân sau xe, Viên Tinh Vân ngoắc. La Quân hướng phía sau Trầm Mặc Nùng Hòa Lâm Băng thầm nói, Lão Viên là tại chiêu sĩ A. Trầm Mặc Nùng cười khúc khích, nói ra, Viên chỗ lỗ tai linh đây, lời này của ngươi hắn có thể nghe được. La Quân lập tức cười ha hả. Sau đó, xe cũng liền tại Viên Tinh Vân trước mặt dừng lại. Viên Tinh Vân mở cửa xe lên xe. Lão Viên, ngươi mặc đồ này là muốn đi chào quỷ A. La Quân tùy tiện nói ra. Viên Tinh Vân không khỏi khẽ cười khổ, hắn cũng là cầm La Quân tên dở hơi này không có biện pháp nào. Xe khởi động về sau, La Quân thẳng đến mục đích.
La Quân đối với đêm nay hành động cũng không ôm hy vọng quá lớn, đây là một loại trực giác. Hắn cảm thấy Viên Tinh Vân tham gia hành động, nhất định là không có gặp nguy hiểm. Cho nên, La Quân nghiêm chỉnh lại, hỏi, Viên Chỗ. Viên Tinh Vân vội ho một tiếng, nói ra, ta vẫn là nghe ngươi hô lão Viên thói quen một điểm. La Quân cười ha ha một tiếng, nhân tiện nói, vậy thì tốt, lão Viên, đây chính là ngươi nói. Hắn đón đến, nói, trừ chỗ này quỷ trạch, ngươi còn có hắn địa phương sao? Chúng ta đêm nay thì nhiều đi mấy nơi nhìn xem. Viên Tinh Vân nói ra, còn có ba khu địa phương, đều là quay chung quanh Yến Kinh phụ cận. Nếu như đêm nay ti a không ra cái như thế về sau, ngày mai ta hội tăng lớn loại bỏ phạm vi. La Quân nói ra, được. Ước chừng lại nửa giờ sau, cũng chính là rạng sáng không điểm qua đi. Cả đám rốt cục đến Viên Tinh Vân nói chỗ quỷ trạch. Quỷ này trạch tại vùng ngoại ô, chung quanh tràn đầy rừng trúc. Cái này vùng ngoại ô không thích hợp ở người, cũng không phải là Yến Kinh người chỗ quen thuộc vùng ngoại thành. Rừng trúc tụ rắn, rắn tụ âm. Nơi này quả nhiên là cái âm khí nồng đậm địa phương. Mọi người tại rừng trúc trước đứng nghiêm. Cái kia rừng trúc sau cũng là quỷ trạch là cùng loại trước kia nhà cũ, tràn ngập phong cách cổ xưa khí thức cùng lịch sử vị đạo. La Quân lập tức liền cảm ứng được cái này trong rừng trúc có không ít rắn rết nhúc nhích. Tuôn rơi nhúc nhích không ngừng bên tai. Quay chung quanh tại rừng trúc chung quanh là một tầng vũ khí. Loại này vũ khí là rắn rết phát ra, có chứa kịch độc. Cái địa phương này, thật đúng là giống là phàm nhân cấm địa, người sống miễn gần. Giống loại địa phương này cũng là quỷ vật, âm vật thích nhất địa phương. La Quân bốn người này, từng cái đều là tuyệt đỉnh cao thủ, tự nhiên là không e ngại những vật này. Ngay sau đó, Viên Tinh Vân mang đi hướng phía trước được. Mọi người theo ở phía sau. Nhắc tới cũng kỳ, cái kia trong rừng trúc vốn là rắn rết hoành hành, khí độc vần quanh. Nhưng là Viên Tinh Vân chỗ đến, khói độc lui tán, rắn rết né tránh. Một đi ngang qua, thông suốt. Không thể không nói, Viên Tinh Vân vẫn là có chút tài năng. Quốc an mấy cái bộ môn, trên thực tế đều là tàng long ngọa hổ. Rất nhanh, mọi người liền đến quỷ trạch phía trước. Quỷ kia trạch phía trước cỏ hoang mọc thành bụi, thoạt nhìn là không người đến qua. Bất quá quỷ trạch bên trong đột nhiên truyền ra một cỗ mãnh liệt sát khí, sau đó, một đạo cười khằng khặc quái dị truyền tới. Là cái lão bà tử thanh âm. Vậy lão bà tử nghiêm nghị nhe răng cười, nói, từ chỗ nào đến không biết sống chết đồ, vật, còn không mau cút đi ra ngoài, chế, lão thân đem bọn ngươi ăn sạch sẽ. La Quân cười lạnh một tiếng, nói ra, chỉ sợ ngươi khẩu vị không có lớn như vậy, ăn không vô. Muốn chết, vậy lão bà tử nghiêm nghị nói ra. Sau đó, một cỗ trùng thiên sát khí lan tràn mà ra. Tiếp theo, một đạo hắc vụ bay ra. Cái kia hắc vụ sau khi đi ra, thế mà trong nháy mắt ngưng tụ thành một đầu khủng bố ma quỷ. Ma quỷ này lớp 10 trượng, mặt mũi hung dữ, đầy người đều là vải giáp màu đen. Ma quỷ trực tiếp duỗi ra cự trảo hướng La Quân đánh tới. Không biết tự lượng sức mình, Lâm Băng lạnh hừ một tiếng, trong nháy mắt tế ra âm sát ma đao, đao như kinh hồng chém giết tới. Cái kia ma quỷ cự trảo lập tức bị chảm bay ra ngoài. Ma quỷ lập tức thê lương gào thét, sau đó đột nhiên há miệng cắn tới. Viên Tinh Vân sắc mặt lãnh đạm, hét lớn một tiếng, nói, nghiệt xúc, quỳ xuống. Hắn nói vừa xong, cũng là thật sự là kỳ. Cái kia ma quỷ trong nháy mắt biến thành lão bà tử nguyên hình, lão bà tử này nhìn tuổi già sức yếu, mặt mũi nhăn nheo. Nàng trực tiếp thì quỳ gối Viên Tinh Vân trước mặt, chỉ gặp nàng không ngừng run rẩy, dường như cực kỳ hoảng sợ, thượng tiên tha mạng, thượng tiên tha mạng. Lão bà tử không ngừng cầu xin tha thứ. Ngươi là cái quỷ gì? Vì sao lại ở chỗ này làm loạn? Viên Tinh Vân trầm giọng hỏi. Lão bà tử nói ra, lão nô gọi là Long Lan, người xưng Long Lan bà. Nơi này chính là lão nô nhà, lão nô người nhà con trai đều qua tham quân chết. Về sau lão nô thì chết ở chỗ này mặt, nào biết sau khi chết phát hiện hồn phách không rời, thế là lại hấp thu âm khí tu luyện thân này. Thượng tiên, lão nô mặc dù là quỷ thân, nhưng một mực đều ở chỗ này, chưa từng ra ngoài hại qua nửa người nha. Viên Tinh Vân khẽ nhíu mày, hắn mắt nhìn Long Lan bà, nói ra, người nói thế nhưng là lời nói thật. La Quân ở một bên cười khúc khích, nói ra, lão Viên, nào có ngươi hỏi như vậy? Nàng khẳng định phải nói mình nói là lời nói thật a. La Quân lại nói tiếp, còn có a, lão bà này nói chuyện rất có mức độ a.
Nàng nói nàng chưa từng hại qua nửa người, nhưng thiên hạ này nơi đó có nửa người a. Viên Tinh Vân không khỏi im lặng, hắn xông La Quân nói ra, nếu không ngươi hỏi tới. Hắn là thật nghĩ để La Quân đến hỏi, cũng không phải nói có tâm tình gì. La Quân nhìn ra Viên Tinh Vân không có tức giận, liền cũng liền việc nhân đức không nhường ai. Hắn đứng tại Long Lan bà trước mặt, nói ra, Long bà, người trước đứng lên mà nói. Long Lan bà e ngại nhìn một chút Viên Tinh Vân, nàng gặp Viên Tinh Vân không nói gì, liền cũng liền nghe lời đứng lên. La Quân nói ra, ta hỏi ngươi, ngươi có biết hay không Thánh Anh Đại Vương? Long Lan bà nhất thời lộ ra mê mang, nói, Thánh Anh Đại Vương là ai? La Quân không khỏi phiền muộn, nói, là ngươi đang hỏi ta, vẫn là ta đang hỏi ngươi. Long Lan bà giật mình, nói gấp, đúng, đúng, thế nhưng là ta thật chưa từng nghe qua Thánh Anh Đại Vương là nhân vật bậc nào. La Quân một đoàn người liền liền biết chuyến này là đi không được gì, nhìn cái này Long Lan bà thần sắc liền biết nàng nói là nói thật. La Quân thở dài, ngay sau đó thì nói với Viên Tinh Vân, ta muốn hỏi một chút xong. Tiếp đó, người muốn siêu độ nàng, vẫn là thả nàng, đều từ ngươi tới làm chủ đi. Long Lan bà e ngại nhìn về phía Viên Tinh Vân, nàng lại một thanh quỳ đi xuống, nói, thượng tiên tha mạng, lão nô cam đoan về sau không biết làm bất luận cái gì chuyện xấu, cũng sẽ không qua thương tổn bất kỳ người nào. Viên Tinh Vân lạnh hừ một tiếng, nói, ngươi sát khí trùng thiên, lệ khí mặt mũi tràn đầy. Gặp người liền muốn đem ăn sạch sẽ, ta làm sao có thể đủ chứa ngươi. Hắn sau khi nói xong không đợi Long Lan bà có bất kỳ phản kháng, chính là một chưởng vỗ tại Long Lan bà đầu lâu phía trên. Cái kia Long Lan bà phát ra thê lương một tiếng hét thảm, sau đó liền tan thành mây khói. La Quân mấy người nhưng cũng là lý giải Viên Tinh Vân cách làm. Viên Tinh Vân là quốc an khắp nơi dài, phụ trách cũng là thần quỷ sự tình, càng là phụ trách kinh đô an toàn. Cái này Long Lan bà là cái lợi hại âm vật, vậy liền cũng đã nói lên nàng là cái uy hát yêu ta tiềm ẩn. Viên Tinh Vân tự nhiên muốn trừ nàng. Và lại, âm vật vốn là nghịch thiên mà đi, không nên tồn tại ở thế gian. Giết cái này âm vật, chẳng những không có nhân quả, hơn nữa còn là công đức một kiện. Thông qua Long Lan bà chuyện này về sau, La Quân tâm tư ngưng trọng xuống dưới, hắn phát hiện muốn tìm Thánh Anh Đại Vương thủ hạ là kiện rất khó làm sự tình. Mà thời gian đối với tại Trầm Mặc Nùng tới nói là càng ngày càng gấp. Sau đó, mọi người lao tới dưới một mục đích. Trên đường, La Quân nhịn không được hỏi Viên Tinh Vân, nói, Mặc Nùng còn có bao lâu thời gian? Viên Tinh Vân trầm giọng nói ra, ta phải nhìn một chút mới có thể chuẩn xác đến đánh giá đi ra. Hắn nói xong cũng duỗi ra một ngón tay điểm tại Trầm Mặc Nùng thiên đình trên huyệt. Trầm Mặc Nùng cũng liền nhắm mắt. La Quân nhẹ nhàng phanh lại. Hắn Hòa Lâm Băng cũng hơi khẩn trương nhìn lấy Viên Tinh Vân cùng Trầm Mặc Nùng. Sau một hồi khá lâu, Viên Tinh Vân thu tay lại. Viên Tinh Vân sắc mặt khó coi nói cực điểm. La Quân chờ trong lòng người đập mạnh, Trầm Mặc Nùng khẽ cười khổ, hỏi, thế nào, Viên chỗ? Viên Tinh Vân trầm giọng nói ra, Thánh Anh Đại Vương khôi phục tốc độ thật nhanh, ta nhìn không ra 5 ngày, là hắn có thể đầy đủ khôi phục thần trí. Chờ hắn thần trí khôi phục về sau. Người lại hấp thu âm sát tinh khí đều đã vô dụng, cái kia âm sát tinh khí sẽ trở thành Thánh Anh Đại Vương thuốc bổ. 5 ngày, La Quân bọn người sâu hít sâu một hơi. Thời gian xác thực đã là gấp gáp đến không thể lại gấp gáp. Trong chớp nhoáng này, liền Trầm Mặc Nùng đều có chút không bình tĩnh. Bởi vì lúc trước, nàng cảm thấy mình thân thể còn tốt, nàng không biết bao lâu mới là đại nạn. Nhưng giờ khắc này, sinh mệnh liền đã tiến vào đếm ngược. La Quân cũng không nhiều lời, hắn nổ máy xe. Đêm nay, La Quân mấy người lao tới còn lại mấy chỗ âm địa, trằn trọc. Nhưng sau cùng đều là không thu hoạch được gì, Viên Tinh Vân trừ mấy cái âm vật, hơn nữa còn bắt được một chỗ độc phẩm chứa chấp phạm. 10 giờ sáng, La Quân một đám người không công mà lui. Thật sự là đã không có nơi khác phương có thể đi thăm dò. La Quân nhìn về phía Viên Tinh Vân, hắn còn chưa lên tiếng. Viên Tinh Vân liền nói. Ta hội gấp rút qua tiếp tục loại bỏ bước phát triển mới địa điểm tới. Lâm Băng trầm giọng nói ra, có phải hay không là chúng ta truy tia, a phương hướng có sai. La Quân nhìn về phía Lâm Băng, nói, cái kia sư tỷ ngươi cảm thấy nên từ phương hướng nào cha. Lâm Băng lắc đầu, nàng nói, ta nói không ra, nhưng là luôn cảm thấy có chút không đúng. Dạng này tia, a được, tia, a không ra kết quả tới. La Quân cũng có loại cảm giác này. Nhưng hắn cũng nghĩ không ra mới biện pháp tới.
Dương gian người muốn tia, a âm phủ chi vật, thật sự là rất khó khăn. Không có bất kỳ cái gì manh mối. La Quân hướng Viên Tinh Vân nói, đạo gia không phải có ngày số học số chi pháp a. Chẳng lẽ không có thể thông qua thiên toán chi thuật tia, a gia thánh anh đại vương thủ hạ. Viên Tinh Vân không khỏi cười khổ, nói ra, thiên toán chi thuật thật là có, nhưng thiên toán chi thuật là muốn thông qua ngày sinh tháng đẻ, còn có muốn tia, a chi vật tinh huyết, lông tóc chờ một chút làm môi giới. Như thế mới có thể tại minh mông thiên cơ bên trong tia, a ra một số manh mối. Cái kia thánh anh đại vương đã bị chúng ta kích thương, mà hắn thủ hạ đến là cái dạng gì, bao nhiêu người, ở nơi nào, một điểm manh mối đều không có. Người muốn ta như thế nào thi triển ra thiên toán chi thuật đến. La Quân liền cũng biết mình nói tới có chút quá mức ép buộc, ngay sau đó cũng liền không nói thêm cái gì. Viên Tinh Vân nói ra, ta hội xin nhờ ta vài bằng hữu hỗ trợ đến cha. Hắn đón đến, nói ra, ta tuy nhiên tia, a không ra thánh anh đại vương thủ hạ. Nhưng lại có thể nhìn ra Mặc Nùng lần này tử khí bên trong mang theo tử khí, điều này nói rõ sự tình vẫn là có hạng nhất chuyển cơ. Trầm Mặc Nùng mỉm cười, nói ra, viên chỗ, chúng ta hết sức nỗ lực, hắn cũng không cần cưỡng cầu. Viên Tinh Vân gật gật đầu, sau đó thì cùng mọi người cáo từ rời đi. Đợi Viên Tinh Vân sau khi đi, La Quân ba người trở lại Trầm Mặc Nùng trong nhà. Mọi người bận rộn suốt cả đêm, đều có chút mệt mỏi. Lâm Băng đi tắm trước, nàng sau khi tắm xong, đi ra lúc nói với La Quân, ta trước đi ngủ, một có tin tức lập tức cho ta biết. La Quân gật đầu, nói ra, tốt. Sau đó, Trầm Mặc Nùng cũng đi tắm rửa. Nàng tắm rửa xong đi ra, tiếp lấy liền trực tiếp trở về phòng ngủ. La Quân cũng đi tắm. Hắn tắm rửa xong sau khi ra ngoài, thì ở trên ghế salon tĩnh tọa. Trong lòng của hắn có loại phi thường cường liệt cấp bách cảm giác cùng khủng hoảng cảm giác. Hắn thật sợ 5 ngày sau đó, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Trầm Mặc Nùng chết đi. 5 ngày, căn bản cũng không có 5 ngày. Thánh anh đại vương khôi phục tốc độ không thể theo lẽ thường đến tính toán, mà lại, 5 ngày sau đó lại tia, a được thánh anh đại vương thủ hạ. Khi đó chỉ sợ cũng đã không kịp. Thế nhưng là đột phá khẩu đến ở đâu? Ở đâu? La Quân coi như gãi rách ra đầu cũng nghĩ không ra cái này đột phá khẩu ở nơi nào. Lúc này là 12 giờ trưa, khí trời đã có chút nóng. Ánh sáng mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào. Tốt đẹp như vậy khí trời lại làm cho La Quân cảm thấy rất là bực bội, nôn nóng. Liền cũng tại lúc này, La Quân điện thoại di động kêu. La Quân lấy điện thoại di động ra nhìn một chút, lại là cái số xa lạ. Là Yến Kinh thuộc về khu. La Quân trong lòng hơi động, chẳng lẽ là có người muốn cung cấp cho mình manh mối. Hắn lập tức kết nối. Bên kia truyền đến lại là một nữ tử thanh âm. Là La tiên sinh sao? Nữ tử có chút sợ hãi nói ra. Ta là họ La, ngươi là ai? La Quân hỏi. Nữ tử nói ra, ta là Diệp Tử. Ta giống như không biết ngươi. La Quân lúc này nơi đó có hứng thú theo nữ sinh đánh cái dám nói chuyện phiếm, hắn trực tiếp nên nói. Diệp Tử lập tức nói, La tiên sinh, ta là hôm qua ngài đưa ta đi bệnh viện vị kia phụ nữ có thai nha. La Quân ngốc ngẩn ngơ, sau đó chính là bừng tỉnh đại ngộ. Hắn ngữ khí cũng liền nhu xuống dưới, hắn nói ra, là ngươi nha, ngươi có khỏe không? Diệp Tử nói ra, ta đã không có việc gì, vô cùng cảm ơn ngài trợ giúp. La Quân cười nhạt một tiếng, nói ra, ngươi không có việc gì liền tốt. Bất quá ta lúc này có chút bận bịu, muốn là ngươi không có việc gì lời nói, ta trước hết treo. Diệp Tử nao nao, sau đó nàng có chút khó khăn nói ra, ta biết ngài khẳng định là cái không tầm thường đại nhân vật. Bất quá ta có thể thỉnh cầu ngài giúp ta một chuyện sao? La Quân ngơ ngẩn, hắn nói tiếp, tốt ha, ngươi nói. Diệp Tử nói ra, ta tại Yến Kinh chưa quen cuộc sống nơi đây, ngài có thể hay không giúp ta tìm mấy tên lợi hại một số bảo tiêu? Còn có, ta muốn tìm cái bí ẩn chỗ nghỉ ngơi. Còn tiền, ta có tiền, tiền không là vấn đề. La Quân lập tức cảm thấy ngoài ý muốn. Ngươi có phải hay không gặp được phiền toái gì? La Quân hỏi. Hắn biết Diệp Tử trên thân khẳng định có một cái phong phú hơn cố sự. Nàng khẳng định là bởi vì muốn tránh né một ít người mới chạy trốn tới Yến Kinh đến, nàng chỉ sợ không phải phổ thông nhân thân phần. Diệp Tử không có trả lời La Quân, lại là tội nghiệp nói, La tiên sinh, ngài có thể giúp ta sao? La Quân lúc này, thật đúng là không muốn để ý tới người khác sự tình. Trầm Mặc Nùng còn tại trong nguy hiểm đây. Có thể lúc này, nữ hài nhi này tội nghiệp cầu khẩn.
hắn hiện tại quả là hung ác không xuống tâm qua cự tuyệt. Nữ hài nhi này có thai, một khi xảy ra chuyện, đây chính là một xác hai mạng a. Ngươi bây giờ ở nơi nào? Ta tới tìm ngươi, La Quân sau khi hít sâu một hơi, nói ra. Diệp Tử nghe vậy lập tức nhảy cẫng đứng lên, nàng nói ra, ta ngay tại trong bệnh viện. Cảm ơn ngươi, rất cảm tạ ngươi, La tiên sinh. La Quân nói ra, chờ lấy ta. Sau đó, hắn thì tắt điện thoại. Về sau, La Quân thu điện thoại di động ra khỏi phòng tử. Hắn mở trầm mặc nùng biển số quân đội xe, trực tiếp qua hướng An cùng bà mẹ và trẻ em bệnh viện. Hơn nửa giờ về sau, La Quân rốt cục đi vào An cùng bà mẹ và trẻ em bệnh viện. Hắn lần nữa cùng Diệp Tử liên hệ, Diệp Tử lại là nói ra, La tiên sinh, ta tại bệnh viện đối diện tiệm trái cây bên trong, người có thể để bên trên một chiếc taxi sao? Truy ta người đã đến trong bệnh viện, ta không dám lộ diện. La Quân thầm nghĩ, quả nhiên là có chút cố sự cùng phiền phức. Hắn liền nói ra, ta tự mình lái xe. Sau đó, hắn lái xe ra bệnh viện. Vừa ra bệnh viện liền thấy đối diện tiệm trái cây. La Quân đem lái xe đến đối diện. Hắn sau khi xuống xe thì hướng tiệm trái cây đi vào trong qua. Trái cây này trong tiệm làm ăn khá khẩm, có mấy nhóm người đang chọn lựa hoa quả. La Quân đi vào đã nhìn thấy Diệp Tử từ trong toilet thò đầu ra. Nàng thò đầu ra nhìn, lộ ra cực kỳ khẩn trương. Chờ nhìn thấy La Quân về sau, nàng trong mắt lóe lên vẻ vui thích. Sau đó, Diệp Tử thì ra nhà vệ sinh. Nàng nói với La Quân, La tiên sinh, cảm ơn ngài có thể tới. La Quân nói ra, đi thôi, lên xe. Diệp Tử chú ý cẩn thận, nói ra, phiền phức ngài cản trở ta một số, ta sợ hãi bị bọn họ trông thấy. La Quân không biết đối phương là ai, hắn cũng liền không nói nhiều, trực tiếp dùng thân thể yểm hộ Diệp Tử hướng trên xe đi đến. Hỏng bét, bọn họ trông thấy ta, đi mau, Diệp Tử bỗng nhiên kinh hoàng nói. La Quân quay đầu liền thoáng nhìn đối diện bệnh viện phía trước, có hai tên nam tử hướng bên này nhìn qua. Cái kia hai tên nam tử trên đầu bao lấy màu trắng hada, bọn họ sắc mặt đen kịt, dáng người rất lợi hại lớn mạnh. Nhìn cũng không phải là người Hoa. Dùng võ hiệp lời nói tới nói, vậy thì không phải là trung nguyên nhân sĩ, đó là phiên bang người. Cái này hai tên nam tử trong ánh mắt tràn đầy điêu luyện khí tức, La Quân liếc một chút có thể nhận ra bọn họ cũng là Thái Lan người. Mà lại, cái này hai tên nam tử tu luyện hẳn là Thái Quyền, bọn họ có rất lợi hại sau lưng Thái Quyền tử. La Quân cũng lờ đi, hắn cũng không có đem bọn hắn để vào mắt. Sau đó, hắn mang theo trên phiến lá tay lái phụ. Về sau, La Quân đi vào người điều khiển bên trên. Lúc này là 11 giờ trưa nửa, ánh sáng mặt trời diễm lệ. Trong không khí đã có nóng bức khí tức, tựa hồ đang biểu thị ngày mùa hè đã lặng yên đến. Nhanh lái xe, Diệp Tử chưa tỉnh hồn, nàng vội vã xông La Quân nói ra, bọn họ là Thái Lan Đại Thiền Tự Thái Quyền Thần Vương. La Quân nổ máy xe, hắn hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Diệp Tử, nói ra, người đến là thân phận gì? Vì sao lại gây đến lợi hại như vậy cừu gia? Diệp Tử ngốc ngẩn ngơ, nàng nói ra, chờ an toàn, ta hội hướng ngài một năm một mười nói ra. La Quân cũng liền không lại tiếp tục truy vấn. Hắn kỹ thuật lái xe rất tốt, nhanh chóng tại trong dòng xe cộ xuyên toa, vượt qua. Cùng lúc đó, La Quân trông thấy cái kia hai tên Thái Quyền Thần Vương theo thật sát tới. Tốc độ bọn họ rất nhanh, La Quân căn bản không vung được bọn họ. Mà lại, La Quân cũng phát hiện cái kia hai tên Thái Quyền Thần Vương là cố ý theo ở phía sau, nếu như bọn hắn muốn phát lực đuổi kịp, rất dễ dàng thì đuổi theo. La Quân lập tức cũng liền hiểu. Hai người này là muốn tìm yên lặng chĩa xuống đất phương động tay, dù sao nơi này là khu náo nhiệt, ở chỗ này trêu ra chuyện gì đến, không tiện bàn giao. Càng nơi này vẫn là Yến Kinh, chính là Hoa Hạ thủ đô. Diệp Tử lập tức cũng từ kính chiếu hậu bên trong nhìn thấy cái này tình huống, nàng không khỏi lo lắng. Không có việc gì, yên tâm đi. La Quân nhạt âm thanh an ủi, nói ra, hai người kia ta còn không có nhìn ở trong mắt. Ngươi phải biết, tại Yến Kinh nơi này, ta muốn hộ một người, có rất ít người có thể di động cho ta muốn hộ người. Hắn nói là như vậy chắc chắn. Diệp Tử nghe về sau, không khỏi trong lòng yên ổn không ít. La Quân sau đó lái xe hướng một bên vắng vẻ khu vực mở đi ra, đó là một đầu thông qua quốc lộ lộ tuyến, xe cộ không có có rất nhiều. Rất nhanh, La Quân liền đến đầu kia tương đối trống trải trên đường lớn. Lúc này, La Quân trông thấy cái kia hai tên Thái Quyền Thần Vương tốc độ tăng tốc, như điện như xiết điên cuồng đuổi theo mà đến.
La Quân dù cho đem tốc độ đề cao đến 200 mã, nhưng cũng không thể né tránh bọn họ truy kích. Cái này một cái chớp mắt, La Quân cũng liền minh bạch, cái này hai tên Thái Quyền Thần Vương tu vi chỉ sợ đã là kim đan chi cảnh. Nhanh, 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 Diệp Tử nhịn không được thúc giục La Quân. Có thể lúc này, La Quân dứt khoát thì hạ thấp tốc độ, phanh lại. Xe dừng lại, Diệp Tử thì hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch, hoàn toàn không hiểu La Quân được không. Liền cũng tại lúc này, cái kia hai tên Thái Quyền Thần Vương đã tại 5 mét có hơn tới. La Quân nói với Diệp Tử, đợi trên xe đừng nhúc nhích. Hắn xuống xe theo, bay thẳng đến cái kia hai tên Thái Quyền Thần Vương đi đến, ta nói các ngươi hai cái vương bát đản, đi theo đại gia ngươi ta làm gì. La Quân tức giận mắng. Cái kia hai tên Thái Quyền Thần Vương là hiểu tiếng Hoa, nghe vậy về sau, trong mắt bọn họ hàn mang tăng nhiều. Bên trái Thái Quyền Thần Vương gọi là Ken Sang chính là kim đan đỉnh phong tu vi, Thái Quyền xuất thần nhập hóa, mà lại thiên sinh thần lực. Hắn cả đời đều dâng hiến cho đại thiền tự, mà lại vẫn luôn là đồng nam. Bên phải Thái Quyền Thần Vương thấp hơn, gọi là Pekinji Setter. Pekinji Setter là kim đan trung kỳ tu vi, đồng dạng cũng là đồng nam. Trên thân hai người dương cương chi khí phá lệ nồng đậm. Người người hoa này, cút nhanh lên mở, không phải vậy, đòi mạng ngươi. Ken Sang bóp quyền đầu, xông La Quân nghiêm nghị quát. La Quân cười lạnh, nói ra, chúng ta bớt nói nhiều lời, vẫn là đánh rồi mới biết đi. Hắn nói vừa xong, trực tiếp xuất thủ. La Quân thân thể vọt tới, như thiểm điện áp sát tới Ken Sang mặt. Chân hắn đạp trúng tuyến, trong tay lại là một chiêu bát cực quyền châm hầu quyền. Quyền như hồng anh thương đầu thương, đột nhiên bắn ra mà ra, kình phong bạo liệt. Mà lại, La Quân quyền đầu là mang theo bắn ra chi lực, thượng hạ phiêu hốt. Một quyền này đánh ra, đã chứng minh La Quân quyền thuật chi lợi hại. Ken Sang cùng Pekinji Setter đều là bị kinh ngạc, vạn vạn không nghĩ đến cái này thanh thanh tú tú người trẻ tuổi, vừa ra tay cư nhiên như thế sắc bén. Tránh ra, Ken Sang xông Pekinji Setter quát một tiếng. Sau đó, hắn trong mắt lóe lên nồng đậm chiến ý. Đối mặt La Quân cái này một đâm hầu quyền, Ken Sang phản lui một bước, đột nhiên một chiêu đá quét kỹ. Một chân quét ngang mà đến. Tuy nhiên một chiêu này tại Thái Quyền bên trong không tính phá lệ lợi hại, nhưng ở Ken Sang trên tay thi triển đi ra, lại là có điều luyện sắc xảo hiệu quả. Oanh! Cái này một chân nổ lên cường hãn khí lưu, thì giống như là muốn đem không khí đá bể. Cái này một chân đến quá nhanh, quá mạnh. La Quân không chút nghĩ ngợi, thân thể bỗng nhiên hình xoắn ốc một ngồi xổm. Lại là để đá quét kỹ từ đỉnh đầu hắn đá qua. Cùng lúc đó, La Quân đột nhiên như rồng thăng thiên, lại là hướng phía Ken Sang dưới hông một đỉnh. La Quân đấu pháp thật sự là quá mức lô hỏa thuần thanh, không thể suy nghĩ. Ken Sang ánh mắt hơi đổi, tiếp lấy đột nhiên thu chân lui lại. Hắn vừa lui một bước, tận lực bồi tiếp xong khuỷu tay mãnh liệt kích xuống dưới. Tựa như là hai đạo khai sơn thần nện nện xuống đến, uy mãnh đến không thể tưởng tượng cấp độ. La Quân cũng không khỏi bội phục Ken Sang biến hóa. Trong lòng của hắn kêu to thống khoái, thật sự là có quá lâu không có dạng này lâm ly nhất chiến. Đối mặt Ken Sang song khuỷu tay kích xuống dưới, La Quân căn bản không thể tránh né. Hắn vốn là đã trầm xuống, lại tránh lui, thân thể liền sẽ trọng tâm bất ổn. Đối mặt Ken Sang dạng này cao thủ, La Quân nếu là trọng tâm bất ổn, vậy hắn thật cũng chỉ có thể nuốt hận. La Quân mắt cũng không chớp, trong nguy cơ, hóa quyền vì chỉ kiếm. Một chỉ điểm hướng Ken Sang chân. La Quân một chỉ này mặc kim động ngọc, lợi hại hơn nữa khổ luyện công phu cũng là ngăn không được. Ken Sang muốn La Quân tránh né, sau đó trọng tâm bất ổn. Nhưng La Quân lại trước một bước vây ngụy cứu triệu. Chỉ cần La Quân xuyên thủng Ken Sang chân, cái kia chính là Ken Sang trọng tâm bất ổn. Quyền đầu mở ra, hóa thành chỉ đao, đó là đem La Quân công kích tăng tốc. Chỉ đao so quyền đầu muốn dài. Cao thủ tranh chấp, vốn là chút xíu chi tranh. Ken Sang lại lần nữa bị kinh ngạc, hắn cảm nhận được người đông phương này chỗ lợi hại. Lúc này, hắn không thể không lui. Ken Sang đột nhiên lại lần nữa rời khỏi một bước. La Quân lập tức nghiêng sông đi lên, giống như một đoàn điên cuồng đột nhiên thì trùng sát mà tới. Lần này lại là bán bộ băng quyền. La Quân quyền thuật là vò cùng các nhà quyền thuật tinh hoa làm một thể. Bán bộ băng quyền băng giết chi lực, càng là không cần nhiều lời. Ken Sang liền cảm giác bóng người trước mắt lóe lên, tựa như là một đạo trọng cung đứt đoạn, cái kia dây cung bắn ra mà đến cảm giác. Bén nhọn làm người ta kinh ngạc run sợ.
Ken Sang dù sao không phải kẻ vớ vẩn, hắn gầm thét hét lớn một tiếng, đột nhiên song khuỷu tay đón đỡ. Ầm. La Quân một cái băng quyền lập tức liền giống như là đánh vào sắt thép phía trên, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Bất quá La Quân vẫn là biết, chính mình cái này một cái băng quyền tuyệt đối đối Ken Sang tạo thành thương tổn. Ken Sang bạo giống một tiếng, liên tục chịu kích như cuồng phong bạo vũ công sát hướng La Quân. Khẩn thiết chịu kích, nặng như hoàng thiên, to như hậu thổ. La Quân cắn răng, lại không né tránh, lại là khẩn thiết đón đỡ. Phanh phanh phanh. Mấy chục quyền về sau, La Quân càng đánh càng hăng. Sau cùng, La Quân nhất quyền tuôn ra. Tiếng sấm liên tục quyền. Ầm. Ken Sang bị La Quân nhất quyền đánh bay ra ngoài, ngã trên mặt đất về sau, tại chỗ tử vong. La Quân khí huyết chi lực trung quy là mạnh hơn Ken Sang, muốn liều mạng, Ken Sang tuyệt không phải là đối thủ. Nhưng nếu luận quyền thuật, kỹ xảo, Ken Sang cũng không phải La Quân đối thủ. Kết quả này chính là tất nhiên. Sau đó, La Quân nhìn về phía Peking Setter, nói, ta cùng hắn chính là công bình quyết đấu mà chết, ta niệm ngươi một thân tu vi không dễ, dẫn hắn đi thôi. Peking Setter thần sắc phức tạp nhìn một chút La Quân, dùng không lưu loát tiếng Hoa nói ra, ngươi tu vi đã xuất thần nhập hóa, sư huynh của ta đều không phải là đối thủ của ngươi. Vậy ta càng không phải là đối thủ của ngươi, bất quá ta khuyên ngươi, vẫn là đem Diệp Tử giao cho ta. Nếu không lời nói, ngươi sau đó mắc vô cùng. Ngươi lại là chúng ta toàn bộ đại thiền tự địch nhân. La Quân nao nao, hắn có thể cảm giác ra cái này đại thiền tự khả năng rất là cường đại. Bất quá hắn dưới mắt cái này ngay miệng, thật đúng là làm không được đem Diệp Tử giao ra. Tại sao muốn bắt Diệp Tử? La Quân nói ra, nàng bất quá là một cái nhược nữ tử. Các ngươi đại thiền tự không phải Phật tự sao? Phật tự không phải lòng dạ từ bi sao? Vì sao muốn cùng một cái có thai nhược nữ tử không qua được? Peking Setter nói ra, ngươi không hiểu, bởi vì Diệp Tử mang thai hài tử không phải đứa trẻ bình thường, nàng mang thai hài tử tuyệt không thể xuất sinh, nếu không sẽ cho quốc gia chúng ta mang đến thật không tốt dấu hiệu. La Quân càng thêm kỳ quái, nói, như thế mê tín. Bất quá là đứa bé a, chẳng lẽ lại vẫn là chân mệnh thiên tử? Peking Setter hít sâu một hơi, nói ra, thôi được, ta muốn nói với ngươi lại nhiều đều vô dụng. Về sau tự sẽ có chúng ta đại thiền tự cao nhân tới tìm ngươi. Hắn sau khi nói xong, quay người đem Ken Sang thi thể ôm lấy, quay người đi. La Quân trong lòng đầy bụng nghi hoặc, hắn cảm thấy mình lần này hảo tâm hỗ trợ, rất có thể lại là cho mình nhặt một cái khoai lang bỏng tay. Hắn quay người trở lại trên xe. Diệp Tử nhìn về phía La Quân, sắc mặt nàng có biến hóa. Nàng thoảng qua hưng phấn nói ra, nghĩ không ra La Tiên Sinh ngài là lợi hại như vậy một người. Có ngài bảo hộ ta, ta thì không sợ. La Quân nhàn nhạt lạnh lùng quét Diệp Tử liếc một chút, sau đó nổ máy xe. Ngài tức giận, Diệp Tử cẩn thận từng ly từng tí hỏi. La Quân nói ra, ta không nên tức giận sao? Ngươi chọc lợi hại như vậy địch nhân, lại đem ta mơ hồ kéo xuống nước. Nếu như không phải ngươi trùng hợp gặp gỡ ta, ta lại có chút bản sự. Đổi lại người khác, làm sao chết cũng không biết, mà lại, vừa rồi người kia cũng nói, đại thiền tự còn hội tìm tới cửa. Xe bình ổn lái về phía trước qua. Diệp Tử nhất thời hai mắt đẫm lệ, nói, thật xin lỗi, La Tiên Sinh, ta không phải cố ý, thế nhưng là ta một người ở chỗ này, ta thật không nghĩ tới biện pháp tốt. Cho nên liền đem ngài kéo vào được, thật xin lỗi, thật thật xin lỗi. La Quân khe khẽ thở dài, nói ra, được rồi được rồi. Hắn đón đến, nói, ta hỏi ngươi, đại thiền tự tại sao muốn bắt ngươi? Diệp Tử lúc này tự nhiên không dám theo La Quân giấu giếm, nàng nói ra, cụ thể, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Cũng là 3 tháng trước, có một vệt ánh sáng bay vào trong thân thể ta. Sau đó, đại thiền tự người thì tìm tới cửa, nói ta mang thai hài tử chính là yêu nghiệt, không thể sinh ra tới. Yêu nghiệt, La Quân không nguyên do hứng thú, nói, làm sao cái yêu nghiệt phương pháp? Diệp Tử nói ra, đại thiền tự trụ trì nói ta trong bụng chính là quỷ sát chuyển thế. Nếu để cho nó tại ta trong bụng đến đủ tháng xuất sinh, tương lai sẽ trở thành quốc gia chúng ta to lớn điểm không may, cũng sẽ chỉ huy vô số yêu ma gây sóng gió. Nàng đón đến, trên mặt đau khổ, nói ra, trụ trì nói ta không hiểu, nhưng ta chỉ biết là, đứa nhỏ này cùng ta huyết mạch tương liên, chính là ta hoài thai mấy tháng cốt nhục chí thân. Ta ở trên đời này không có bất kỳ cái gì thân nhân, cũng chỉ có đứa bé này. Coi như nó là quỷ sát lại như thế nào, đó cũng là hài tử của ta. Ta nhất định muốn bình an sinh hạ nó.
không thể không nói, tình thương của mẹ thật sự là trên thế giới vĩ đại nhất yêu. Một cái nữ hài tử, không có hài tử trước đó có thể là tùy hứng, điêu ngoa. Nhưng là có hài tử về sau, nàng liền có thể thần kỳ tự ái đứng lên. Đây chính là tình thương của mẹ lực lượng. Đương nhiên, cũng không thể loại trừ một số phát rồ mẫu thân loại hình. Dù sao, thế giới bao la, không thiếu cái lạ mà. Cái này cha đứa bé đâu? La Quân không khỏi hỏi. Diệp Tử nghe vậy càng thêm ảm đạm, nàng nói ra, ta không muốn xách hắn. Hắn là công tử nhà giàu ca, đã kết hôn, ta lúc đầu cho là hắn là yêu ta, nhưng là nghe được ta mang thai về sau, hắn cho ta một khoản tiền, muốn ta đem đứa nhỏ này đánh dụng. Về sau, ta liền lấy khoản tiền kia, tại một cái đại thiền tự hảo tâm tăng nhân yểm hộ dưới, chạy trốn tới các ngươi Hoa Hạ Yến Kinh. Cái kia tăng nhân nói cho ta biết, Yến Kinh chính là Hoa Hạ thủ đô, cho dù là đại thiền tự, cũng không dám làm quá mức. Nghe xong Diệp Tử nói tới tiền căn hậu quả, La Quân tâm lý bắt đầu có chút tâm thần bất định, hắn là cái hiểu chuyện người. Nếu như Diệp Tử bào thai trong bụng thật có vấn đề, chính mình lại mạnh mẽ bảo hộ nàng. Sau cùng, cái này bào thai thật cho Thái Lan mang đến tai nạn, cái kia chính mình là Thái Lan tội nhân. Vạn sự đều có nặng nhẹ phân chia. Tại một quốc gia trước mặt, cái người sinh tử vinh nhục thật không tính trọng yếu. Nhưng là quả thật, Diệp Tử cũng không sai. Mà lại, nếu như là vợ mình trong lòng như thế cái quỷ sát, vậy mình cũng sẽ liều mạng bảo hộ. Dù sao, không có quan hệ đến trên người mình đến nha. Nhưng là đối với Diệp Tử, La Quân cùng hắn không có quá cảm giác sâu sắc tình, cho nên vẫn là lộ ra rất lợi hại lý trí. La Quân lúc này cũng không đành lòng đem Diệp Tử vứt xuống mặc kệ, hắn thầm nghĩ, được, chuyện này ta thì không hao tổn tâm trí, vẫn là giao cho lão viên còn có Trầm Mặc Nùng đến xử lý đi. Dù sao các nàng là quốc an, quản cũng là quốc an an toàn. Đến lúc đó các nàng muốn chém giết muốn dóc thịt, chính mình cũng không có gì cảm giác tội lỗi. Vừa nghĩ tới Trầm Mặc Nùng, La Quân tâm lý thì trầm thống vô cùng. Trầm Mặc Nùng còn trẻ như vậy, nhưng nói là phong hoa tuyệt đại. Chẳng lẽ nàng muốn đi đến sinh mệnh cuối cùng? La Quân không muốn mất đi dạng này một vị bằng hữu. Xe tiếp tục hướng Man City tiểu khu mở đi ra. Một giờ chiều, La Quân mang theo Diệp Tử trở lại Man City tiểu khu. Sau đó, hắn mang theo trên phiến lá lâu, đi vào Trầm Mặc Nùng chỗ ở ngoài cửa. La Quân có chìa khóa, trực tiếp mở cửa. Khiến La Quân hơi ngoài ý muốn là, Trầm Mặc Nùng Hòa Lâm Băng hai nữ nhân lại là trong phòng khách uống rượu. Trên bàn trà còn có thơm ngào ngạt ngưu tam tươi nồi lẩu. La Quân thấy cảnh này, nội tâm lại là có chút cảm động Lâm Băng đại sư tỷ. Sư tỷ nhìn lạnh lùng, nhưng nội tâm lại là thiện lương, nhiệt tình. Nàng cũng biết Trầm Mặc Nùng tâm lý khẳng định hội không dễ chịu. Dù sao tại sinh chết trước mặt, bất kỳ người nào cũng không thể ngoại lệ. Cho nên đại sư tỷ liền đến bồi Trầm Mặc Nùng uống rượu. Trầm Mặc Nùng nhìn thấy La Quân, nàng cười một tiếng, nói ra, người trở về vừa vặn, chúng ta uống rượu với nhau. Bất quá nàng lập tức liền nhìn thấy theo ở phía sau Diệp Tử. Trầm Mặc Nùng Hòa Lâm Băng nhất thời có chút làm không hiểu nhiều là tình huống gì. Các nàng biết La Quân tuy nhiên cả lơ phất phơ một số, nhưng tuyệt sẽ không hoang đường đến mang nữ hài tử trở lại qua đêm. Huống chi, nữ hài tử này còn mang bầu tại thân. Tình huống như thế nào? Trầm Mặc Nùng đứng lên, hỏi. La Quân liền nói với Diệp Tử, người đi trước trong phòng, chờ ta bảo ngươi đi ra, ngươi trở ra. Diệp Tử hiện tại đem La Quân xem như cây cỏ cứu mạng, cho nên đối La Quân là nói gì nghe nấy. Nàng gật gật đầu, nói ra, được. Sau đó, nàng liền đi gian phòng. La Quân tiếp lấy liền đến Trầm Mặc Nùng Hòa Lâm mặt băng trước ngồi xuống. Trầm Mặc Nùng Hòa Lâm băng đều nhìn La Quân, chờ đợi La Quân giải thích. La Quân liền nói ra, nàng gọi là Diệp Tử, ba ngày trước ta cùng với nàng nhận biết, đó là bởi vì ta cùng hắn cùng một chỗ đánh sĩ, lúc ấy thân thể nàng không thoải mái, cho nên ta thì làm xuống người tốt, đưa nàng đến bệnh viện. Về sau ta giúp nàng giao nộp liền rời đi, bất quá ta tại bệnh viện chỗ nào lưu số điện thoại. Cho nên nàng hôm nay gọi điện thoại cho ta. Sau đó ngươi thì mang nàng trở về. Lâm Băng nói. La Quân nói ra, sự tình không phải đơn giản như vậy, nàng bào thai trong bụng có chút cổ quái. Nghe nói là cái quỷ gì sát chuyển thế, cho nên Thái Lan đại thiền tự người một mực đang truy sát nàng. Lúc ấy ta không có nghĩ nhiều như vậy, cảm thấy cũng không thể thấy chết không cứu. Nhưng hiện tại vấn đề liền đến, căn cứ Thái Lan đại thiền tự người nói, nàng bào thai trong bụng nếu như xuất sinh,
sẽ cho Thái Lan mang đến điểm xấu dấu hiệu. Ta cũng không biết nên xử lý như thế nào vấn đề này. Hắn đón đến, nói ra, ta cảm thấy phải giải quyết vấn đề này vẫn là chỉ có tìm. Trầm Mặc Nùng trợn mắt chừng một cái, nói ra, lão Viên đúng không? La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, không sai. Trầm Mặc Nùng nói ra, loại chuyện này, giống như tựa hồ thật đúng là chỉ có thể tìm lão Viên. La Quân nói ra, không sai, ta cũng cho rằng như vậy. Trầm Mặc Nùng nói ra, tốt ha, ta tới cấp cho lão Viên gọi điện thoại. Sau đó, nàng thì lấy điện thoại di động ra. Điện thoại di động rất nhanh liền đả thông. Lão Viên, Trầm Mặc Nùng vừa nói ra khỏi miệng thì phiền muộn, nàng hướng La Quân trợn mắt chừng một cái, lập tức sửa lời nói, Viên chỗ. La Quân Hòa Lâm Băng nhịn không được cười rộ lên. Bên kia Viên Tinh Vân cũng là phiền muộn vô cùng, chính mình nhã nhặn cả một đời, bây giờ bị La Quân cái này thằng nhãi con làm đó là một cái trí thức không được trọng dụng a. Bất quá Viên Tinh Vân phiền muộn thì phiền muộn, hắn nghe được Trầm Mặc Nùng miêu tả về sau, vẫn là đối với chuyện này gây nên cực độ coi trọng. Viên Tinh Vân nếu như độ lượng nhỏ một chút, khẳng định sẽ nói, người đem người mang cho ta đến đây đi. Nhưng Viên Tinh Vân lại là nói ra, vậy thì tốt, ta lập tức tới ngay. Sau đó, Trầm Mặc Nùng cùng Viên Tinh Vân cúp điện thoại. Trầm Mặc Nùng thì xông La Quân nói ra, có một câu như vậy nói thật đúng, gần mực thì đen, gần son thì đỏ a. La Quân Hòa Lâm Băng lần nữa cười to. Lúc này La Quân cũng liền không lại phiền não, hết thảy phiền não đều giao cho Viên Tinh Vân đi. Về phần đối Diệp Tử, hắn không tồn tại lòng áy náy. Chính mình không cứu nàng. Nàng hiện tại sớm bị hai đại thái quyền thần vương bắt đi. Mà chính mình đem nàng giao cho Viên Tinh Vân, chí ít, Viên Tinh Vân người này là quang lâm lỗi lạc. Hắn làm ra quyết định là vì đại cục mà suy nghĩ. Về sau, La Quân đem Diệp Tử ra đón. Nàng cũng chưa ăn cơm, thì cùng theo một lúc ăn. Trầm Mặc Nùng còn thật là tốt khách, lại gọi điện thoại khiến người ta đưa mấy cái thích hợp phụ nữ có thai dùng bữa. La Quân uống một ngụm bia đen, nói ra, Diệp Tử. Sau khi, sẽ có cái đạo trưởng đến đây. Hắn đối ngươi tình huống rất ngạc nhiên, đến lúc đó khả năng đối ngươi hội quan sát một hồi. Diệp Tử nhất thời biến sắc, nói ra, La tiên sinh, ngài nên không phải. La Quân chính vừa nói, ngươi sự tình, không thể coi thường. Ngươi vì bào thai trong bụng có thể cái gì đều không để ý, nhưng ta không thể không thận trọng, ngươi hiểu chưa? Ta muốn rời khỏi, Diệp Tử lập tức đứng lên, kiên quyết nói ra. La Quân nhìn Diệp Tử liếc một chút, hắn nói ra, tốt ha, ngươi muốn rời khỏi, ta không lưu ngươi. Nhưng ngươi như lưu lại, chúng ta khẳng định là muốn đối ngươi làm kỹ càng phân tích. Nếu như Diệp Tử khăng khăng muốn đi, La Quân cũng liền giải thoát. Đây cũng là không tồn tại cái gì phiền não. Diệp Tử không khỏi ngây người, nếu như La Quân nhất định muốn lưu nàng, nàng sẽ rất kiên quyết muốn rời khỏi. Nhưng La Quân cũng đáp ứng quá sảng khoái, cho nên nàng ngược lại không dám đi. Nàng cũng biết, chính mình một khi rời đi La Quân. Đại thiền tự người chẳng mấy chốc sẽ tìm tới, đến lúc đó nàng càng không có một tia may mắn. Diệp Tử do dự sau một lúc lâu, nói ra, người đạo trưởng kia sẽ không hại hài tử của ta à. La Quân nói ra, ta không dám cùng ngươi làm bất luận cái gì cam đoan. Bất quá ta có thể cam đoan, hắn tuyệt sẽ không hại ngươi. Diệp Tử khẽ cắn môi, nói ra, tốt, La tiên sinh, ngươi là người tốt, ta tin tưởng ngươi. La Quân nói ra, vậy liền ngồi xuống ăn cơm chứ. Diệp Tử liền nghe lời nói ngồi xuống. Nửa giờ sau, Viên Tinh Vân liền đến tới. Viên Tinh Vân một sau khi đi vào chính là nói ra, ta ở bên ngoài thì có thể cảm giác được các ngươi nơi này quỷ khí trùng thiên, làm sao vào phòng, ngược lại không quá cảm giác được. Chẳng lẽ là quỷ này sát biết gặp nguy hiểm, thu liễm chính mình khí tức. Hắn nói chuyện liền đến Diệp Tử trước mặt. Lúc này, bữa trưa còn không có kết thúc. La Quân cười ha ha, nói, lão Viên, người có muốn hay không cũng uống điểm. Viên Tinh Vân nhìn La Quân liếc một chút, nói ra, Mặc Nùng sự tình còn không có giải quyết, các ngươi lại làm lớn như vậy một chuyện tới. Còn có tâm tình ăn cơm. La Quân nhất thời ảm đạm. Trầm Mặc Nùng khe khẽ thở dài, nói ra, nếu quả thật chạy không khỏi, đó cũng là mệnh. Nếu như là mệnh, ta nhận mệnh. Cái gì nhân định thắng thiên, đều là nói nhảm. Người ở trên trời trước mặt gì nhỏ bé như hạt bụi. Nói gì thắng thiên? La Quân trầm mặc xuống dưới. Lâm Băng cũng không nói chuyện. Viên Tinh Vân cũng không nói thêm lời, mà chính là nói với Diệp Tử,
ta có thể sờ sờ bụng của ngươi sao? Hắn đón đến, nói ra, ta không có ý hắn, chỉ là muốn cảm thụ một chút ngươi bào thai trong bụng đến là tình huống như thế nào. Diệp Tử không khỏi nhìn về phía La Quân, La Quân nói ra, viên chỗ là chân chính đắc đạo cao nhân, ngươi yên tâm đi. Diệp Tử liền nói với Viên Tinh Vân, đạo trưởng, cầu ngươi không nên thương tổn ta trong bụng hài nhi. Chỉ cần ngươi không làm thương hại ta hài nhi, ta cái gì đều có thể đáp ứng ngài. Viên Tinh Vân không khỏi cười khổ, nói ra, lời này của ngươi nói bần đạo tựa như là đại bại hoại giống như. Hắn đón đến, nói ra, vẫn là ta xem trước một chút đi. Diệp Tử liền gật gật đầu. Sau đó, Viên Tinh Vân thì đưa tay, ngăn cách y phục dính ở Diệp Tử cái bụng. La Quân ba người cũng hơi khẩn trương nhìn về phía Viên Tinh Vân. Viên Tinh Vân sau một hồi khá lâu thu tay lại. Sắc mặt hắn rất là ngưng trọng. Diệp Tử thấy thế sợ hãi không được, nói, thế nào, đạo trưởng. Nàng đều chỉ kém không có khóc lên. Viên Tinh Vân nói ra, quả nhiên là quỷ sát đầu thai. Quỷ sát đến là cái gì? La Quân không khỏi vấn đáp. Lâm Băng cùng Trầm Mặc Nùng đồng dạng hiếu kỳ, cho nên bọn họ cũng nhìn về phía Viên Tinh Vân. Viên Tinh Vân nói ra, quỷ sát sinh ra sát khí trùng thiên, là tất cả mọi người ở giữa quỷ vật loại đế hoàng. Loại này quỷ sát, ngàn năm khó tìm một cái, một khi đi ra, nếu để thống lĩnh quỷ vật, liền muốn tạo dưới không ít nghiệt sự tình. La Quân ba người bị kinh ngạc. Diệp Tử cũng là cảm thấy thật không thể tin. La Quân theo rồi nói ra, cái này quỷ sát nếu là xuất thân tại chúng ta Hoa Hạ, sẽ như thế nào? Hắn cảm thấy, nếu như sinh ra ở Hoa Hạ thì họa loạn Hoa Hạ, như vậy đại thiện tự không cần thiết như thế theo đuổi không bỏ. Viên Tinh Vân nói ra, quỷ sát cũng không phải là không có ý thức tồn tại, hắn nơi sinh tại Thái Lan, căn cơ cũng chính là tại Thái Lan. Cho nên hắn khẳng định là muốn một lần nữa trở lại Thái Lan. La Quân nói ra, cái kia dưới mắt, viên sử ngươi cảm thấy nên làm cái gì? Viên Tinh Vân trầm giọng nói ra, trong lúc nhất thời, ta còn không có cách nào trả lời các ngươi. Ta cần đưa nàng mang về hảo hảo nghiên cứu một phen. Diệp Tử lập tức sợ hãi nhìn về phía La Quân, nói, La tiên sinh. La Quân nghiêm mặt nói ra, Diệp Tử, tình thương của mẹ cố nhiên vĩ đại. Nhưng ngươi cũng phải biết sự tình tính nghiêm trọng, đứa nhỏ này coi như xuất sinh, cũng cùng ngươi không có tình cảm gì. Nhưng là, nàng sẽ cho ngươi quốc gia mang đến tai nạn. Lại huống chi, ngươi còn trẻ như vậy, ngươi có thể có tốt hơn tương lai tiền đồ. Diệp Tử ánh mắt ảm đạm, nàng không nói gì thêm. La Quân có thể cảm giác ra, trong chớp nhoáng này Diệp Tử là bi thương mà tuyệt vọng, thậm chí là mang một tia oán hận. La Quân hơi hơi thở dài, hắn thật sự là chú ý chẳng phải nhiều. Sau đó, Viên Tinh Vân mang Diệp Tử rời đi. Trong phòng lại chỉ có La Quân ba người. Lúc này cũng đã mất hết cả hứng, La Quân ba người đem cái bàn thu thập sạch sẽ, sau đó, Trầm Mặc Nùng nói ra, La Quân, theo giúp ta ra ngoài đi một chút đi. La Quân biết Trầm Mặc Nùng tâm tình. Hắn không có cự tuyệt, nói ra, được. Hai người ra khỏi phòng tử, đến tiểu khu phía dưới. Sau đó, La Quân lái xe, Trầm Mặc Nùng ngồi ở vị trí kế bên tài xế. La Quân lái xe rất bình ổn, trên đường cái, phong cảnh không ngừng lùi lại. Trầm Mặc Nùng nói ra, bắt đầu từ ngày mai, ta dự định đi về nhà ở. Nàng trong giọng nói mang một tia nói không nên lời cô đơn cùng không cam tâm, nói, ta từ xuất sinh đến nay. Phần lớn thời gian đều ở bên ngoài. Ta luôn cho là, còn có quá nhiều thời gian có thể bồi người nhà của ta. Nhưng bây giờ, thời gian của ta cũng không nhiều, ta cũng không có cách nào tiếp tục lại lừa mình dối người. La Quân nói không ra lời. Trầm Mặc Nùng tiếp tục nói, ngươi cũng không cần khổ sở, ngươi giúp ta quá nhiều, mà ta thiếu ngươi quá nhiều. Giữa chúng ta hữu nghị, một mực là ngươi tại nỗ lực. Liền xem như hiện tại, ngươi cũng một mực đang cạn kiệt tâm lực giúp ta. Nhưng đây là mệnh ta. La Quân cắn răng, nói ra, ta tin tưởng, nhất định có biện pháp có thể trị hết ngươi. Trầm Mặc Nùng mỉm cười. Nàng không có trả lời La Quân câu nói này, nói, trước kia ta luôn cảm giác mình có thể rất lợi hại thoải mái, có thể không sợ chết. Có thể đem một lời can đảm báo ra quốc, nhưng bây giờ, ta cảm thấy ta còn có thật nhiều tiếc nuối. Ta có rất nhiều nơi chưa từng đi, ta thậm chí ngay cả một trận yêu đương đều không nói qua. Ta nhân sinh như vậy chung kết. Thực sự tính không được hoàn chỉnh. Còn không đến cuối cùng, chúng ta còn có cơ hội. La Quân trong mắt lóe lên vẻ thống khổ, nói, ngươi không muốn sớm như vậy liền từ bỏ, được không? Trầm Mặc Nùng nói ra, ta không hề từ bỏ, như có cơ hội,
ta nhất định sẽ tranh thủ. Nhưng ta muốn về nhà, ta muốn đền bù một chút tiếc nuối. Nếu quả thật muốn tránh không khỏi một kiếp này, ta hy vọng có thể ít một chút tiếc nuối, ngươi hiểu chưa? La Quân trầm mặc xuống dưới. Trầm mặc nùng bỗng nhiên lại nói ra, thế gian cảm tình, vô luận là hữu tình, ái tình, thân tình, cuối cùng đều là giống nhau. Không thể tương cứu trong lúc hoạn nạn liền muốn cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ. La Quân, ta hội nhớ kỹ tại ta nhân sinh bên trong, từng có người dạng này một cái tránh thức bằng hữu chi kỷ xuất hiện qua. La Quân nói ra, ngươi mà chết, ngươi như thế nào lại nhớ kỹ? Ngươi nhập không luân hồi, ném không thai, ngươi chỉ có thể là một sợi hạt bụi. Trầm mặc nùng trong mắt lóe lên đắng chát, nói, sự thật thật là tàn nhẫn như vậy, nhưng ngươi không nên tới nhắc nhở ta. Ban đêm thời điểm, Lâm Băng, Trầm Mặc Nùng, La Quân ba người lần nữa uống lên tửu tới. Dùng cái gì giải ưu, chỉ có Đỗ Khang. Không phải là không muốn đi thăm dò, mà là như thế nào đi thăm dò. Nơi đó cha, Thánh Anh Đại Vương thủ hạ tựa như là trong gió hạt bụi, vô tung vô tích, không chỗ ra tay. Bọn họ căn bản cũng không tại trong tam giới, ngũ hành bên trong A. Buổi tối 7 giờ, La Quân ba người đã chính choáng hơi say rượu. Lúc này, Viên Tinh Vân gọi điện thoại cho Trầm Mặc Nùng. Trầm Mặc Nùng kết nối, nàng cười ha hả hô, lão Viên, người có phải hay không cũng muốn đến uống rượu. Ta vẫn luôn cảm thấy lão Viên phá lệ phù hợp ngươi. Nàng lúc này cũng là hoàn toàn buông ra, dạng này trò đùa bên trong mang một tia tiểu nữ nhân khó được hồn nhiên. Cái này khiến La Quân không khỏi nhìn trong lòng chua chua. Bởi vì Trầm Mặc Nùng luôn luôn là đứng tại thần đàn bên trên, nàng là nữ thần. Mà bây giờ, nàng đã rơi xuống thần đàn. Bên kia Viên Tinh Vân nói ra, Mặc Nùng, ngươi nghe ta nói, ta đại khái đã tìm được muốn cứu ngươi biện pháp. Ngươi chờ ta lập tức tới ngay. Viên Tinh Vân sau khi nói xong thì tắt điện thoại. Trầm Mặc Nùng trong mắt lập tức hiện lên một tia khó nén vui sướng. Làm sao? La Quân cùng Lâm Băng lập tức hỏi. Trầm Mặc Nùng nói ra, lão Viên nói có biện pháp cứu ta. La Quân hòa Lâm Băng nhất thời đại hỉ. Ba người mang vô cùng kích động hưng phấn tâm tình, bắt đầu chờ đợi Viên Tinh Vân đến. Nửa giờ sau, Viên Tinh Vân liền mang theo Diệp Tử đến đây. Bất quá Diệp Tử là ở vào trạng thái hôn mê, Viên Tinh Vân cho Diệp Tử ăn một chủng loại giống như thuốc ngủ đồ, vật, để Diệp Tử ở vào trạng thái hôn mê. La Quân, người đưa nàng an trí đến trong phòng qua. Viên Tinh Vân nói ra. La Quân lập tức xác nhận, chỉ cần Viên Tinh Vân có biện pháp cứu Trầm Mặc Nùng. Cái kia muốn hắn làm gì, hắn đều sẽ rất là vui vẻ đi làm. La Quân đem Diệp Tử đưa đến trong phòng, cẩn thận từng ly từng tí an trí nàng trên giường ngủ, cũng quan tâm cho Diệp Tử đắp chăn. Trung thực tới nói, La Quân đối Diệp Tử là có một tia cảm giác áy náy. Sau đó, La Quân ra khỏi phòng, đóng cửa phòng. Mọi người ngay tại trước sofa vào chỗ. Viên Tinh Vân nói ra, cái này quỷ sát thống ngự vạn quỷ, có thể nói là một chương âm vật Internet. Ta có thể thông qua quỷ sát đến bố trí trận pháp, tìm tới Thánh Anh Đại Vương thủ hạ. La Quân ba người vui mừng. Bất quá lập tức, La Quân nói ra, quỷ sát bây giờ còn chưa thành thục, Mặc Nùng chờ không thời gian dài như vậy. Viên Tinh Vân nói ra, chỉ là phôi thai chưa thành thục, quỷ sát không có việc gì. Đến lúc đó, quỷ sát hội từ trong phôi thai trốn tới, cái này quỷ sát hiện tại vừa vặn không có là ngây thơ trạng thái, bản sự còn không có lớn lên, cho nên đây là chúng ta cơ hội tốt nhất. Hắn đón đến, thoảng qua hưng phấn nói ra, vậy đại khái thì thật sự là kỳ diệu vận khí, Mặc Nùng ngươi chung quy là mệnh không có đến tuyệt lộ. Cái này quỷ sát thế mà cứ như vậy đưa tới cửa. La Quân sờ mũi một cái, nói ra, cũng không thể nói như vậy, đó cũng là ta hảo tâm có hảo báo. Hắn đón đến, giọng nói lại hơi có vẻ nặng nề, nói ra, cái kia đứa nhỏ này há không phải liền là chết chắc. Viên Tinh Vân gật gật đầu, nói ra, về công về tư. Đứa bé này đều không nên xuất thế. Nếu là quỷ sát mượn nhờ phôi thai thành thục, đến lúc đó công lực đại tăng, khi đó, chúng ta rất lợi hại khó đối phó. Thái Lan đại thiền tự cũng sẽ đau đầu, mà chờ cái này quỷ sát sau khi lớn lên, vậy liền lại là một tràng tai nạn. Hắn đón đến, nói, dưới mắt cái này quỷ sát còn bị vây ở thai bên trong chi mê bên trong, hỗn hỗn độn độn, chính là một cái thời cơ tốt nhất. Diệp Tử bản thân không có sao chứ? La Quân lập tức hỏi. Viên Tinh Vân nói ra, 8 tháng mang thai, thực hành sinh nở bằng cách mổ bụng. Đối hài tử khả năng không tốt, nhưng bảo trụ đại nhân là không có vấn đề.
Cũng may chúng ta căn bản không nghĩ đứa nhỏ này sống sót. La Quân lâm vào trầm mặc, hắn đồng thời lại cảm thấy đây hết thảy đối Diệp Tử tới nói, thật sự là quá tàn nhẫn. Bất quá La Quân không có mềm lòng, cái gì nhẹ cái gì nặng, trong lòng của hắn phân rõ ràng. Hắn cũng không phải một cái không có quyết đoán người. Đừng nói cái này quỷ sát không nên xuất sinh, coi như Diệp Tử là cái hoàn hảo người, hài tử cũng là hoàn hảo. Nhưng chỉ cần nàng có thể cứu Trầm Mặc Nùng, La Quân nguyện ý đến tạo cái này nghiệt. Người không hung ác, đứng không vững. La Quân ở lúc mấu chốt, sẽ không lề mề chậm chạp. La Quân trầm giọng nói ra, đã như vậy, cái kia việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức liên hệ bệnh viện, chuẩn bị sinh nở bằng cách mổ bụng. Trầm Mặc Nùng lại có một chút do dự, nói ra, tốt như vậy sao? Trong nội tâm nàng thị phi đạo đức để cho nàng cảm thấy làm như vậy không quá thỏa. Viên Tinh Vân nói ra, chúng ta làm như thế, chính là song toàn đẹp chi pháp. Một là có thể đem quỷ sát khống chế lại, để tránh tương lai cái này quỷ sát làm hại Thái Lan phương diện. Hai là, nếu là đại thiền tự bắt tiểu cô nương này, chỉ sợ tiểu cô nương mệnh đều khó mà bảo trụ. Tại đại thiền tự trong mắt, tiểu cô nương này đã là tà bưng dị loại, tuyệt đối không có nàng sống sót cơ hội. Nghe Viên Tinh Vân Kiều nói này, Trầm Mặc Nùng hơi hơi thư một hơi, nội tâm của nàng bứt rứt cảm giác cũng liền giảm bớt không ít. Sau đó, Viên Tinh Vân còn nói thêm, bệnh viện phương diện ta đã an bài tốt, ta mời chuyên gia mang máy móc đi thẳng đến Minh Châu cao ốc trụ sở dưới đất bên trong đến làm giải phẫu. Thuận tiện ta đã dọn xong trận pháp. La Quân nói ra, chúng ta đi thôi. Hắn liền đi phòng ngủ, cẩn thận từng ly từng tí ôm lấy hôn mê Diệp Tử. Sau khi đi ra, La Quân nói ra, lão Viên, chuyện này vẫn là ngươi lớn nhất ra sức. Bất quá, ngươi làm gì muốn đem nàng ôm tới, sau đó chúng ta lại ôm trở về qua, cái này chẳng phải là rất lợi hại dày vò. Viên Tinh Vân nói ra, đại thiền tự cao người đã xuất hiện tại Yến Kinh, việc này chuyện rất quan trọng, không thể sai sót. Ta vẫn là mang theo trên người an toàn một số. Trầm Mặc Nùng nói ra, vậy ngươi nên đem chúng ta kêu lên mới là. Viên Tinh Vân nói ra, cũng không nhiều phiền phức, chúng ta đi thôi. Sau đó, cả đám thì ra tiểu khu. Lần này còn là La Quân lái xe. Một đường thẳng đến Minh Châu cao ốc. Hôm nay bóng đêm không tươi đẹp lắm, trên trời không có chấm nhỏ, không có trăng sáng, đen kịt một màu. Cũng mà còn có lạnh thấu xương gió đêm phá đến, khiến người ta cảm thấy rất là lạnh lẽo. Yến Kinh khí trời cũng là quái dị như vậy, hôm nay nóng muốn chết, ngày mai thì dám lạnh muốn chết. La Quân một đường mở đi ra, có thể mở ra thì phát hiện không đúng. Phía trước đường đen kịt một màu, không có đèn đường, tựa như là chạy đến một cái dã ngoại hoang vu. Không đúng rồi, La Quân nhịn không được nói ra, từ nơi này đến Minh Châu cao ốc, một đi ngang qua đều là phồn hoa khu vực. Ta coi như mở sai, cũng không thể nào biết mở đến loại địa phương này đến. Đây là thuộc về Yến Kinh cái kia một khối nha. Viên Tinh Vân trầm giọng nói ra, ta biết cái này là ở đó. Mọi người lập tức nhìn về phía Viên Tinh Vân, La Quân cũng dừng xe. Viên Tinh Vân nói ra, các ngươi trước đó không phải một mực kỳ quái ta tại sao muốn đem Diệp Tử mang đến tìm các ngươi, mà không phải để cho các ngươi qua tìm ta sao. Cái này thật là trong lòng mọi người nghi vấn. Bất quá mọi người cũng không có quá để ở trong lòng qua. Hiện tại Viên Tinh Vân nói ra, chúng người lập tức liền bị câu lên lòng hiếu kỳ. Viên Tinh Vân nói ra, bởi vì ta biết đại thiền tự người muốn ra tay, chúng ta nhất định phải ở bên ngoài giải quyết bọn họ. Nếu để cho bọn họ tiến vào ta trong pháp trận, vạn nhất bị bọn họ phá hư trận pháp, lúc đó hỏng kế hoạch chúng ta. Mọi người lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Cái kia trước mắt chuyện này là sao nữa? La Quân hỏi. Viên Tinh Vân nói ra, đây là thông minh con đường. Tục xưng quỷ nhảy tường, cũng là một loại trận pháp, chúng ta đã đi vào đại thiền tự cao thủ trận pháp. Đã bọn họ đến, vậy chúng ta thì ra ngoài ứng chiến. Ba người các ngươi phụ trách bảo vệ tốt Diệp Tử, còn lại giao cho ta. Hắn sau khi nói xong, trong tay đột nhiên thì xuất hiện một thanh ngân sắc phất trần. Bằng để chống. Ta dựa vào, hắn cũng có giới tu di. Cái này là La Quân trong lòng trong nháy mắt bốc lên ra suy nghĩ. Viên Tinh Vân ra xe tử, La Quân ba người sau đó cũng đi ra. Cũng không thể ngồi ở trong xe, khiến người ta xem như bia sống đến đánh. Một trận chiến này, việc quan hệ Trầm Mặc Nùng sinh tử tồn vong. Tất cả mọi người lộ ra rất là thận trọng. Giờ này khắc này, Viên Tinh Vân cầm trong tay phất trần, tiên phong đạo cốt, ngược lại thật sự là có đắc đạo cao nhân phong phạm.
Mà lại, trong tay hắn phất trần cũng không phải phổ thông phất trần, đó là cách khác khí, gọi là như ý phất trần. Này phất trần, hết thảy có 30.000 cây sợi bạc, chuẩn bị sợi bạc đều là thu thập một vị yêu đạo cao nhân sợi tóc luyện chế mà thành. Mỗi một cây sợi tóc cũng có thể mềm như tầm ti, cứng rắn như chảm kim lợi kiếm. Mà lại bên trong lại có 3.000 cái sợi bạc bị tu luyện thành như ý sợi tóc, như ý là cái gì? Như ý kim cô bổng, có thể lớn có thể nhỏ, có thể dài chừng ngắn. Biến hóa vô cùng, mới là như ý a. Các vị như là đã đến, sao không đi ra gặp mặt? Viên Tinh Vân đối trong hư không tối tăm nói ra. Hắn vừa dứt lời âm, tiếp theo từ phía trước chỗ hắc ám liền có tiếng bước chân truyền đến. La Quân ba người định thần nhìn lại, chỉ một lúc sau, năm tên tăng nhân xuất hiện, cầm đầu chính là Đại Thiền Tự Trụ Trì Tuệ Vân Đại Sư. Tuệ Vân Đại Sư pháp tướng trang nghiêm, người khoác áo cà sa. Trên người hắn Phật pháp khí tức rất là nồng đậm, trông thấy hắn, tựa như là trông thấy Phật Đà Bản Tôn. Mà Tuệ Vân Đại Sư sau lưng chính là Tứ Đại Chiến Tăng. Tứ Đại Chiến Tăng đều là thần thông chi cảnh cao thủ. Đại Thiền Tự tại Thái Lan là nổi danh tông phái Phật tự, thực lực không thể coi thường. Lần này, bọn họ đối với đem Diệp Tử Chu sát một chuyện phi thường trọng thị. Lúc đầu, Tuệ Vân Đại Sư chỉ phái hai tên Thái Quyền Thần Vương đến đây giết Diệp Tử. Hắn không phái lợi hại hơn cao thủ đến, cái kia lại là bởi vì hắn biết Yến Kinh là cái mẫn cảm địa phương, cũng là tàng long ngọa hổ địa phương. Nếu như mình động tác lớn, sẽ khiến không tất yếu phiền phức. Chỉ là đáng tiếc, cái này quỷ sát khí vận quả nhiên bất phàm. Cuối cùng vẫn dẫn động Yến Kinh cao thủ. Bây giờ, vì tiêu diệt quỷ sát, Tuệ Vân Đại Sư liền hết thảy đều không lo được, lập tức lấy tư nhân máy bay riêng nhanh chóng đuổi tới Yến Kinh. Giờ phút này, đối mặt Viên Tinh Vân, Tuệ Vân Đại Sư chắp tay trước ngực, chắp tay nói, A-di-đà Phật, đạo trưởng ở trên, lão nạp Tuệ Vân hữu lễ. Hắn lộ ra rất là khách khí. Viên Tinh Vân cũng không kiêu căng, nói, Đại Sư ở trên, bần đạo hoàn lễ. Cũng là lập đơn trưởng chắp tay. Tuệ Vân Đại Sư liền còn nói thêm, đạo trưởng, ngài trong xe nữ tử chính là liên quan đến nước ta trọng đại biến thiên tồn tại, mong rằng đạo trưởng có thể dàn xếp, để cho chúng ta mang đi. Viên Tinh Vân nói ra, đại sư, nữ tử này trong bụng chính là quỷ sát. Điểm này bần đạo đã biết được, bất quá dưới mắt, bần đạo muốn nhờ quỷ sát làm việc, mong rằng đại sư có thể cho ta một ngày thời gian. Một ngày sau đó, bần đạo nhất định đem quỷ sát tiêu diệt, không cho tai họa quý quốc. Tuệ Vân Đại Sư sắc mặt hơi đổi một chút. Nói, đạo trưởng muốn đem quỷ sát phá thai. Viên Tinh Vân nói ra, không sai. Tuệ Vân Đại Sư nói ra, tuyệt đối không thể. Hắn đón đến, nói ra, bây giờ quỷ sát đã nhanh muốn thành thục, một khi đưa ra, liền có vô cùng biến số. Đây là liên quan đến quốc gia chúng ta điềm lành tai hại sự tình, đạo trưởng không cần thiết không thể được này hiểm chiêu. Viên Tinh Vân minh bạch Tuệ Vân Đại Sư lo lắng, hắn nói ra, ngượng ngùng, đại sư, bần đạo cần dùng cái này quỷ sát tới cứu người. Nhưng bần đạo cũng sẽ dốc hết toàn lực đến để quỷ sát bị tiêu diệt. Tuệ Vân Đại Sư khe khẽ thở dài, nói, quả nhiên là mệnh số khó biến. Hắn đón đến, nói ra, bất quá liền xem như mệnh số, nếu là liên quan đến quốc gia vận mệnh chi đại sự, lão nạp coi như liều này thân thể tàn phế, cũng định muốn ngăn cản đạo trưởng cử chỉ lỗ mãng. Lời này là đàm không đi xuống. Viên Tinh Vân ngay sau đó cũng thì không nói thêm lời. Vốn còn nghĩ lão hòa thượng này nếu như dễ nói chuyện, cái kia mọi người còn có thể cùng một chỗ hợp tác. Nhưng hiện tại xem ra là tuyệt bức không có khả năng. Viên Tinh Vân nói ra, đã như vậy, cái kia bần đạo liền đến lĩnh giáo đại sư cao chiêu. Hắn sau khi nói xong, phất trần vung lên, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tuệ Vân đại sư nói, A-di-đà Phật, hắn ngâm xong Phật hiệu về sau, trong mắt lệ quang hiện lên. Trong chớp mắt, từ bi đại sư hóa thành nổi giận Phật Đà. Tuệ Vân đại sư trong tay bóp có một chuỗi phong cách cổ xưa thanh sắc Phật Châu. Cái này thanh sắc Phật Châu gọi là huyền kim thần châu, mỗi một viên Phật Châu đều là thần châu, chính là đi qua rèn luyện, thối luyện, nhiễm Tuệ Vân đại sư tinh huyết. Này Phật Châu bên trong có Tuệ Vân đại sư hấp thu niệm lực cùng tín ngưỡng, mỗi một mai thần châu đều có cự lực. Mà lại cùng Tuệ Vân đại sư tâm ý tương thông. Tuệ Vân Đại Sư đột nhiên cầm trong tay huyền kim thần châu ném bắn về phía Viên Tinh Vân. Huyền kim thần châu hết thảy 36 khỏa. Cái này ném một cái bắn mà ra, đột nhiên toàn bộ giải tán. 36 khỏa huyền kim thần châu giống như 36 khỏa hung mãnh vô song nổ bắn ra đánh cùng nhau oanh sát hướng Viên Tinh Vân.
Cái kia một cái chớp mắt, mỗi một khỏa huyền kim thần châu trên không trung lôi kéo ra mắt trần có thể thấy sóng lửa đến. Pháp thuật tu luyện đến nước này, ở cự ly gần đã không phải là bất luận cái gì vũ khí nóng có thể so sánh. 36 khỏa huyền kim thần châu bốn phương tám hướng oanh sát hướng Viên Tinh Vân, trong nháy mắt liền muốn đem Viên Tinh Vân đánh vạn kiếp bất phục. La Quân ba người nhìn âm thầm kinh hãi, đồng đều đang nghĩ, nếu là mình muốn ứng phó như thế nào. Viên Tinh Vân lại là nhìn cũng không nhìn. Đột nhiên, như ý phất trần múa động. Trong một chớp mắt, hắn bốn phía tất cả đều là sợi bạc vòng xoáy. Điên cuồng sợi bạc hình thành một cỗ vòng xoáy, cái kia 36 khỏa huyền kim thần châu lập tức bị bao khỏa ở chính giữa. Sau đó, một tiếng vang thật lớn, 36 huyền kim thần châu tránh thoát trói buộc. Viên Tinh Vân lại là mượn cơ hội đem 36 khỏa huyền kim thần châu rào tại một chỗ. Như thế về sau, huyền kim thần châu không còn là bốn phương tám hướng phân tán. Như thế về sau, thừa dịp huyền kim thần châu tránh thoát trói buộc, Viên Tinh Vân đem phất trần mãnh liệt quất tới. Lại cạch một thanh âm vang lên. Sở hữu huyền kim thần châu bị Viên Tinh Vân đập tan, bốn phía bay loạn bắn nhanh. Có mấy khỏa huyền kim thần châu còn tập sát hướng La Quân ba người. Lúc này, La Quân cùng Trầm Mặc nùng tay không tấc sắt, cũng không dám đón đỡ, chỉ có tránh né. Lâm Băng thì là tế ra âm sát ma đao, trực tiếp đem bổ bay ra ngoài. Tuệ Vân đại thủ đột nhiên đưa tay, 36 khỏa huyền kim thần châu lập tức liền trở lại trên tay hắn, hình thành nguyên lai một chuỗi thanh sắc Phật châu. Tuệ Vân đại sư lúc này cũng ý thức được Viên Tinh Vân lợi hại. Đối thủ của hắn dưới tứ đại chiến tăng nói ra, các ngươi qua đem Diệp Tử giết, lão nạp đến ứng phó người này. Vâng, trụ trì, tứ đại chiến tăng lĩnh mệnh, lập tức khí thế hung hung tập giết tới. La Quân ba người trận địa sẵn sàng đón quân địch. La Quân trong nháy mắt bộc phát ra huyết hạch chi lực, 9.000 cân lực lượng hung mãnh vồ giết về phía bên trong một tên chiến tăng. Thần thông chi cảnh chiến tăng, tuy nhiên ủng có pháp lực. Nhưng là bọn họ pháp lực đối phó người bình thường còn có thể, đối phó giống La Quân dạng này cao thủ liền đầy đủ sặc. Cho nên, thần thông ngũ trọng phía dưới cao thủ cũng không phải là vô địch. Bọn họ vẫn là muốn theo dựa vào chính mình đấu pháp cùng chiến đấu lực. Chờ đến thần thông ngũ trọng trở lên, có thể vận dụng pháp khí, khống chế pháp khí, khi đó lực sát thương cũng là dọa người. Tựa như La Quân ba người, nếu như đối mặt Tuệ Vân Đại Sư, thì Tuệ Vân Đại Sư vừa rồi cái kia một tay, bọn họ không có một người có thể ứng phó được đến. Đồng thời, Trầm Mặc Nùng cũng đối bên trên một tên khác chiến tăng. Mà Lâm Băng càng là trực tiếp, nàng âm sát ma đao quá mức lợi hại, trực tiếp trước lấy âm sát công kích. Âm ba chi lực để tên kia chiến tăng lỗ tai tê minh bị đau. Ngay sau đó, Lâm Băng đem âm sát ma đao trực tiếp ném bắn đi ra. Ngự kiếm giết người. Cái kia chiến tăng lần nữa né tránh. Bất quá tiếp theo, Lâm Băng người đã công giết đi qua. Trong nháy mắt, Lâm Băng đã đánh giết một tên chiến tăng. Nàng có được âm sát ma đao bực này pháp khí, vốn chính là tài trí hơn người. Mà lại, đây là Lâm Băng khống chế âm sát ma đao không thật lợi hại. Nếu là Ninh Thiên Đô Sư Tôn thi triển âm sát ma đao, đã sớm đem cái này bốn tên chiến tăng đều đã giết. Một tên sau cùng chiến tăng vọt thẳng hướng xe, bất quá hắn vừa mới tới gần, Lâm Băng âm sát ma đao đã từ phía sau tập sát mà đến. Cái này chiến tăng bị kinh ngạc, lập tức né tránh. Lúc này, Lâm Băng lấn người tiến lên, tới đánh nhau. Lâm Băng một tay thu âm sát ma đao. Tiếp lấy liên tục thi triển âm sát lực lượng, sau đó nhanh chóng tiến công. Chỉ một lúc sau, cái này chiến tăng cũng bị Lâm Băng một đao gọt đi đầu. Lâm Băng ngày hôm nay xem như đại phát thần uy. La Quân cùng tên kia chiến tăng đánh nhau, chính là xuất phát từ nguy cơ thời điểm. Dù sao cả hai tu vi chênh lệch quá mức cách xa. Đúng lúc này, Lâm Băng chạy đến, từ phía sau một đao thì lấy tánh mạng. Sau cùng, La Quân hòa Lâm Băng lại cùng nhau trợ giúp Trầm Mặc Nùng. Cái kia một tên sau cùng chiến tăng rất nhanh cũng liền bị cùng nhau chu sát. Tứ đại chiến tăng, chết gọi một cái nhanh chóng. Lúc này, Tuệ Vân Đại Sư cùng Viên Tinh Vân đấu tranh cũng đến gay cấn giai đoạn. Cái kia 36 khỏa huyền kim thần châu tại Tuệ Vân Đại Sư khống chế dưới, không ngừng công sát. Viên Tinh Vân trong tay phất trần uyển chuyển như ý, không cho Tuệ Vân Đại Sư cơ hội. Ngẫu nhiên, Viên Tinh Vân lấy 3.000 sợi bạc về giết. Cái kia 3.000 sợi bạc hóa thành vô cùng trưởng sợi bạc, trực tiếp buộc chặt rảo sát Tuệ Vân Đại Sư. Có thể Tuệ Vân Đại Sư trong tay liền kết pháp ấn, đồng đều lấy vô cùng pháp lực hóa giải.
Viên Tinh Vân trong lúc nhất thời cũng vô pháp đem Tuệ Vân Đại Sư cầm xuống. La Quân ba người liếc nhau, đột nhiên thì hướng Tuệ Vân Đại Sư xuất thủ. Lúc này, Tuệ Vân Đại Sư rốt cục biến sắc. Đại Sư, người thì để mạng lại đi. La Quân chợt quát một tiếng, nhất quyền từ phía sau hung mãnh đánh giết tới. Trầm Mặc Nùng cũng là một trưởng vỗ quá khứ. Tuệ Vân Đại Sư lập tức một trưởng vỗ hướng Trầm Mặc Nùng, nhất quyền ứng đối hướng La Quân. Xoẹt, Lâm Băng một đao lại là trực tiếp xuyên thủng Tuệ Vân Đại Sư vị trí hiểm yếu. Tuệ Vân Đại Sư trên cổ nhất thời máu tươi chảy đầm đìa, hắn hai mắt trợn lên, muốn nói chuyện, nhưng há miệng ra, thì theo phá phong giống như. Hắn ánh mắt bên trong tràn ngập không cam lòng, nhưng hắn cuối cùng không thể thay đổi cái gì. Cho dù hắn tu vi thông huyền, pháp lực vô biên, nhưng cũng trốn không thoát thân thể trói buộc. Một đao kia, hoàn toàn đoạn hắn sinh cơ. Tuệ Vân Đại Sư ầm vang ngã xuống đất, như vậy bỏ mình. Cái kia 36 khỏa huyền kim thần châu cũng toàn bộ rớt xuống đất. La Quân bốn người cũng đều khôi phục lại bình tĩnh. Bốn trong lòng người đều là có chút tiếc hận, nói đến, cái này đại thiền tự mấy vị tăng nhân đều không phải là ác nhân. Cho nên bọn họ như vậy giết hại qua đi, trong lòng khó tránh khỏi có chút áy náy. Bất quá bốn người đều không phải là thường nhân, cũng đều có quyết đoán chi tâm. Như là đã giết, cái kia cũng không cần quá nhiều suy nghĩ. Viên Tinh Vân trầm giọng nói ra, đại sư này 36 viên Phật Châu không thể coi thường, ta muốn thu trở về thối luyện một phen, thành tựu tân pháp bảo bối. Hắn muốn lấy đi, La Quân ba người tự nhiên không tốt nói thêm cái gì. Sau đó, Viên Tinh Vân thu thập 36 khỏa huyền kim thần châu. Về sau, mọi người lên xe. Lần này, La Quân mở ra một đoạn về sau, trước mắt liền rộng mở trong sáng. Chỉ một lúc sau, La Quân thì thuận lợi chạy đến Minh Châu cao ốc phía trước. Dừng xe về sau, La Quân ôm Diệp Tử, cả đám tiến Minh Châu cao ốc. Minh Châu cao ốc trụ sở dưới đất bên trong, ánh đèn trắng như tuyết một mảnh. Ở căn cứ bốn phía, không ít đạo sĩ ngồi xếp bằng, toàn thân bọn họ chăm chú, chính đang bố trí trận pháp. Trong căn cứ, bốn cái âm dương ngư, hai cái bát quái trận xảo diệu bày cùng một chỗ. Cũng lại còn có không ít phong linh, cùng máy xay gió, ngoài ra còn có không ít phù ấn bố trí tại bốn phía. Những này phù ấn cũng không phải tên giả mạo, chính là Viên Tinh Vân tự mình viết. Loại này phù ấn là có thể câu thông thần linh. Trong căn cứ, trận pháp lưu động, vốn là không có gió có thể thổi tới. Nhưng là máy xay gió chuyển rất nhanh, nơi này khí tức rất dễ chịu, vừa tiến đến thì có loại khiến cho người tâm thần thanh thản cảm giác. Đi trước trong phòng giải phẫu mổ, Viên Tinh Vân dẫn đường, hắn ở chỗ này đã chuẩn bị kỹ càng phòng phẫu thuật. Mọi người tại hắn chỉ huy xuống tới được giải phẫu thất, trong phòng giải phẫu nên có máy móc cùng thầy thuốc, cùng trừ độc thiết bị toàn bộ chuẩn bị kỹ càng. La Quân đem Diệp Tử thả đến trên bàn giải phẫu, để lên trong nháy mắt, Diệp Tử bỗng nhiên tỉnh lại, nàng một thanh níu lại La Quân tay, đầu đầy mồ hôi, vô cùng hoảng sợ nói, cứu ta, La tiên sinh. La Quân hơi kinh hãi, hắn nhìn về phía Diệp Tử. Diệp Tử trong ánh mắt tràn ngập cầu khẩn cùng bất lực. Đến giờ này khắc này, La Quân đương nhiên sẽ không mềm lòng. Hắn nói tiếng xin lỗi, sau đó thì cưỡng ép tránh ra Diệp Tử tay. Ta hận ngươi. Diệp Tử bỗng nhiên sắc mặt dữ tợn nghiêm nghị nói ra. Không quan trọng, La Quân hồi đáp. Hắn thật sẽ không để ý Diệp Tử hận, mà lại, hắn không có thẹn với Diệp Tử. Nếu như không phải bọn họ, dưới mắt Diệp Tử đã bị đại thiền tự người giết. Viên Tinh Vân liền nói với La Quân, ngươi là nam nhân, vẫn là ra ngoài đi. La Quân gật gật đầu, hắn quay người thì ra phòng phẫu thuật, Viên Tinh Vân cũng không có ra ngoài, hắn đương nhiên không thể đi ra ngoài. Quỷ sát xuất thế, nhất định phải có hắn đến ứng phó. La Quân đi ra bên ngoài, hắn thì ở bên ngoài yên tĩnh chờ đợi. Loại này chờ đợi cũng không tính là dày vò, bởi vì hắn có thể mong mỏi quỷ sát xuất thế, tìm tới Thánh Anh Đại Vương thủ hạ. Hắn hy vọng Trầm Mặc Nùng có thể không có việc gì. La Quân lúc này điện thoại di động bỗng nhiên vang. Là thu đến một đầu tin nhắn, ta đi. Là số xa lạ. Nhưng La Quân biết, cái số này là Lâm Thiến Thiến. Cái tin này cũng là Lâm Thiến Thiến phát tới. Thuận buồm xuôi gió, La Quân hồi phục bốn chữ này. Sau đó, hắn cũng liền không rảnh để ý. Hắn lý giải không Lâm Thiến Thiến đa sầu đa cảm, do dự dự. Hắn hiện tại quan tâm nhất là Trầm Mặc Nùng sinh tử an nguy. Ước chừng tại nửa giờ sau, trong phòng giải phẫu truyền đến một tiếng trẻ sơ sinh khóc nỉ non âm thanh. La Quân trong lòng giật mình, lập tức đứng lên.
ý vị này, quỷ sát xuất thế. Muốn chạy trốn, không dễ dàng như vậy. Lúc này, Viên Tinh Vân thanh âm cũng truyền tới. Ngay sau đó, Viên Tinh Vân cầm trong tay một cái huyền kim kim bát vội vã đi ra. Cái kia trẻ sơ sinh ngay tại bát phu lý diện. Cái này trẻ sơ sinh không phải bình thường nhỏ, theo cái tiểu cẩu giống như, cái này đứa bé toàn thân đều là đẫm máu, trên người có một tầng màng mỏng. Trẻ sơ sinh con mắt cũng còn không mở ra được. Trầm Mặc Nùng cùng Lâm Băng cũng theo đi ra. Viên Tinh Vân mang theo huyền kim kim bát cấp tốc đi vào pháp trận trong van xin. Viên Tinh Vân ngồi xếp bằng, pháp tướng trang nghiêm, sau đó nhất chỉ thì điểm tại trẻ sơ sinh trên trán. Cái kia trẻ sơ sinh lập tức liền không nhúc nhích. La Quân gặp bên này không có việc gì, hắn liền hỏi Trầm Mặc Nùng, nói, Diệp Tử thế nào? Trầm Mặc Nùng hồi đáp, Diệp Tử không có việc gì, bên trong thầy thuốc đều là đỉnh phong. Hiện tại đang cho Diệp Tử làm khâu lại phẫu thuật. La Quân nghe vậy buông lỏng một hơi. Trầm Mặc Nùng theo rồi nói ra, bất quá Diệp Tử rất có thể sẽ rất hận ngươi. La Quân cười nhạt một tiếng, nói ra, hận ta quá nhiều người, không kém nàng một cái. Ta đối nàng không thẹn với lương tâm. Trầm Mặc Nùng khe khẽ thở dài, nói, thực muốn hận, nàng cũng nên hận ta. La Quân nói ra, chúng ta cũng đừng như thế đa sầu đa cảm, vô luận là ngươi vẫn là ta, đều không nợ nàng. Trầm Mặc Nùng liền cũng thì không nói thêm gì nữa. Ba người ngưng thần nhìn về phía Viên Tinh Vân. Chỉ một lúc sau, Viên Tinh Vân thu tay lại chỉ. Thế nào, Viên Sử? La Quân lập tức lo lắng hỏi Viên Tinh Vân. Phí lớn như vậy công phu, La Quân thật đúng là sợ Viên Tinh Vân lúc này nói không được. Viên Tinh Vân đứng lên, hắn nói ra, ta biết đại khái một cái hình dáng, phương hướng. Cụ thể, còn muốn cái này quỷ sát dẫn đường. Ta đã tại nó ý niệm bên trong loại dưới một cái tin tức tần suất, nó bây giờ có thể mang chúng ta đi tìm những thánh anh đó đại vương thủ hạ. Nói cách khác, hiện tại chúng ta không có thể diệt trừ cái này quỷ sát. Trầm Mặc Nùng hơi hơi lo lắng, hỏi. Viên Tinh Vân gật gật đầu, nói ra, không sai. Trầm Mặc Nùng nói ra, có thể hay không bởi vậy trở thành quỷ sát chuyển cơ, sau cùng dẫn xuất loạn gì đến. Cái kia Tuệ Vân Đại Sư nói quỷ sát là mệnh số, thật chẳng lẽ muốn nhất ngữ thành sấm. Viên Tinh Vân nói ra, đi được tới đâu hay tới đó, nếu như quỷ sát muốn còn sống sót là mệnh số, chúng ta cũng không thể nghịch thiên. Hắn ngược lại là nhìn rất lợi hại mở. Trầm Mặc Nùng lúc này cũng không có cách nào vĩ đại đến không để ý tới chính mình sinh tử, ngay sau đó cũng liền không lại phản bác. La Quân nói ra, đã như vậy, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức xuất phát. Đối với Trầm Mặc Nùng tình huống tới nói, đó là đương nhiên là càng nhanh tìm tới Thánh Anh Đại Vương thủ hạ càng tốt. Cái kia Thánh Anh Đại Vương nguyên thần tại Trầm Mặc Nùng cái chán bên trong, tựa như là một cái bom hẹn giờ. Sau đó, mọi người liền nhanh chóng ra Minh Châu cao ốc. Tiếp tục bên trên chiếc kia biển số quân đội xe. Viên Tinh Vân mang cái kia huyền kim bát bên trong quỷ sát trẻ sơ sinh. Cái này quỷ sát trẻ sơ sinh tựa như là hướng dẫn dụng cụ. Viên Tinh Vân nói với La Quân, đi trước Uyên Bắc thành phố. Uyên Bắc thành phố cũng là Yến Kinh xung quanh thành thị, bất quá cái này xung quanh khoảng cách hơi có chút xa, 200 cây số khoảng chừng. La Quân một đường mở đi ra, nhanh như điện chớp. 200 cây số, hơn một giờ liền đến. Đến Uyên Bắc thành phố về sau, Viên Tinh Vân cầm trong tay huyền kim kim bát, thỉnh thoảng cùng quỷ sát trẻ sơ sinh câu thông. Bất quá, Viên Tinh Vân câu thông không phải rất lợi hại thuận lợi. Nó bỗng nhiên mở to mắt, thế mà ngay tại huyền kim kim bát bên trong đứng lên, hướng về phía Viên Tinh Vân nghiêm nghị hét dầm lên. Nó thanh âm phá lệ chói tai. Từ một điểm này cũng đó có thể thấy được, cái này trẻ sơ sinh tuyệt đối không phải cái gì bình thường trẻ sơ sinh. Bình thường trẻ sơ sinh đi qua như thế giày vò, sớm cũng liền chết. Làm sao, mọi người thấy thế lập tức hỏi Viên Tinh Vân. Viên Tinh Vân không khỏi cười khổ, nói ra, tiểu gia hỏa này đói, muốn ăn cái gì? Muốn ăn sữa sao? La Quân vô cớ đau đầu, nói ra, mua sữa tươi có thể sao? Viên Tinh Vân nói ra, nó muốn ăn cũng không phải sữa, mà chính là máu. La Quân nhãn tình sáng lên, nói ra, vậy ngược lại tốt xử lý, chúng ta đều có máu không phải? Ta tới đút cho nó. Viên Tinh Vân nói ra, bình thường máu là không có cách nào thỏa mãn nó. Hắn lời còn chưa nói hết, La Quân đã cắn nát đầu ngón tay, đưa đến quỷ sát trẻ sơ sinh miệng bên trong. Quỷ kia sát trẻ sơ sinh lập tức như nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, thỏa mãn hút lấy. Viên Tinh Vân nhất thời thì nói không được,
nói, còn thật là chuyện lạ. Quỷ kia sát trẻ sơ sinh trọn vẹn hút 5 phút đồng hồ, La Quân đều có chút hoa mắt váng đầu. Quỷ sát trẻ sơ sinh rốt cục nhả ra. Mà lúc này, mọi người cũng rõ ràng trông thấy quỷ sát trẻ sơ sinh trọn vẹn dài một vòng to. Cái này huyền kim kim bát cũng chứa không nổi quỷ sát trẻ sơ sinh. Chơi rất hay là, quỷ sát trẻ sơ sinh trên thân màng mỏng cùng đẫm máu đổ, vật đều tự động chóc ra. Thân thể nó như là bạch ngọc, tựa như là một cái xinh đẹp tiểu hào trẻ sơ sinh. Duy nhất có chút khác biệt là, nó có một cây mảnh cái đuôi nhỏ. Quỷ sát trẻ sơ sinh phát ra vui sướng thỏa mãn gọi tiếng, sau đó một chút thì nhảy dựng lên, bổ nhào vào La Quân trên thân. Con hàng này tuy nhiên không biết nói chuyện, nhưng cũng rất là thân mật L.I.O.T.A. láp La Quân ngón tay, giống như là đau lòng La Quân. Tiểu gia hỏa này, thật theo sủng vật một dạng. La Quân cảm thấy rất chơi vui, bất quá hắn cũng nhiều cái tâm nhãn, sẽ không bị quỷ sát trẻ sơ sinh cho mê hoặc. Tình huống như thế nào? La Quân hỏi Viên Tinh Vân. Viên Tinh Vân khẽ cười khổ, nói ra, cái này quỷ sát trẻ sơ sinh còn không có khôi phục trí nhớ kiếp trước, tại nó tâm tư bên trong, nó vẫn là cái vừa ra đời tiểu hài tử, người cho nó ăn, nó đem người trở thành nó mụ mụ. Ta dựa vào, khi ba ba đều không được a. La Quân không khỏi im lặng. Bất quá, quỷ sát trẻ sơ sinh tại La Quân trên thân như vậy thân mật. La Quân không khỏi cũng có chút thương yêu tiểu gia hỏa này. Giống như tình thương của cha đều bị kích phát ra đến một số. Lúc này, La Quân rốt cục có chút lý giải Diệp Tử tâm tình. Trầm Mặc Nùng cũng cảm thấy thú vị, nàng vươn tay chuẩn bị đến đùa quỷ sát trẻ sơ sinh. Nào biết lúc này, quỷ sát trẻ sơ sinh lập tức mở ra huyết bồn đại khẩu, xông Trầm Mặc Nùng giữ tợn thét lên. Nó lộ ra hung ác cùng cực, liền Trầm Mặc Nùng đều bị giật mình. Ngoá, La Quân lập tức điểm xuống quỷ sát trẻ sơ sinh cái chán, nói ra. Đó là Mặc Nùng A Di, là lão tử ngươi bạn thân ta, tiểu tử ngươi muốn hữu hảo điểm biết không? Quỷ sát trẻ sơ sinh lập tức miêu ô một tiếng, gật gật đầu, nằm ở La Quân trên thân. Ngoan theo con mèo nhỏ một dạng. Trầm Mặc Nùng cùng Lâm Băng đều cảm thấy thần kỳ. Trầm Mặc Nùng lần nữa đưa tay qua sờ quỷ sát trẻ sơ sinh, lần này, quỷ sát trẻ sơ sinh không có cự tuyệt, bất quá nhìn ra nó rất là khó chịu. Lâm Băng bình tĩnh như vậy người, nhìn thấy tình cảnh này cũng không nhịn được đưa tay qua sờ quỷ sát trẻ sơ sinh. Quỷ sát trẻ sơ sinh lại lập tức phải bão nổi, La Quân lập tức nói, số tiểu tử, thành thật một chút, người ở đây đều là ngươi trưởng bối. Quỷ sát trẻ sơ sinh lúc này mới tâm không cam tình không nguyện cho Lâm Băng sờ một chút. Quỷ sát trẻ sơ sinh dài rất là xinh đẹp, theo búp bê giống như. Nó trong mắt là mã não tinh khiết lam sắc. Nó cùng bình thường tiểu hài tử duy nhất khác nhau chính là, nó có một cây ốm dài cái đuôi. Mà lại lỗ tai phá lệ nhọn một số, nhìn ngược lại có chút giống là tiểu tinh linh. Bất quá cái này quỷ sát trẻ sơ sinh cũng không phải là dịu dàng ngoan ngoãn hạng người, mọi người có thể cảm giác được trên người nó có cỗ tử sát khí. Có thể cảm giác ra nó nội tâm tràn ngập bạo lệ cùng hung hãn. Quỷ sát trẻ sơ sinh duy nhất có thể đối thân mật cũng chỉ có La Quân. Cái này khiến La Quân còn cảm thấy rất có cảm giác thành công. Đương nhiên, dưới mắt không phải muốn khắc đồ, vật thời điểm. Viên Tinh Vân còn muốn dựa vào quỷ sát trẻ sơ sinh đến tìm kiếm Thánh Anh Đại Vương thủ hạ. Viên Tinh Vân nói với La Quân, đưa nó cho ta. La Quân gật gật đầu, liền muốn đem quỷ sát trẻ sơ sinh đưa đến Viên Tinh Vân trên tay. Quỷ sát trẻ sơ sinh vốn đang là dịu dàng ngoan ngoãn lấy, thấy thế không khỏi táo động. Viên Tinh Vân vừa khẽ vươn tay, quỷ sát trẻ sơ sinh liền mở ra huyết bồn đại khẩu, lộ ra hàm răng bén nhọn cắn quá khứ. Nó công kích tính phi thường lớn. Viên Tinh Vân lập tức tránh đi, đồng thời trở tay một chỉ điểm tại quỷ sát trẻ sơ sinh mi tâm bên trên. Quỷ sát trẻ sơ sinh lập tức không thể động đậy, nhưng nó vẫn là phát ra tiếng gầm gừ tức giận. La Quân lập tức có chút không đành lòng, sờ sờ nó đầu, nói, tiểu gia hỏa, ngoan. Lão Viên sẽ không tổn thương ngươi. Quỷ sát trẻ sơ sinh lập tức yên tĩnh một số, nhưng nhìn ra, nó vẫn là rất không quen, mà lại trong mắt còn có khó có thể dùng che giấu hoảng sợ. La Quân vội vàng lại lần nữa vuốt ve nó đầu, ôn nhu nói, ngoan, ba ba ngay ở chỗ này. Con hàng này nhân vật vào tay vẫn là rất nhanh. Quỷ sát trẻ sơ sinh miêu ô một tiếng, cũng liền càng ngày càng dịu dàng ngoan ngoãn. Viên Tinh Vân từ tốn nói, vẽ vời cho thêm chuyện ra mà thôi. Hắn sau đó liền bắt đầu lấy quỷ sát trẻ sơ sinh vì điểm tựa, sau đó bắt đầu tìm kiếm Thánh Anh Đại Vương thủ hạ đến ở nơi nào. La Quân cả đám đều nhìn Viên Tinh Vân. Ước chừng sau 5 phút,
Viên Tinh Vân thu tay lại chỉ. Lúc này quỷ sát trẻ sơ sinh cũng khôi phục tự do, nó vui sướng kêu một tiếng, sau đó nhảy vào đến La Quân trong ngực. Một mặt cầu ôm một cái, cầu an ủi thư thái. Một màn này khiến người ta nhìn buồn cười. Viên Tinh Vân cũng là lắc đầu, cười khổ nói, quỷ sát chính là âm vật bên trong vương giả, chính là cùng hung hãn khủng bố chi vật, liền xem như quỷ vương đều không kịp nó một phần ba. Đây cũng là đại thiền tự người e sợ như thế quỷ sát sinh ra nguyên nhân. Quỷ bên trong đế hoàng, lời này cũng không phải nói vô ích. Nghĩ không ra, nó thế mà lại lộ ra dạng này một mặt tới. La Quân nghe vậy, không khỏi trong lòng càng thêm mừng thầm. Quỷ bên trong đế hoàng A. Bất quá lập tức, La Quân liền nhớ lại chính sự, ngay sau đó hỏi Viên Tinh Vân nói, thế nào? Tìm tới sao? Lâm Băng cùng Trầm Mặc Nùng cũng nhìn về phía Viên Tinh Vân. Viên Tinh Vân gật gật đầu, nói ra, chúng ta phương vị không sai, lần này đi Tây Hành 100 dặm có một mảnh sơn lâm. Cái kia sơn lâm gọi là Tùng Khê Lâm, đám kia âm vật thì trốn ở Tùng Khê trong rừng. Hắn đón đến, nói ra, trong núi rừng, vốn là âm vật sinh trưởng chi địa. Tầm thường thuật pháp, căn bản khó mà loại bỏ đến. Cũng khó trách ta một mực tìm không thấy đầu mối, lần này nếu không phải có cái này quỷ sát trẻ sơ sinh. Chỉ sợ Mặc Nùng lần này vô luận như thế nào cũng khó có đường sống. Nói đến, vẫn là mệnh số cho phép. Trầm Mặc Nùng không khỏi cảm kích nhìn một chút La Quân. Nàng cảm thấy La Quân chính là nàng cứu tinh. Nếu không phải La Quân, nàng lần này thì chết chắc. La Quân lại là khẽ cười khổ, nói ra, đại khái đây chính là hảo tâm có hảo báo đi. Hắn cũng không nghĩ ra ngày đó vô tâm cắm liễu, thế mà lại vì Trầm Mặc Nùng đổi lấy sinh cơ. Cho nên... Có đôi khi cùng nói là La Quân vận khí tốt, chẳng nói hắn có tốt đức hạnh. Nếu như ngày đó nếu đổi lại là Lâm Băng khả năng nhiều nhất đem taxi nhường ra qua, nhưng sau xoay người rời đi. Nếu như coi như nếu đổi lại là Trầm Mặc Nùng cũng nhiều nhất sẽ để cho ra taxi, nàng tuyệt đối là không có thời gian bồi Diệp Tử qua cái gì bệnh viện. Vận khí, đức hạnh. Cả hai nhìn như không có liên hệ, trên thực tế lại có tất nhiên liên hệ. Sau đó. Mọi người lên xe lần nữa tiến lên. La Quân lái xe, quỷ sát trẻ sơ sinh cực ỷ lại La Quân, liền thì ghé vào La Quân trên đầu vai. Ai muốn đến động một chút quỷ sát trẻ sơ sinh đều sẽ cực hung ác nhe răng trợn mắt. Trầm Mặc Nùng ngược lại là có chút bận tâm, sợ quỷ sát trẻ sơ sinh hội gây bất lợi cho La Quân. Viên Tinh Vân nói ra, không có việc gì, cái này quỷ sát trẻ sơ sinh hiện tại tâm tư tinh khiết, đối La Quân chỉ có ỷ lại cùng yêu thích. Tuyệt sẽ không hại La Quân. Hắn đón đến, lại nói với La Quân, bất quá La Quân, ngươi cũng không cần bị hắn biểu tượng làm cho mê hoặc. Nó là quỷ sát, trời sinh sát khí trọng, theo nó càng lúc càng lớn, nó sát khí hội càng ngày càng mãnh liệt, hội mãnh liệt đến chính nó đều khống chế không nổi. Cho đến lúc đó, vậy ngươi liền muốn cùng nó giữ một khoảng cách, nếu không ngươi sẽ có nguy hiểm tính mạng. La Quân hơi hơi hiếu kỳ, nói ra, chúng ta hôm nay tìm tới Thánh Anh Đại Vương thủ hạ. Sau đó trợ giúp Mặc Nùng luyện hóa cái kia Thánh Anh Đại Vương Nguyên Thần. Như thế về sau, liền nên rời xa quỷ sát trẻ sơ sinh, lại nói thế nào đối đãi nó lớn lên. Viên Tinh Vân nói ra, nó cũng không phải muốn dài mấy năm mới có thể dài lớn, có lẽ trong vòng một đêm thì lớn lên. La Quân bừng tỉnh đại ngộ, bất quá hắn lập tức lại hỏi, trợ giúp Mặc Nùng luyện hóa Thánh Anh Đại Vương Nguyên Thần về sau, viên sử ngươi dự định xử trí như thế nào cái này quỷ sát? Viên Tinh Vân nói ra, từ nên giết rơi. La Quân trong lòng cả kinh, hắn vội vàng mắt nhìn quỷ sát trẻ sơ sinh. Nhưng quỷ sát trẻ sơ sinh hiển nhiên là nghe không hiểu Viên Tinh Vân lời nói, cho nên nó không có bất kỳ cái gì phản ứng. Ngược lại là La Quân nhìn về phía nó thời điểm, nó lập tức thân mật tại La Quân gương mặt bên trên cọ. La Quân nhất thời cảm thấy đối với nó có chút tàn nhẫn. Viên Tinh Vân lập tức nói, La Quân, ngươi sẽ không phải không nữa a? La Quân ngây người, hắn thật là không nỡ, mà lại luôn cảm thấy đối quỷ sát quá mức tàn nhẫn. Quỷ sát đến có cái gì chỗ hại thế nào, cái này đã lâu không đi nói. Nhưng quỷ sát đối với mình, đối Trầm Mặc Nùng tới nói là giúp đại ân. Huống chi, cái này quỷ sát đối với mình vẫn là như thế tín nhiệm. Có thể nó đã giúp chính mình về sau, phía bên mình lại muốn đem nó giết chết. Cái này quá tàn nhẫn, cũng quá không thể nào nói nổi. Có thể La Quân lúc này cũng không tiện nói không nỡ, bởi vì cái kia sẽ có vẻ hắn rất ngây thơ. Sẽ không, La Quân chung quy là cắn răng một cái, nói ra. Viên Tinh Vân nghe vậy về sau mới lên tiếng,
vậy là tốt rồi. Sau đó, một đường không nói chuyện. La Quân chuyên tâm lái xe. Đêm tối đi đường. 3 giờ sáng thời gian, mọi người rốt cục đến Tùng Khê Lâm Sơn dưới. Con đường này cũng không còn cách nào lái xe, nhất định phải đi bộ lên núi. Một đầu gập ghềnh đường núi uốn lượn hướng phía trên sơn lâm, trên trời mây đen dày đặc, khắp nơi đều là hắc ám thương mang. Lúc này, quỷ sát trẻ sơ sinh lại đói. La Quân liền muốn cho quỷ sát trẻ sơ sinh cho ăn. Viên Tinh Vân ngăn cản nói, đã nhanh muốn tìm tới đối phương, La Quân, người càng cho nó ăn, nó lớn mạnh càng nhanh. La Quân nghe vậy trong lòng máy động, ngay sau đó thu tay lại chỉ. Quỷ sát trẻ sơ sinh lập tức anh khóc ồ lên. Khóc La Quân quái không đành. Cả đám tiếp tục lên núi. Chỉ một lúc sau, liền đến Yamanaka. Viên Tinh Vân lại một chỉ điểm tại quỷ sát trẻ sơ sinh trên trán. Quỷ sát trẻ sơ sinh liền cũng liền an tĩnh xuống. Sau đó, Viên Tinh Vân thu tay lại chỉ. Trong mắt của hắn thoáng hiện vui mừng, nói ra, cái này Tùng Khê trong rừng lại có hơn 300 tên Thánh Anh Đại Vương thủ hạ. Mỗi một cái thủ hạ đều là đi qua Thánh Anh Đại Vương thối luyện âm khí tinh sát. Mỗi một cái đối với Mặc Nùng tới nói, đều là thuốc bổ. Rất lợi hại hiển nhiên, lúc trước Thánh Anh Đại Vương bồi dưỡng nhiều như vậy thủ hạ. Cũng không phải là muốn mượn nhờ những này thủ hạ đến lớn mạnh thực lực hoặc là xưng bá thiên hạ. Thánh Anh Đại Vương bất quá là đem xem như thịt người thuốc bổ, dùng cái này tới tu luyện tự thân thực lực. Bất quá đáng tiếc, hết thảy đều muốn vì người khác làm áo cưới. Nói tới nói lui, trên thực tế cũng là Thánh Anh Đại Vương cử động lần này làm trái thiên đạo. Cho nên mới sẽ không được chết tử tế. La Quân ba người cũng là hoan hỉ, Trầm Mặc Nùng hô hấp đều thoảng qua thô trọng. Như có thể còn sống, ai muốn chết đi. Viên Tinh Vân sau đó trong mắt hàn quang lóe lên, nói ra, ta đã nhớ kỹ Thánh Anh Đại Vương thủ hạ tinh thần tần suất. Dưới mắt không cần cái này quỷ sát cũng có thể tìm tới chúng nó. Cho nên, quỷ sát đã mất đi tác dụng, thừa dịp nó chưa lớn mạnh, liền đưa nó nhanh chóng giết, chấm dứt hậu hoạn. La Quân bị kinh ngạc. Nói, hiện tại thì giết. Trầm Mặc Nùng cũng có chút khó mà tiếp nhận, nói ra, viên sử, chẳng lẽ nhất định muốn sát quỷ sát mới được. Lâm Băng ở một bên Trầm Mặc không nói gì, ai cũng không biết nàng đang suy nghĩ gì. Viên Tinh Vân nhìn Trầm Mặc Nùng cùng La Quân hai người liếc một chút, nói ra, hiện tại không giết, thật chẳng lẽ chờ nó lớn mạnh, trở lại Thái Lan qua thống lĩnh quỷ vật, thành tựu quỷ hoàng, tai họa thương sinh. Nếu thật sự là như thế, vậy ta ngươi đều là trợ nó người. Tương lai nó làm ra nghiệt sự tình, nhân quả đều sẽ gây họa tới đến trên người chúng ta đến. La Quân Trầm Mặc xuống dưới, đạo lý hắn làm thế nào có thể không hiểu. Viên Tinh Vân còn nói thêm, còn có, các ngươi đừng quên. Cái này quỷ sát trẻ sơ sinh dưới mắt là trí nhớ kiếp trước không có khôi phục. Nếu nó khôi phục, cũng sẽ không đối với các ngươi có nửa phần cảm tình. Hắn đón đến, nói ra, ta có chút không rõ các ngươi vì sao lại vì chuyện này xoắn xuýt. Trầm Mặc Nùng liền nhìn về phía La Quân, nàng biết La Quân là tâm địa thiện lương. Cho nên nàng thì khuyên La Quân, nói, La Quân, viên sử nói xác thực không sai. Vẫn là thuận tự nhiên đi. Viên Tinh Vân cũng nói với La Quân, ngươi không đành lòng động thủ, ta tới đi. Hắn nói xong cũng tiến lên trước một bước, chuẩn bị kết quỷ sát trẻ sơ sinh. Quỷ sát trẻ sơ sinh không rõ nội tình, nhưng nó vẫn là bản năng cảm thấy sợ hãi. Thế là ôm thật chặt La Quân. Muốn trốn vào La Quân trong ngực. La Quân nói gấp, viên sử, chờ một chút. Làm sao, Viên Tinh Vân sắc mặt nhất thời không tốt lắm. La Quân cười khổ một tiếng, nói ra, như vậy đi, nó cũng coi như giúp chúng ta đại ân. Chúng ta cứ như vậy giết nó, luôn cảm thấy có chút không đúng. Mặc kệ người ta về sau hội lớn bao nhiêu nguy hại, nhưng nó không hề có lỗi với chúng ta đúng hay không? Ngươi muốn nói cái gì? Viên Tinh Vân trực tiếp hỏi. La Quân nói ra, chúng ta Hoa Hạ, giết người trước đó đều muốn cho phạm nhân một bữa cơm no không phải. Để cho ta lại cho ăn nó một lần đi, dạng này cũng coi như trả lại một nhân tình. Viên Tinh Vân không khỏi ngây người, hắn quái dị nhìn La Quân liếc một chút, hiển nhiên là không quá lý giải La Quân tư duy. Nhưng hắn cũng cảm thấy cái này cũng không có gì lớn không, ngay sau đó thì không nói thêm lời, nói, đã ngươi khăng khăng, cái kia tùy ngươi vậy. La Quân ngay sau đó hơi hơi thở dài. Liền cắn nát ngón tay đưa đến quỷ sát trẻ sơ sinh miệng bên trong. Quỷ sát trẻ sơ sinh lập tức vui sướng thỏa mãn hút lấy, thân thể nó thế mà cũng liền bắt đầu lớn mạnh. Quỷ sát trẻ sơ sinh hút tốc độ thật nhanh.
nó tăng trưởng tốc độ cơ hồ là mắt trần có thể thấy. Sau 5 phút, quỷ sát trẻ sơ sinh đã dài đến một cái 8 tuổi hài đồng kích cỡ tương đương. Trên người nó kết xuất một tầng màu trắng tinh mịn lân giáp, lít nha lít nhít, nhìn có chút khủng bố. Bất quá nó trong mắt vẫn là như vậy xanh thẳm, nó đình chỉ hút, vui sướng xông La Quân hô hào mụ mụ. La Quân nghe được mụ mụ hai chữ thì có loại muốn một đầu ngã quỵ xúc động. Hố cha hàng A, hô ba ba cũng không được sao. Quỷ sát trẻ sơ sinh đầu hướng La Quân trong ngực ủi. La Quân vỗ vỗ nó đầu, bỗng nhiên nhẹ nói, đi mau. Quỷ sát trẻ sơ sinh ngoẹo đầu, nghi hoặc nhìn về phía La Quân. Tiểu xúc sinh, để mạng lại, Viên Tinh Vân lập tức liền xuất thủ. La Quân không lo được, trực tiếp đem quỷ sát trẻ sơ sinh cấp tốc ném bay ra ngoài. Viên Tinh Vân lạnh hừ một tiếng, một chiêu huyễn âm chỉ lăng không điểm ra. Chỉ gặp một điểm hào quang chui vào quỷ sát trẻ sơ sinh trong thân thể, quỷ sát trẻ sơ sinh phát ra một tiếng thống khổ gào rít. Sau đó, quỷ kia sát trẻ sơ sinh rơi xuống đất, lại là thiểm điện chạy trốn ra ngoài. Tùng khê trong rừng khắp nơi đều là rừng cây, cái này quỷ sát trẻ sơ sinh vào rừng, muốn lại truy cũng có chút khó. Viên Tinh Vân đối xử lạnh nhạt nhìn về phía La Quân, nói ra, La Quân, ta nghĩ không ra ngươi là như vậy lòng dạ đàn bà. Bây giờ quỷ sát trẻ sơ sinh đào tẩu, rất có thể sẽ thành cho chúng ta uy hát yêu ta. Nó tốc độ phát triển vốn là rất nhanh, nếu là ở trong rừng đem sở hữu Thánh Anh Đại Vương thủ hạ triệu tập, nó lại đem toàn bộ ăn. Cho đến lúc đó, ta đều không phải là nó đối thủ. Mặc Nùng càng là không có sống cơ hội. La Quân không khỏi có chút thẹn thùng, nhưng ở cái kia một cái chớp mắt, hắn không có nghĩ nhiều như vậy. Hắn tuân theo chính mình bản tâm. Trầm Mặc Nùng cùng Lâm Băng đương nhiên sẽ không trách tội La Quân, các nàng tín nhiệm La Quân, ưa thích La Quân, rất lớn trình độ đều là dựa vào La Quân nội tâm thiện lương. Viên Tinh Vân cũng không nói thêm lời, nói, chúng ta hành động. Hắn nói xong phía trước đi đầu. Mọi người lập tức theo ở phía sau. Trong rừng cây tràn ngập hạt sương cùng khí ẩm, bốn phía đều là tối như mực. Trầm Mặc Nùng không khỏi hiếu kỳ nói ra, viên sử, cái này Tùng Khê Lâm cũng không tính là cái gì rừng rậm nguyên thủy. Nơi này phụ cận cũng có dấu vết người, là sao Tùng Khê trong rừng chưa bao giờ truyền ra qua sự kiện linh dị. Viên Tinh Vân nói ra, những thánh anh đó đại vương thủ hạ giấu ở chỗ này, đều là lấy hạt sương làm thức ăn, cũng không đả thương người. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Nói như vậy đứng lên, những này linh vật cũng không có công kích tính. Trầm Mặc Nùng hỏi. Viên Tinh Vân nói ra, cái kia không hẳn vậy, con thỏ bị buộc gấp đều sẽ cắn người đây. Chúng ta muốn tóm chúng nó, không chừng chúng nó sẽ như thế nào. La Quân ba người nghe vậy, liền cũng liền nhiều thêm một phần cẩn thận. Trời tối người yên, trong núi rừng, hạt sương sâu nặng. Bốn người y phục đều đã bị hạt sương thấm ướt. Trầm Mặc Nùng cùng La Quân, còn có Lâm Băng đều đã xoa mắt bò nước mắt. Một đường đi vào phía trong, ngay vào lúc này, La Quân rốt cục nhìn thấy phía trước một gốc trên cây tùng sư phụ hơi khác thường. La Quân nhãn lực rất tốt, hắn trông thấy cái kia tùng thụ trên chạc cây, ba cái anh linh đang vui sướng chơi đùa. Bọn họ giống như là tiểu giống như con khỉ, lộ ra không buồn không lo. La Quân lập tức dừng bước lại, ra hiệu mọi người thấy quá khứ. Viên Tinh Vân, Trầm Mặc Nùng, Lâm Băng lập tức cũng liền thấy cây kia bên trên ba cái anh linh. Ba tên anh linh đô là ăn mặc màu đỏ túi vải, bọn họ nhìn mới 2-3 tuổi lớn nhỏ. Cũng là chúng nó, Viên Tinh Vân trầm giọng nói ra. Hắn theo rồi nói ra, ta đến bắt sống chúng nó. Hắn sau khi nói xong, trong tay huyền kim kim bát hướng trên cây vừa chiếu. Nhất thời, huyền kim kim bát bên trong phát ra nhu hòa kim quang tới. Cái kia ba tên anh linh còn không có kịp phản ứng, liền đã bị hút vào kim bát bên trong. Một màn này nhìn La Quân ba người nhìn mà than thở. Ta dựa vào, đây là pháp hải thu yêu lá vàng A. La Quân nhìn không được nói ra. Viên Tinh Vân đem huyền kim kim bát đảo hướng lên, ba cái kia anh linh liền tại bên trong tràn ngập sợ hãi. Viên Tinh Vân nói ra, ta cái này huyền kim kim bát chính là thiết chí trận pháp, lại bị ta lấy tinh thần ý niệm khống chế. Thu cái này mấy tiểu yêu, vốn là không hề lời nói dưới. Hắn sau khi nói xong liền đem huyền kim kim bát cho Trầm Mặc Nùng, nói ra, người nhanh lên đem cái này ba tên anh linh nuốt. Trầm Mặc Nùng gật gật đầu, nàng lúc này tìm phù hợp địa phương ngồi xếp bằng. Sau đó, Trầm Mặc Nùng y theo pháp quyết vận công. Tiếp theo, lại há miệng.
Cái kia huyền kim kim bát bên trong một tên anh linh lập tức hóa thành một sợi khói xanh bị Trầm Mặc Nùng hút vào trong miệng. Anh linh nhập Trầm Mặc Nùng vị trí hiểm yếu bên trong, lập tức hóa thành một cỗ âm sát tinh khí trải rộng thể nội. Sau đó, cỗ này âm sát tinh khí lại tại Trầm Mặc Nùng trong thân thể vận hành một chu thiên, một lần nữa trở lại Trầm Mặc Nùng trong não vực. Trầm Mặc Nùng trong não vực, pháp lực vốn là thuần dương, mà âm sát tinh khí là thuần âm. Dưới mắt tình huống tựa như là Trầm Mặc Nùng trong đầu là lam sắc nước, mà âm sát tinh khí là màu đỏ nước. Một giọt này màu đỏ nước tiến vào tràn đầy lam sắc trong não vực, lập tức liền không có tung tích. Cho nên, Trầm Mặc Nùng còn cần ăn càng nhiều anh linh. Sau đó, Trầm Mặc Nùng lại đem hai gã khác anh linh ăn. Ăn về sau, Trầm Mặc Nùng thân thể bắt đầu xuất hiện tình huống, lúc lạnh lúc nóng, đau đầu như nứt. Viên Tinh Vân đối với cái này cũng không nóng nảy, chỉ nói, đây là tình huống bình thường, hai cỗ lực lượng tại đọ sức. Chỉ có Trầm Mặc Nùng ăn đầy đủ âm sát tinh khí, để âm sát tinh khí hoàn toàn thành vì chúa tể. Như thế về sau, đầu nàng đau triệu chứng mới có thể biến mất. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta tiếp tục tìm kiếm. La Quân nói ra. Hắn nói chuyện Lỗ Hổng đỡ lấy Trầm Mặc Nùng. Viên Tinh Vân cùng Lâm Băng cũng thì tiếp tục tiến lên, La Quân cùng Trầm Mặc Nùng theo ở phía sau. Một đường đi vào, rất nhanh Viên Tinh Vân lại bắt 10 cái anh linh cho Trầm Mặc Nùng ăn. Trầm Mặc Nùng ăn về sau, cảm giác đau đầu đến càng thêm lợi hại, thân thể càng thêm suy yếu. Viên Tinh Vân gặp cái này tình huống, liền liền càng thêm ra roi thúc ngựa tìm kiếm anh linh đứng lên. Bất quá nhắc tới cũng kỳ, tiếp lấy lại có khó mà gặp được anh linh. Có anh linh vẫn chỉ là xa xa trông thấy, sau đó cái kia anh linh lập tức mấy lần nhảy vọt, biến mất trong rừng. Những này anh linh sinh ra cảnh giác. Viên Tinh Vân phát hiện không hợp lý, hắn nói ra, những này anh linh tựa hồ có người đang chỉ huy, chúng nó toàn bộ tại hướng nơi núi rừng sâu xa một nơi nào đó co vào. La Quân mọi người lập tức bị kinh ngạc. Chẳng lẽ là quỷ kia sát trẻ sơ sinh đang chỉ huy? La Quân nói ra. Nếu thật là quỷ sát trẻ sơ sinh đang chỉ huy dở trò quỷ, như vậy La Quân hội ảo não chính mình nhất thời mềm lòng. Thực La Quân tâm lý rất rõ ràng, bỏ mặc quỷ sát trẻ sơ sinh rời đi nhất định hậu hoạn vô cùng. Nhưng là người cả đời này, không có khả năng không làm sai sự tình, không có khả năng mỗi sự kiện đều như vậy có lý trí. Viên Tinh Vân nói ra, hiện tại còn không rõ ràng lắm, quỷ sát trẻ sơ sinh hẳn là không nhanh như vậy kịp phản ứng. Chỉ sợ là có người khác, mà lại, người này thật không đơn giản. Hắn một mực đang khống chế những này anh linh, hắn cũng là đem những này anh linh xem như thuốc bổ. Vừa rồi hắn cảm giác được chúng ta tại săn mồi anh linh, cho nên hắn lập tức đem anh linh tụ tập lại, không cho chúng ta cơ hội. La Quân mắt nhìn Trầm Mặc Nùng trên trán tràn đầy mồ hôi. Hắn lập tức nói ra, chúng ta nhanh tìm đi qua, Mặc Nùng tình huống không tốt lắm. Viên Tinh Vân gật gật đầu. Thế là, cả đám tiếp tục tiến lên đi đường. Tại Tùng Khê Lâm chỗ sâu, nơi này rừng cây phá lệ rậm rạp, khỏa cây đại thụ đều có cao hơn 20 mét. Che khuất bầu trời, cho dù là tại ban ngày, nơi này đều không có gì ánh sáng mặt trời có thể chiếu vào. Mà giờ khắc này, tại rừng cây chung quanh, vô số anh linh an an tĩnh tĩnh ngồi. Những này anh linh đô là ăn mặc màu đỏ cái yếm, bản thân cũng không có bất kỳ cái gì lệ khí cùng sát khí. Bởi vì chúng nó đã trở thành tinh khiết âm sát tinh khí, là thật sự thuốc bổ. Những này anh linh toàn bộ vây quanh trung ương một cái quái vật. Quái vật kia cao có 20 mét, chiều rộng 10 mét. Nó quanh thân đều là vảy màu đen, cự trảo bén nhọn, một con mắt thì còn to như chậy rửa mặt. Thân thể nó hắc cả cái hoàn cảnh hòa làm một thể, không nhìn kỹ, còn thật vô pháp phát hiện nó tồn tại. Chỉ có tại nó mở mắt ra lúc, ngay lập tức sẽ khiến người ta cảm thấy trên trời đồng thời xuất hiện hai vòng trăng tròn. Quái vật này có cự cái đuôi to, còn có thật dài răng nanh. Nó ngồi ở trung ương, tựa như là một tòa núi nhỏ. Sở hữu anh linh cũng là vây quanh quái vật này. La Quân cả đám lúc này rốt cục tới chỗ này. Ngay từ đầu La Quân còn không nhìn thấy quái vật này, chờ đến gần, hắn rốt cục phát hiện. Ta dựa vào, phát hiện một sát na kia, La Quân nhịn không được kêu đi ra. Hắn thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy loại này thật lớn như thế quái vật. Lâm Băng, Viên Tinh Vân còn có Trầm Mặc Nùng thấy thế cũng là giật mình. Quái vật kia hai mắt mở ra, lạnh lùng nhìn xuống mọi người. Thông qua ánh mắt nó, La Quân bọn người có thể đánh giá ra nó là có trí tuệ. Viên Sử, đây là cái gì tình huống? La Quân lập tức hỏi.
thanh âm hắn đều có chút phát run. Bọn họ mấy người kia vũ lực lại ngập trời, gặp bên trên loại quái vật này, đó cũng là có chút không đáng chú ý a. Lâm Băng cũng không nhìn được nói chuyện, nói, chẳng lẽ triệu tập tụ lại anh Linh cũng là quái vật này. Trầm Mặc Nùng nhìn xuống thân thể khó chịu, nàng càng thêm kỳ quái, nói ra, viên sử, nơi này tại sao có thể có loại quái vật này? Chúng ta chỗ này cũng không phải là rừng sâu núi thẳm, nơi này còn tại thành thị phồn hoa phạm vi loại hình, làm sao lại xuất hiện dạng này quái vật? Dựa theo mọi người lý giải, chỉ có đầm sâu hoặc là rừng sâu núi thẳm bên trong mới có thể xuất hiện tương tự như vậy Sơn Hải Kinh bên trong quái vật. Viên Tinh Vân giọng nói nặng nề, hắn đánh giá quái vật này, nói ra, nếu như ta đoán không sai, cái quái vật này cũng là Sơn Hải Kinh bên trong chỗ ghi chép quỷ ma. Quỷ ma là cái gì? La Quân hỏi. Mọi người trận địa sẵn sàng đón quân địch, cẩn thận từng ly từng tí. Bọn họ cũng không dám tới gần quỷ ma. Viên Tinh Vân nói ra, quỷ ma bản thân là một loại trong rừng phổ thông Beetle, tại chúng ta trong sinh hoạt cũng không phải không gặp được. Chỉ bất quá mọi người cũng không có chú ý a. Quỷ ma sở dĩ là Beetle, đó là bởi vì nó cả đời đều dinh dưỡng không đầy đủ. Loại này quỷ ma phục tùng ăn cũng là âm sát tinh khí. Âm sát tinh khí 10 phần khó tìm, cho nên từ xưa đến nay ít có lớn lên quỷ ma. Nhưng là nơi này nhưng bởi vì Thánh Anh Đại Vương bồi dưỡng nhiều như vậy anh Linh, vừa vặn thì cho quỷ ma ăn, cho nên chỉ làm thì quỷ ma hôm nay. La Quân nói ra, vậy cái này quỷ ma trí tuệ như thế nào? Nó hiện tại là muốn giết ta nhóm sao? Viên Tinh Vân nói ra, ngươi nhìn nó bộ dạng này, thì phải biết nó trí tuệ rất cao. Loại sinh vật này từ nhỏ tại trong núi rừng lớn lên, không có đồng bạn có thể giao lưu. Tính cách hội tồn tại thiếu hụt. Làm sao bây giờ? La Quân hỏi. Viên Tinh Vân nhìn chăm chú quỷ ma, hắn nói với La Quân, hẳn là muốn hỏi cái này quỷ ma, nó muốn thế nào? La Quân nhìn về phía quỷ ma. Hắn rất muốn hỏi quỷ ma, anh em ngươi muốn như thế nào? Quỷ ma phảng phất nghe hiểu La Quân nội tâm ý nghĩ, nó trực tiếp hành động. Quỷ ma một thanh duỗi ra cự trảo. Cái kia quỷ ma duỗi ra cự trảo, lại là trực tiếp một bả nhấc lên chừng 50 cái anh Linh, sau đó đưa vào trong miệng. Những cái kia anh Linh căn vốn nên vẫn không rõ sở tình huống, liền toàn bộ bị quỷ ma khẽ hấp, nhất thời hóa thành âm sát tinh khí, trở thành quỷ ma thực vật. Mà mẹ nó, La Quân bị kinh ngạc, những này anh Linh nơi đó trải qua được quỷ ma như thế ăn a. Chúng ta cũng nhanh đoạt, La Quân xông Viên Tinh Vân nói ra. Thực không cần La Quân nói, Viên Tinh Vân cùng Lâm Băng đều đã xuất thủ. Hai người phân biệt lấy đại pháp lực nắm bắt anh Linh. Viên Tinh Vân huyền kim kim bát một chút trang 10 cái, lại một tay nắm bắt 10 cái. Cái này 10 viên Tinh Vân cực hạn. La Quân cũng thử đi bắt, nhưng hắn một lần bắt 2 cái anh Linh tại trên tay hắn thế mà trong một chớp mắt thì hóa thành mây khói, thì như vậy biến mất. La Quân không khỏi mắt trợn tròn. Tiểu tử ngốc, Viên Tinh Vân dựng râu trừng mắt, nói ra, anh Linh chính là âm sát tinh khí, ngươi chính là thuần dương chi thủ. Người một chảo, chúng nó liền sẽ tan thành mây khói. La Quân lập tức hỏi, vậy làm sao bây giờ? Viên Tinh Vân nói ra, lấy pháp lực đến nắm bắt. La Quân càng thêm mắt trợn tròn, nói, ta mẹ nó cũng sẽ không pháp lực a. Viên Tinh Vân cùng Lâm Băng liền cũng liền không có rảnh phản ứng La Quân. Viên Tinh Vân trực tiếp đem huyền kim kim bát đưa cho Trầm Mặc Nùng, nói ra, nhanh lên ăn. Trầm Mặc Nùng lại chỉ có thể một lần ăn một cái, dục tốc bất đạt. Mà cái kia quỷ ma liên tiếp xuất thủ, không có mấy lần, trận lên thì lên dưới chừng 30 chỉ anh Linh. Những này anh Linh cảm đến sợ hãi, phục phục ở đâu không nhúc nhích. Quỷ ma ăn mấy trăm con anh Linh, ánh mắt nó càng sáng thêm hơn, thân thể cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Bất quá lần này lại không phải tại tiếp tục lớn mạnh, mà chính là bắt đầu thu nhỏ. Chỉ một lúc sau, quỷ ma biến hóa đến chỉ có 3 con voi lớn cỡ như vậy. Mặc dù là dạng này, nhưng đối với nhân loại tới nói, quỷ ma cũng đủ lớn. Nó trọng lượng khoảng chừng 3.5 vạn cân. Hỏng bét, nó muốn công kích chúng ta. Viên Tinh Vân gặp quỷ ma ánh mắt, lập tức nói ra. Hắn lúc này không lo được đi bắt còn lại anh Linh, mà chính là trực tiếp đem Như Ý Phất Trần tế ra tới. Trong một chớp mắt, Như Ý Phất Trần 3.000 sợi bạc tăng vọt, như thiểm điện đao kiếm hung hăng bắn trụng hướng quỷ ma đầu. Quỷ ma đột nhiên há miệng, phẫn nộ gào thét. Nó tiếng gầm gừ chấn động đến màng nhĩ mọi người run lên, thẳng muốn xuất máu. Loại lực lượng này chính là minh kính, không thể tới minh kính. Cái này một cái chớp mắt, mọi người có loại thanh thế to lớn cảm giác.
quỷ ma đột nhiên nhanh như thiểm điện cắn Viên Tinh Vân như ý phất trần 3.000 sợi bạc. Răng rắc, bỗng nhiên ở giữa, 3.000 sợi bạc liền bị quỷ ma cắn đứt, thôn tính cắn đi vào. Quỷ ma thôn phệ 3.000 sợi bạc, ngược lại là công lực đại trướng, trên người nó lực lượng ở trong chớp mắt tựa hồ càng thêm cường đại. Viên Tinh Vân đau lòng muốn tuyệt, cái kia 3.000 sợi bạc chính là hắn bản mệnh pháp bảo, tính mệnh giao tu đồ, vật A. Cái này 3.000 sợi bạc, Viên Tinh Vân chảm yêu trừ ma, giết địch vô số, có thể xưng thuận buồm xuôi gió. Mỗi một cây sợi bạc so đao kiếm còn muốn sắc bén cùng cứng rắn, 3.000 sợi bạc rảo sát cùng một chỗ, đó là không gì không phá. Có thể Viên Tinh Vân vạn vạn không nghĩ đến, chính mình 3.000 sợi bạc thế mà bị quỷ ma tên biến thái này cho ăn. Viên Tinh Vân ý thức được quỷ ma khủng bố. La Quân lúc này lại là muốn rách cả mí mắt, bởi vì quỷ ma đã đem anh Linh đồ ăn 7-8 phần. Mà Trầm Mặc Nùng thân thể còn rất yếu ớt, nàng đã đến mấu chốt nhất cấp độ. Cái này tốt, quỷ ma đem anh Linh ăn không sai biệt lắm. Vậy thì đồng nghĩa với là đoạn Trầm Mặc Nùng sau cùng sinh cơ. Mà mẹ nó, La Quân mắng một tiếng, hắn một cái bật lên, thiểm điện ở giữa hướng quỷ ma trùng sát mà đi. La Quân, Viên Tinh Vân hô một tiếng, lại là không kịp ngăn cản. Lâm Băng cũng không nhiều ít, trực tiếp theo tới. Cái kia quỷ ma phản ứng cực nhanh, nó trông thấy La Quân cùng Lâm Băng trùng sát mà đến. Nó không chút nào yếu thế, cũng là đột nhiên va đập tới. La Quân tuy nhiên phẫn nộ, nhưng là lý trí vẫn còn ở đó. Hắn lập tức cảm giác được quỷ ma cái này va chạm thật sự là quá hung mãnh, tựa như là xe lửa mất khống chế va chạm mà đến cảm giác. Quỷ ma lực lượng không có bất kỳ cái gì kỹ xảo có thể nói, nhưng loại lực lượng này lại là hủy diệt tính. Mà lại, quỷ ma đầu cứng rắn vô cùng, có vảy giáp màu đen, phía trước còn có một chiếc sừng. Cái kia độc giác tản ra u ám sắc bén quang mang, một khi đụng chúng, ngay lập tức sẽ bị thiêu phá bụng, cũng bị va chạm chi lực đụng thành phấn vụn. La Quân ở trong nháy mắt này, chỉ có tránh né tâm tư. Hắn tại trong nguy cấp, đột nhiên dậm chân, một chân tàn nhẫn đạp ở quỷ ma trên mũi. Sau đó, La Quân thân thể bắn ra, lập tức bị bỗng nhiên bắn bay ra 30 mét bên ngoài. La Quân bản ý là muốn đem quỷ ma cái mũi đạp nát, nhưng là vừa mới đạp đi lên, quỷ ma cự lực đã oanh sát mà đến. Loại lực lượng kia tựa như là dòng nước lũ trút xuống, tận thế sụp đổ, hoàn toàn không phải sức người có thể kháng cự cùng hóa giải. Phanh phanh phanh, La Quân bay ra ngoài, liên tiếp đụng gãy 3 cái cây, sau cùng mới ngã trên mặt đất. Trong một chớp mắt, La Quân thất khiếu cũng nhìn không được chảy dậy máu tới. Hắn ngũ tạng lục phủ toàn bộ lệch vị trí, kịch liệt đau nhức tận xương. Nếu không phải công lực của hắn thâm hậu, nội tạng cường đại, lần này đổi lại thường nhân, đã sớm chết không thể chết lại. Mà lại, dù là như thế, La Quân lần này cũng là thụ thương không nhẹ. Còn Lâm Băng, Lâm Băng tình huống so La Quân tốt không bao nhiêu, nàng âm sát ma đao vốn là đâm về quỷ ma con mắt, có thể quỷ ma đụng quá nhanh, Lâm Băng sau cùng cũng chỉ có thể một chân đạp qua, sau đó muốn mượn lực bắn ra. Nào biết quỷ ma lực lượng quá mạnh, Lâm Băng cũng trong nháy mắt bị đụng bay ra ngoài. Lâm Băng tu vi mạnh hơn La Quân quá nhiều, người nàng trên không trung vẫn còn có dư thừa tư duy đến giải quyết việc khác. Mắt thấy muốn đụng vào thụ nháy mắt, Lâm Băng lại là lấy âm sát ma đao đem thụ chặt đứt. Như thế về sau, đợi trên thân va chạm chi lực bị triệt tiêu đến không sai biệt lắm. Lâm Băng thân thể trên không trung vặn một cái, một tay bắt một cái cây, sau cùng vững vàng rơi xuống đất. Nàng lại là không có có thụ thương. Lúc này, quỷ ma đem còn thừa anh Linh toàn bộ ăn. Lại hướng phía Trầm Mặc Nùng bước nhanh vào đến, lại là muốn đem Trầm Mặc Nùng cũng cho ăn một miếng. Viên Tinh Vân thấy thế hãi nhiên thất sắc. Trầm Mặc Nùng lúc này thân thể suy yếu, nơi đó có sức lực chống lại cùng tránh né. Viên Tinh Vân hét lớn một tiếng, nói, nghiệt xúc, dừng tay. Cái này một cái chớp mắt, Viên Tinh Vân hai con người sáng như ánh sáng mặt trời. Trong đầu hắn pháp lực vô cùng, cái kia cỗ pháp lực lại hình thành kịch liệt mà cường hãn pháp lực trực tiếp bắn về phía quỷ ma não vực. Viên Tinh Vân biết dưới mắt cái này quỷ ma cường đại nhất cũng là thân thể lực lượng, nếu như lấy thân thể đến đối chiến, phía bên mình không có phần thắng chút nào. Như vậy dưới mắt cũng chỉ có khống chế đối phương não vực. Cái kia quỷ ma trong nháy mắt quả nhiên thì định trụ. Nơi xa La Quân nỗ lực đứng lên trong nháy mắt liền phun ra một ngụm máu tươi. Bất quá cái này ngụm máu tươi chính là tụ huyết phun ra, thân thể ngược lại dễ chịu rất nhiều. Mà lại lệch vị trí ngũ tạng lục phủ cũng tại khôi phục nhanh chóng,
chỉ một lúc sau, La Quân thương thế thì khôi phục được không sai biệt lắm. Đây chính là hóa thần cao thủ đến cường đại, chỉ cần không phải từ nội bộ đem hắn trọng thương, hắn sức khôi phục đều sẽ rất lợi hại biến thái. Cánh tay đoạn cũng có thể dài ra lại. La Quân gặp quỷ ma bị định trụ, liền bước nhanh chạy đến Trầm Mặc Nùng bên người, sau đó đem Trầm Mặc Nùng cõng lên tới. Trầm Mặc Nùng dưới mắt trong não vực, âm dương chi khí chấn động, sắc mặt nàng trắng bệch, mắt thấy là phải không còn sống lâu nữa. Loại tình huống này, La Quân quả thực cũng là không có một điểm biện pháp nào, hoàn toàn không thể làm gì a. La Quân trong lòng khủng hoảng muốn tuyệt, hắn có thể cảm giác được Trầm Mặc Nùng trong thân thể sinh mệnh trôi qua. Tốn sức trăm cay nghìn đắng, thì là muốn Trầm Mặc Nùng còn sống. Nếu như nàng cuối cùng vẫn trốn không thoát vận mệnh này. Như vậy đã từng nỗ lực đây tính toán là cái gì? Các ngươi mau dẫn Mặc Nùng đi, ta khống chế không cái này nhiệt xúc bao lâu. Viên Tinh Vân sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm, bỗng nhiên hét lớn một tiếng, nói ra. La Quân cùng Lâm Băng nhìn về phía cái kia quỷ ma, liền phát hiện quỷ ma quả nhiên bắt đầu giằng co, có muốn tránh ra trói buộc dấu hiệu. La Quân cùng Lâm Băng bị kinh ngạc, lại là nghĩ không ra cái này quỷ ma ý chí lực thế mà bực này cường hãn, liền Viên Tinh Vân đều không thể đem ngăn chặn. La Quân biết trần chờ không được, liền cõng Trầm Mặc Nùng bước nhanh xông vào trong rừng. Lâm Băng quay người đuổi theo La Quân. Liền cũng tại lúc này, cái kia quỷ ma phẫn nộ gào thét một tiếng, lại là đã tránh ra Viên Tinh Vân khống chế. Quỷ ma thiểm điện vồ giết về phía Viên Tinh Vân. Viên Tinh Vân không dám chần chờ, chân bước kế tiếp trượt ra, lập tức ở 10 mét có hơn. Viên Tinh Vân tu vi cao thâm nhất, hắn lúc này cũng không trốn đi, lại là muốn cho La Quân cùng Lâm Băng tranh thủ đến đảo tẩu thời gian. Nhiệt xúc, đến A, Viên Tinh Vân hét lớn một tiếng. Quỷ ma xông Viên Tinh Vân lại lần nữa phẫn nộ gào thét một tiếng, theo sau đó xoay người thế mà truy hướng La Quân đảo tẩu phương hướng. Con hàng này thế mà thông minh đến trình độ này. Viên Tinh Vân thấy thế không khỏi hãi nhiên thất sắc. La Quân chạy ra một đoạn, lập tức cũng cảm giác được phía sau thanh thế to lớn. Hắn không cần nhìn đều biết là quỷ ma đuổi tới. Ta dựa vào, La Quân tâm chìm xuống, cái này quỷ ma trí tuệ quá kinh khủng. Nó thế mà còn biết muốn trước tìm quả hồng mềm bóp. La Quân chạy lại nhanh, tốc độ kia cũng là không thể theo quỷ ma so. Trong nháy mắt, La Quân thì xa vào đến cực độ nguy cơ bên trong. Viên Tinh Vân cùng Lâm Băng đều không thể cứu hắn, bởi vì Viên Tinh Vân cùng Lâm Băng cũng không có lực lượng đến dung chuyển cái này quỷ ma. Trong nguy cơ, La Quân không chút nghĩ ngợi, liền đem Trầm Mặc Nùng nhẹ để ở một bên. Nhưng sau đó xoay người thì phóng tới quỷ ma. Hắn biết mình mang theo Trầm Mặc Nùng, cái kia kết cục cuối cùng cũng là hai người cùng một chỗ bị quỷ ma một chưởng vỗ chết. Trầm Mặc Nùng tuy nhiên khó chịu tới cực điểm, nhưng nàng cũng không có mất đi chi giác. La Quân sở tác sở vi, trong nội tâm nàng đều là rõ ràng. Cái này một cái chớp mắt, trong nội tâm nàng có không khỏi cảm động. Cái này một cái chớp mắt, tựa hồ tử vong cũng sẽ không tiếp tục là sợ hãi như vậy. Bởi vì Trầm Mặc Nùng biết mình không phải cô đơn. La Quân trong nháy mắt thì đã đi tới quỷ ma trước mặt. Quỷ ma dừng bước lại, nó trong hai mắt mang theo hàn ý, cứ như vậy nhìn chăm chú La Quân. La Quân trong lúc nhất thời có chút không hiểu rõ cái này quỷ ma đang suy nghĩ gì. Cùng lúc đó, Lâm Băng cùng Viên Tinh Vân cũng vây quanh. Quỷ ma không nhúc nhích, cứ như vậy nhìn chăm chú La Quân. La Quân cũng liền nhìn lấy quỷ ma, hắn cảm giác mình là bị dã thú tiếp cận con mồi. Chỉ cần hơi động đậy đánh, liền sẽ chết không có chỗ chôn. Lão Viên, nó đến muốn làm cái gì? La Quân trầm giọng hỏi. Viên Tinh Vân cẩn thận từng ly từng tí, hắn nói ra, ta cũng không rõ lắm. Có lẽ nó là cảm thấy được ngươi là thiên mệnh giả, giết ngươi sẽ có báo ứng. Mẹ, nó vẫn là xúc sinh sao? La Quân nhìn không được chửi một câu. Viên Tinh Vân trầm giọng nói ra, quỷ ma chính là Sơn Hải Kinh bên trong tồn tại linh vật, trí tuệ vốn là không so với nhân loại thấp. Riêng là trước mắt người đầu này quỷ ma, càng là hấp thu vô số âm sát tinh khí, nó trí tuệ đã sớm siêu việt động vật, thậm chí siêu việt bình thường nhân loại. Đối mặt đầu này quỷ ma, La Quân sinh ra một loại bất lực cảm giác. Trong lòng của hắn càng là đối với Trầm Mặc Nùng an nguy lo gấp như lửa đốt. Tự thân đứng trước là cự đại nguy cơ, Trầm Mặc Nùng lại là sinh tử treo ở hạng nhất. Tình huống đã hỏng bét đến không thể càng thêm hỏng bét cấp độ. Viên Tinh Vân lúc này thở dài một hơi, nói ra, thực sớm nên nghĩ đến. La Quân khẽ giật mình, nói, nghĩ đến cái gì?
Viên Tinh Vân nói ra, phàm là trong núi linh thảo, chân quý dược vật bên người, nhất định đều sẽ có dị thú trông coi. Cái này Tùng Khê trong rừng anh linh đều là thượng hạng thuốc bổ, như thế nào lại không có dị thú trông coi. Nếu là ta sớm nghĩ tới chỗ này, chúng ta mang lên bazooka, lại nơi đó sẽ sợ xúc sinh kia. La Quân nghe vậy, rất tán thành. Thế nhưng là chuyện thế gian cũng là ngàn vàng khó mua sớm biết ha. Bây giờ nói những này, đều đã trễ. Mặc Nùng còn có thể cứu sao? Tuy nhiên tại trong nguy cơ, La Quân vẫn là hỏi câu nói này. Viên Tinh Vân thở dài, nói ra, Mặc Nùng ít nhất phải hút 100 cái anh linh mới có thể đem não vực pháp lực hóa thành âm sát chi khí. Bây giờ nàng ăn không đến 20 con, dưới mắt nàng trong não vực, âm dương chi khí va chạm vào nhau, liền xem như Trung Hoa Đại Đế đến, cũng là cứu không để cho. La Quân trong lòng cảm giác nặng nề qua, một loại khó tả cực kỳ bi ai xông tới. Thế gian này, có quá nhiều bất lực. Viên Tinh Vân lại lần nữa thở dài, nói ra, ngược lại cũng không cần quá mức bi thương, chỉ sợ hôm nay chúng ta mấy cái toàn bộ đều phải táng thân nơi này. La Quân nhìn về phía quỷ ma ánh mắt tràn ngập cừu hận, nói ra, thật chẳng lẽ liền lấy cái này xúc sinh không có biện pháp nào sao? Viên Tinh Vân thở dài nói ra, dốc hết toàn lực, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thảy kỹ xảo đều là phí công. Đã như vậy, cái kia hai người các ngươi đi nhanh lên, ta đến ngăn chặn nó. La Quân bỗng nhiên nói ra, hắn tại cái này một cái chớp mắt có quyết đoán. Viên Tinh Vân cùng Lâm Băng đều là ngẩn ngơ, hai người thật sâu nhìn một chút La Quân. Viên Tinh Vân khẽ cười khổ, nói ra, ta tu luyện hơn 100 năm, đối với người thế có rất nhiều lo lắng cùng không muốn. Nhưng nếu muốn để ta lâm trận bỏ chạy, khí tiết tuổi già khó giữ được, vậy còn không như chết thống khoái. Lâm Băng liền cũng nói, sư đệ, nơi này ngươi yếu nhất, ta đáp ứng sư phụ muốn bảo vệ tốt ngươi, cho nên hôm nay, ta cũng sẽ không vứt xuống ngươi. La Quân không khỏi buồn bực, nói ra, đều lúc này, các ngươi đừng nói nhiều, đi nhanh lên đi. Muốn là xúc sinh kia không phải nhìn ta chằm chằm, mà chính là nhìn chằm chằm các ngươi, ta sớm chạy. Thực, hắn là tuyệt sẽ không chạy. La Quân cũng liền không tiếp tục rông dài, hắn quay người liền bắt đầu đào tẩu. Lần này, La Quân hấp thụ kinh nghiệm giáo huấn, tại chạy trốn bên trong đi chi chữ đường hình, mà lại chuyên chằm chằm đại thụ, mỗi lần đều từ phía sau đại thụ quấn đi. Cái này quỷ ma tuy nhiên cường hãn khủng bố, nhưng là nó tệ nạn cũng là thân thể quá to lớn. La Quân đào tẩu, quỷ ma lập tức đuổi kịp qua. Viên Tinh Vân cùng Lâm Băng hai người ở hậu phương lông tóc không tổn hao gì. Lâm Băng trong mắt lóe lên tinh quang, nói ra, viên đạo trưởng, người đi chiếu cố Trầm Mặc Nùng, ta đến cùng sư đệ ứng phó cái này quỷ ma. Nàng sau khi nói xong, tiện tay cầm âm sát ma đao đuổi theo. Viên Tinh Vân trong tay không có lợi khí, cho nên hắn rất khó đối quỷ ma tạo thành thương tổn. Hắn cũng thực nhớ nhung Trầm Mặc Nùng tình huống. Viên Tinh Vân xoay người đi tìm Trầm Mặc Nùng. Trầm Mặc Nùng lúc này trong đầu băng hỏa lưỡng trọng thiên, đây là một loại không phải người dày vò. Tựa như là trong não vực có hai người đang đánh nhau. Viên Tinh Vân đi vào Trầm Mặc Nùng trước mặt, hắn lập tức trông thấy Trầm Mặc Nùng sắc mặt tái nhợt, đầu đầy mồ hôi. Trên người nàng toàn bộ bị mồ hôi ẩm ướt, thì theo đang đổ mưa một dạng. Đây là nguyên khí trong cơ thể điên cuồng sói mòn biểu hiện. Mặc Nùng. Viên Tinh Vân thấy thế hãi nhiên thất sắc. Trầm Mặc Nùng đột nhiên ngồi xuống, nàng một phát bắt được Viên Tinh Vân cánh tay, nói, lão. Viên, giết ta. Viên Tinh Vân thân thể chấn động, nhất thời cảm thấy nói không nên lời lòng chua xót. Hắn theo Trầm Mặc Nùng rất sớm đã nhận biết, hắn sâu biết rõ được Trầm Mặc Nùng tâm trí hà kiên định. Chỉ có như vậy kiên định, kiên cường Trầm Mặc Nùng, hiện tại thế mà thống khổ đến một lòng muốn chết cấp độ. Trầm Mặc Nùng nhìn về phía Viên Tinh Vân trong ánh mắt tràn ngập thống khổ cùng cầu khẩn. Viên Tinh Vân lắc đầu, nói ra, không, không được. Trầm Mặc Nùng đau đến nước mắt thẳng rơi, nàng móng ngón tay bóp tiến lòng bàn tay trong thịt, cắn răng nói, lão Viên, cùng để cho ta nhận hết thống khổ mà chết, ngươi vì cái gì không chịu cho ta một thống khoái. Viên Tinh Vân lắc đầu, hắn nói ra, Mặc Nùng, ngươi không hiểu, sự tình còn chưa tới thời khắc sống còn. Chuyện này... hẳn là còn có chuyển cơ, cứ việc ta cũng không biết chuyển cơ đến ở nơi nào. Thế nhưng là ngươi nhất định muốn kiên trì, nếu là có thể kiên trì đến sau cùng, có lẽ ngươi như vậy hội vượt cái trước mới vận mệnh bên trong. Đây là ngươi sinh tử kiếp, cái gì gọi là sinh tử kiếp? Nhất niệm thiên đường, nhất niệm địa ngục a. Trầm Mặc Nùng nói ra, nhưng là đã mảy may nhìn không đến bất luận cái gì hy vọng.
Lão Viên, người nói cho ta biết, hy vọng ở đâu? Viên Tinh Vân nói, La Quân. Trầm Mặc Nùng nói ra, La Quân cũng không phải thần, hắn cũng có bất lực thời điểm. Viên Tinh Vân nói, nhưng hắn cuối cùng sẽ sáng tạo kỳ tích, người nghe ta, nhất định muốn chống đỡ, nhất định muốn cho La Quân một chút thời gian. Không phải vậy chúng ta đều sẽ di hận cả đời. Trầm Mặc Nùng trong mắt dần hiện ra một chút hy vọng quang mang. Cái này một chút hy vọng xác thực sự tình bởi vì La Quân. Mà dưới mắt La Quân đâu? La Quân chính mình là nghĩ không ra làm sao cứu Trầm Mặc Nùng, hắn đã không có bất luận cái gì thời gian đến muốn vấn đề gì. Bởi vì hắn chính mình cũng đã tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. La Quân chạy ra ngoài trăm thước về sau, quỷ ma càng đuổi càng gần. Lực lượng cùng tốc độ đều không phải là một cái cấp bậc. La Quân chạy 10 bước, cái này quỷ ma một bước thì đuổi kịp. Mà lại quỷ ma hủy hoại lực lượng cực kỳ mạnh mẽ, quả thực cũng là không gì không phá, không có gì không hủy. Chỉ cần là ngăn tại trước mặt nó đều là trực tiếp đem đâm cháy. Gặp thụ đụng thụ, bất luận cái gì ngăn tại quỷ ma trước mặt đồ, vật sau cùng đều chỉ có hôi phi yên diệt hạ tràng. La Quân đem lực lượng phát huy đến cực hạn, ngắn ngủi một phút đồng hồ liền chạy ra khỏi 10 km. Đây là đem huyết hạch lực lượng bạo phát đi ra hậu quả, một phút đồng hồ sau, hắn liền đã có tình trạng kiệt sức cảm giác. Lượng vận động quá cao cường độ. Lâm Băng ở phía sau cũng truy quá sức, nàng đột nhiên đuổi kịp quỷ ma, thân thể nhảy lên, lập tức liền đến quỷ ma cõng lên. Lâm Băng đang muốn lấy âm sát ma đao đến đâm quỷ ma thân thể mãnh liệt run run. Trong nháy mắt đó hăng hái giống như vạn vôn điện lưu. Cho dù là Lâm Băng cũng không cầm nổi, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Lâm Băng thân thể trên không trung vặn một cái, vững vàng rơi xuống đất. Lúc này, nàng đã khó mà đuổi kịp quỷ ma cùng La Quân. Cái này tình huống để Lâm Băng lo lắng không thôi, nàng thành danh đến nay, ứng đối bất cứ địch nhân nào đều luôn luôn thành thạo. Nhưng lần này đối mặt bên trên quỷ ma, lại cảm giác không chỗ ra tay. Quỷ ma mặc dù không có tu vi gì, nhưng là trời xanh ban cho hắn thiên sinh thần lực. Bất luận loại lực lượng nào, đều có thể gọi là lực lượng. Mà phổ thông khí lực là mỗi người, mỗi loại động vật đều có. Thế nhân luôn luôn đem loại này khí lực không để vào mắt, nhưng lại không biết khi loại lực lượng này cường đại tới trình độ nhất định, lại là làm cho người cỡ nào bất đắc dĩ. Lâm Băng tuy nhiên khó mà đuổi kịp quỷ ma, nhưng nàng vẫn là không có từ bỏ, lại căng chân phi nước đại đuổi theo. La Quân phi nước đại trốn như điên bên trong cảm giác mình phía sau thanh thế to lớn, thì theo động đất tiến đến giống như. Đồng thời nương theo lấy trận trận gió tanh, hắn cảm giác mình chỉ cần hơi không chú ý liền bị quỷ ma một chân đạp cho chết. La Quân thật không biết mình đến cùng cái này quỷ ma cái gì thù, cái gì hận. Mẹ chứng, truy chính mình muốn hay không như thế chấp nhất. Mắt thấy La Quân liền muốn chết oan chết uổng, ngay vào lúc này, La Quân nhìn thấy phía trước có một cái cửa hang. Lúc này La Quân nơi đó còn chú ý đến nhiều như vậy, thân thể hướng phía trước vọt tới, trong nháy mắt giống như linh xà nhập động. Nhập động trong nháy mắt, hậu phương lại mãnh liệt chấn động đứng lên. Cái kia cửa sơn động chỉ có thể dung nạp 3 người đồng thời tiến vào, lấy quỷ ma hình thể khẳng định là vào không được. Quỷ ma trực tiếp vung ra cự trảo đến phá hủy động khẩu. La Quân quay đầu liền trông thấy quỷ ma thân thể tiến đến hơn phân nửa. Mà mẹ nó, La Quân hãi nhiên muốn tuyệt, hắn đã là hoảng hốt chạy bừa. Nhảy dựng lên, lại hướng bên trong chạy đi. Một tiếng ầm vang, cả sơn động chấn động, cái kia quỷ ma đem động khẩu phá hủy, trực tiếp truy vào tới. La Quân cái này xem như đi đến tuyệt lộ. Quỷ ma có thể đem động khẩu phá hủy, La Quân có thể không có cách nào đem vách động đâm cháy a. Hắn trong nguy cơ cũng là mệnh không có đến tuyệt lộ, đột nhiên đã nhìn thấy bên kia có đầu thông đạo. La Quân lập tức hướng thông đạo bên trong vào tới. Đầu này thông đạo dài đến chừng 30 mét, một mực thông vào bên trong. La Quân không khỏi cuồng hỉ, mẹ trái trứng, cái này quỷ ma cường đại tới đâu, cũng không có khả năng đem chọn đầu thông đạo vách động đều có thể hủy đi a. La Quân hướng thông đạo bên trong phi nước đại ra 10 mét có hơn, sau đó rốt cục buông lỏng một hơi. Nhưng sau đó xoay người nhìn về phía quỷ ma. Quỷ ma ngay tại trước hành lang mặt đứng đấy, gia hỏa này hai mắt lạnh lẽo âm trầm nhìn chằm chằm La Quân, nhưng là nó không tiếp tục va chạm ý tứ. La Quân liền cũng đã biết, cái này quỷ ma là biết vào không được, cho nên không có tiếp tục phế khí lực. La Quân gan lập tức liền mập, hướng phía quỷ ma giơ ngón tay cái lên. Quỷ ma trong mắt nhất thời hiện lên vẻ tức giận,
sau đó, nó quay người thế mà liền đi. La Quân lập tức minh bạch, quỷ ma muốn đi tìm Viên Tinh Vân bọn họ. La Quân giật mình, trong lòng của hắn còn ghi nhớ lấy Trầm Mặc Nùng an nguy. La Quân muốn đuổi theo ra qua, có thể lại sợ quỷ ma là điều hổ ly sơn chi kế. Trong lúc nhất thời, La Quân rất khó hạ quyết định. Bất quá lập tức, La Quân cũng không cần tiếp tục do dự. Bởi vì hắn lập tức hoảng sợ phát hiện, cái này thông đạo bên trong cũng không an toàn. Trước hành lang về sau, không biết là chừng nào thì bắt đầu xuất hiện bò sát anh linh. Mà lại là lít nha lít nhít. Những này bò sát anh linh tiền sau ước chừng có mấy trăm con. Những này anh linh cùng trước đó ở bên ngoài trông thấy anh linh khác biệt, chúng nó là động vật bò sát, tướng mạo hung ác, quanh thân đen nhánh, trên đầu có mấy cây bộ lông màu trắng. Chúng nó ánh mắt oán độc, há miệng thì lộ ra sắc nhọn răng nanh tới. La Quân nhìn thấy cái dạng này, không khỏi tê cả da đầu. Tại cái này thông đạo bên trong, La Quân bước đi đều muốn ngồi xổm đi, hành động bất tiện. Bây giờ nhiều như vậy ác anh bốn phía, La Quân ngay cả chân tay đều dương không ra, ứng phó như thế nào? Lại như thế nào đào tẩu? La Quân mắt thấy bọn này ác anh vây quanh, trong lúc nguy cấp, hắn lập tức dùng chính mình móng tay nơi tay mạch bên trên vạch ra một đường vết rách tới. La Quân hơi chút vận kinh, máu tươi tuôn ra. Hắn lập tức liền dùng máu tươi tại chính mình chung quanh tung ra một cái vòng bảo hộ tới. Những cái kia ác anh mắt thấy là phải cắn tới, nhưng là chúng nó tiếp xúc đến La Quân máu tươi, phía trước nhất ác anh lập tức liền dừng lại, tựa hồ là có chút kiêng kỵ. Tuy nhiên máu tươi ngăn cản lại ác anh, nhưng là La Quân vẫn là không cách nào lạc quan đứng lên. Nếu như một mực bị vây ở chỗ này, sớm muộn là muốn chết. Nhất định phải nhanh đi ra ngoài. Nương, cũng không biết cái kia quỷ ma có phải hay không còn thủ ở bên ngoài. Trầm Mặc Nùng lại là sinh tử chưa biết. Dưới mắt La Quân quả nhiên là ở vào một loại nội ưu ngoại hoạn trạng thái, mỗi một phút mỗi một giây hắn đều là ngũ tạng như lửa đốt. La Quân quyết định mặc kệ nhiều như vậy, hắn muốn trước xông ra đầu này thông đạo, sau đó qua tìm Trầm Mặc Nùng các nàng. Một khi hạ quyết định, La Quân liền có quyết đoán. Hắn để trên tay máu tươi chảy càng tăng lên, chính là lấy máu tươi mở đường. Phía trước ác anh nhóm chậm rãi tránh ra một lối, có chút máu tươi nhỏ tại ác anh trên thân, ác anh phát ra kêu thê lương thảm thiết. La Quân đi ra chừng 2 mét phạm vi. Lúc này, phía trước ác anh đột nhiên không tiếp tục để mở. Bọn này ác anh thê lương gào thét, tựa hồ là cực kỳ hoảng sợ lấy cái gì. Chúng nó thân thể bản năng muốn thối lui, nhưng trong lúc vô hình tựa hồ lại có đồ vật gì mệnh làm chúng nó không thể thối lui. La Quân ngây người, nếu như máu tươi đều vô dụng, trong lúc nhất thời hắn chả thật không có biện pháp gì tốt. La Quân hướng phía trước ác anh đột nhiên hét lớn một tiếng, thanh âm hắn trung khí 10 phần, mang theo khí huyết dương cương. Cái này vừa hô, giống như đất bằng hắn lôi lên. Đám kia ác anh lập tức dọa đến hét dầm lên. La Quân gặp chiêu này hữu dụng, lập tức liên tục giống to. Những cái kia ác anh tuy nhiên sợ hãi, cuối cùng lại vẫn là không có tương đạo đường tránh ra. Mà lại La Quân thanh âm dừng lại, chúng nó liền bắt đầu chậm rãi hướng phía trước nhúc nhích, bắt đầu chậm rãi hướng La Quân tới gần. La Quân đột nhiên khẽ vươn tay bắt lấy một cái ác anh, một tay bóp nát. Trong nháy mắt liền để hồn phi phách tán, nhưng cùng lúc đó, 10 cái ác anh trong nháy mắt thì quấn lên La Quân cánh tay, hung mãnh cắn. 10 ngụm tinh mịn hàm răng mang theo băng hàn ác độc ý vị hung hăng cắn, La Quân trong một chớp mắt có loại ảo giác, cái kia chính là mình cánh tay đã không có thịt. La Quân nghiêm nghị nói, cút ngay. Sau đó đột nhiên nhất quyền vung ra, lại một tay trực tiếp tại tràn đầy ác anh trên cánh tay quét qua. Nhất thời, 10 cái ác anh bị phá bay ra ngoài. Thế nhưng là rất nhanh, tiếp lấy trước sau thì có mấy chục con ác anh cắn lên. Ngoài ra còn có càng nhiều. Trong một chớp mắt, La Quân trên thân lít nha lít nhít giống như bị tổ ong vò vẽ vây xung quanh. Đã không nhìn thấy La Quân lúc đầu bộ dáng. Chỉ có thể nhìn thấy cái kia lít nha lít nhít khủng bố ác anh. La Quân nhất thời cảm nhận được hàng vạn con kiến thực đau lòng khổ, người khác cũng mở rộng không ra, rơi vào đường cùng chỉ có ngay tại chỗ đánh lăn. Có thể dạng này hiệu quả cơ hồ hơi, những cái kia ác anh liều lĩnh cắn. Mắt thấy La Quân lập tức liền muốn bị cắn thành một đống bạch cốt thời điểm, sở hữu ác anh bỗng nhiên thì từ trên người La Quân tản ra. La Quân đột nhiên ngồi xuống, hắn cảm thấy có chút khó hiểu diệu. Lúc này hắn nhìn thấy trên cánh tay mình, trên thân toàn bộ là tinh hồng vết máu, khắp nơi đều là hàm răng cắn qua dấu vết. Đủ loại hàn độc tại La Quân trong huyết mạch tán loạn.
Còn tốt, là quân huyết dịch cường đại, mà lại cực dương cương. Cho nên, sở hữu hàn độc đều bị cấp tốc trấn áp xuống dưới. La quân thân thể cũng không có trở ngại. Hắn kỳ quái nhìn về phía những cái kia ác anh. Những cái kia ác anh nhanh chóng hướng thông đạo bên ngoài dũng mãnh lao tới. La quân hiếu kỳ cực, hắn cũng không lo được hoảng sợ, lập tức theo sau. Bên trong hang núi kia đã sụp đổ một nửa, còn tốt, động khẩu là lộ ở bên ngoài. Hang động này là quỷ ma đâm vào đến mới động khẩu. Trong bóng tối, La quân thì muốn nhìn rõ ràng, vì cái gì chính mình mắt thấy là phải treo, những này ác anh lại đột nhiên thu tay lại. Tại ở giữa hang núi kia, La quân rốt cục thấy rõ ràng sự tình ngọn nguồn. Tại trung ương, lại một đầu quái vật xuất hiện. Quái vật kia toàn thân đều là vảy giáp màu đen, xa xa xem xét, La quân còn tưởng rằng là quỷ ma trở về. Nhưng tinh tế xem xét, nó lại không phải quỷ ma. Trên đầu nó không có độc giác, mà lại nó đầu so sánh giống nhân loại. Ánh mắt nó cũng không có lớn như vậy, bất quá nó trong đôi mắt thần quang bức người. La quân quét mắt một vòng, liền liền biết quái thú này cũng là có trí khôn. Quái thú này kích cỡ so quỷ ma muốn nhỏ một vòng. La quân không khỏi buồn bực, cái này Tùng Khê Lâm cũng không phải Đại Hưng An lĩnh, cũng không phải rừng rậm nguyên thủy, làm sao sẽ xuất hiện nhiều như vậy cổ quái đồ, vật. Nơi này vẫn là thuộc về thị khu phồn hoa phạm vi A. La quân thật nghĩ không thông. Lúc này, quái thú kia hướng phía sở hữu ác anh gào thét một tiếng. Những cái kia ác anh lập tức e ngại như thủy triều tản ra. Quái thú liên tục gào thét vài tiếng, những cái kia ác anh lập tức liền lạnh rung co lại hướng góc tường dũng mãnh lao tới. Giống, ngay vào lúc này, lại một tiếng kiềm chế gào thét truyền đến. La quân nghe xuất ra thanh âm nơi phát ra là tới từ đỉnh động. La quân lập tức hướng đỉnh động nhìn lại, đã thấy cái kia đỉnh động bên trên xuất hiện một đầu nhện mặt người cự quái. Nhện mặt người cự quái kích cỡ có hai con voi lớn kích cỡ tương đương, nặng đến 1.6 vạn cân. Nó mỗi một cây cự chảo đều như trường mâu đồng dạng sắc bén. Mà quỷ dị nhất là, mặt người cự nhện quái bộ mặt là một người đầu, có cái mũi có mắt, trong mắt bên trong hiện ra âm hàn quang mang. La quân không khỏi hút ngụm khí lạnh. Mà mẹ nó, lão tử là vượt qua đến hồng hoang thế giới bên trong tới sao? Tại sao có thể có nhiều như vậy kỳ quái quái thú? Đối diện với mấy cái này quái thú, La quân cá nhân lực lượng thật sự là yếu ớt tới cực điểm. Tại dạng này quái thú trước mặt, nhân lực quá nhỏ bé. Nhện mặt người cự quái một gào thét, những cái kia ác anh dũng khí thì lớn mạnh đứng lên. La quân cũng rốt cuộc minh bạch, trước đó cũng là cái kia nhện mặt người đang chỉ huy những này ác anh công kích mình. La quân nín hơi ở một bên, hắn biết dưới mắt tựa hồ là hai cái này quái thú đọ sức. Chính mình cần phải làm cũng là tìm đúng thời gian tìm đúng cơ hội đào tẩu. Nhện mặt người liên tục gầm hét lên. Màu đen quái thú lạnh lùng nhìn về phía nhện mặt người, nó trầm mặc xuống dưới. Sau đó, nhện mặt người xông ác anh gào thét. Những cái kia ác anh bị nhện mặt người giống về sau, lập tức liền biến điên cuồng lên. Phải nói là hung hãn không sợ chết. Ác anh nhóm như thủy triều hướng màu đen quái thú dũng mãnh lao tới, sau cùng không đến một lát, liền đem màu đen quái thú từ trên xuống dưới, lít nha lít nhít cắn ở. La quân thả mắt nhìn đi, liền đã nhìn không thấy màu đen quái thú, chỉ có thể nhìn mặt lít nha lít nhít ác anh. La quân hút miệng hàn khí, hắn nhớ tới vừa rồi chính mình cũng bị những này ác anh cắn ở. Lúc ấy chính mình đại khái cũng là quái thú này dưới mắt bộ dáng như vậy. La quân không dám mỏi mòn chờ đợi. Hắn cảm thấy nếu như cái này màu đen quái thú bị giết về sau, như vậy nhện mặt người quái chắc chắn sẽ không buông tha mình. Nhện mặt người quái vừa rồi cũng là muốn giết chính mình, lại bị cái này màu đen quái thú quấy rầy. Vừa nghĩ đến đây, La Quân lập tức mèo eo ra thông đạo, muốn chạy trốn. Bất quá lúc này, giữa sân lại phát sinh biến hóa. La Quân trong lúc nhất thời ngược lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đơn giản là, cái kia màu đen quái thú đầu đã lộ ra. Màu đen quái thú đột nhiên ăn dậy ác anh đến, hai tay của hắn liền bắt, đem những cái kia ác anh không cần tiền hướng trong miệng nhét. La quân nhất thời nhìn mà than thở, mẹ trứng, đây chính là tiên thiên ưu thế a. Chính mình là ăn không vô những này ác anh. Màu đen quái thú ăn ác anh tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt thì ăn chừng 100 chỉ ác anh. Nó nuốt vào ác anh về sau, trong thân thể bắt đầu toát ra bừng bừng hắc khí tới. Mà lại... Màu đen quái thú khí thế cùng lực lượng phảng phất là tại tăng cường. Cái này màu đen quái thú là đem ác anh xem như thuốc bổ đang ăn.
không đến 5 phút đồng hồ công phu, sở hữu ác anh đều thành màu đen quái thú trong bụng bữa ăn. Liền cũng tại lúc này, cái kia nhện mặt người quái nhảy xuống, nó hung mãnh đâm ra cự chảo, hướng cái kia màu đen quái thú ngực bụng đâm tới. Màu đen quái thú một phát bắt được nhện mặt người quái cự chảo, sau đó thế mà liền trực tiếp đem nhện mặt người quái ném ra. Oanh! Cái kia nhện mặt người quái phá tan vách động, ngã bay ra ngoài. Trong lúc nhất thời, trong động bụi đất tung bay. Sau đó, màu đen quái thú cũng đuổi theo ra qua. Dưới mắt chàng diện này, lại thật giống là Hollywood bên trong chàng cảnh. Mà lại so Hollywood càng thêm hung hãn. La Quân lập tức cũng liền theo ra ngoài, hắn biết lúc này hẳn là tam thập lục kế, tẩu vi thượng kế. Nhưng là hắn vẫn là không nhịn được muốn quan sát. Ở sâu trong nội tâm luôn cảm thấy cái này màu đen quái thú cũng không phải là bại hoại. La Quân theo đi ra, nhìn ngay lập tức đến màu đen quái thú cùng nhện mặt người quái đọ sức cùng một chỗ. Cái kia nhện mặt người quái căn bản không phải màu đen quái thú đối thủ. Nhện mặt người quái lực lượng không bằng màu đen quái thú, mà lại tốc độ cũng nhiều có không bằng. Bất quá, cái này nhện mặt người quái cũng là kiên cường, cũng không phải là màu đen quái thú có thể tùy tiện giết chết. Mặt đất bụi đất tung bay, không ít cây cối bị đụng bay. Màu đen quái thú đột nhiên xông đi lên, đem cái kia nhện mặt người quái trường mâu bắt lấy, sau đó một thanh bẻ gãy. Sau cùng, màu đen quái thú bắt màu đen trường mâu, hung hăng hướng phía nhện mặt người quái cái bụng đâm một cái. Răng rắc một tiếng. Trong một chớp mắt, nhện mặt người quái trong bụng, máu đen chảy ra. Màu đen quái thú sau đó đem nhện mặt người quái đầu bắt lấy, cứ như vậy uốn éo, liền đem đầu người bẻ xuống. Ngay sau đó, màu đen quái thú bắt lấy nhện mặt người thi thể, hướng xuống đất mãnh liệt đập, mấy lần liền đem nhện mặt người nện thành cái nhão nhoẹt. Cái này hung ác cả đời nhện mặt người quái cứ như vậy bị màu đen quái thú giải quyết. La Quân liền biết mình không thể tiếp tục xem tiếp, đến mau chóng rời đi. Quái thú này tâm tư cũng không phải người tư duy có thể lý giải. La Quân quay người thì lặng lẽ chạy đi. Liền cũng tại lúc này, cái kia màu đen quái thú đột nhiên há mồm nói chuyện. Nó thanh âm non nớt, hô lại là, mụ mụ. La Quân nhất thời thân thể rung mạnh, ta dựa vào, đây không phải quỷ kia sát trẻ sơ sinh thanh âm. La Quân trở lại nhìn về phía màu đen quái thú thì hướng La Quân đi tới. Nó rất mau tới đến La Quân trước mặt, ngồi xổm xuống, duỗi ra cự móng vuốt lớn. La Quân hơi nghi hoặc một chút, cái kia màu đen quái thú lại là dùng hai cây móng tay đem La Quân vân vê liền bắt lại, sau đó hướng nó trên vai ném một cái. Ngươi là quỷ sát, La Quân nghi hoặc hỏi. Cái kia màu đen quái thú gật gật đầu. Ta dựa vào, ngươi làm sao trưởng thành dạng này? La Quân vô cùng ngạc nhiên, hỏi. Màu đen quái thú nghi hoặc nhìn về phía La Quân, trong miệng nó hô mụ mụ. Nó tựa hồ chỉ sẽ nói hai chữ này, mà lại cũng không hiểu nhiều La Quân đang nói cái gì. La Quân cũng liền lười nhác xoắn suýt vật này, trong lòng của hắn đau nhức mau dậy đi. Hắn chỉ biết là một sự kiện, hiện tại hắn muốn báo thù, muốn tìm quỷ ma, muốn đem quỷ ma đánh nó mụ mụ cũng không nhận ra nó. Con ngoan, nghe lời. La Quân vỗ vỗ màu đen quái thú cổ, sau đó nhất chỉ phía trước, nói, đi. Màu đen quái thú thông minh vô cùng, ngược lại là nghe hiểu được La Quân thủ thế, lập tức liền hướng trước mặt đi đến. Lần này, La Quân có được màu đen quái thú hỗ trợ, hắn sẽ không còn e ngại quỷ ma. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Viên Tinh Vân cùng với Lâm Băng, hai người bọn họ hoàn toàn mất đi La Quân cùng quỷ ma tung tích. Trầm Mặc Nùng tình trạng cơ thể càng trở nên không ổn, bất quá nàng từ đầu đến cuối không có từ bỏ, cắn răng trèo trống. Lâm Băng luôn luôn đều rất bình tĩnh, nhưng lúc này nàng lộ ra đến lo lắng khó có thể bình an. La Quân phúc lớn mạng lớn, sẽ không có sự tình. Viên Tinh Vân nhìn về phía Lâm Băng, hắn an ủi nói nói. Lâm Băng trầm giọng nói ra, ta sư đệ hắn căn bản không phải quỷ ma đối thủ, quỷ ma như vậy đuổi tiếp, sư đệ tình cảnh hội rất không ổn. Cũng không biết sư đệ hiện tại đến thế nào. Viên Tinh Vân cũng khó trả lời, bởi vì hắn hiện tại đối tương lai cũng là không có bất kỳ cái gì đầu mối. Mà lại, hắn cùng Lâm Băng mang theo Trầm Mặc Nùng rời đi cái này Tùng Khê Lâm cũng không phải cái gì tốt ý nghĩ. Trầm Mặc Nùng kiên trì không bao lâu, nàng tình huống cũng không phải là đi bệnh viện có thể giải quyết. Viên Tinh Vân cùng Lâm Băng đợi tại nguyên chỗ, hai người cũng không thể cứ như vậy bỏ xuống La Quân. Chính bọn hắn đều không biết rõ lắm chính mình đang đợi cái gì. Liền cũng tại lúc này,
thanh thế to lớn cảm giác lại truyền tới. Lại là cái kia quỷ ma qua mà quay lại. Lâm Băng nhất thời muốn rách cả mí mắt, nàng vô ý thức cảm thấy La Quân đã bị độc thủ, ta muốn giết xúc sinh kia. Lâm Băng nói xong liền đón lấy quỷ ma. Viên Tinh Vân muốn ngăn cản đã là không kịp, hắn quay đầu nhìn xem Trầm Mặc Nùng, hắn lúc này mang Trầm Mặc Nùng đào tẩu cũng không có ý nghĩa. Trầm Mặc Nùng đã bắt đầu thần trí không rõ, tùy thời đều có chết khả năng. Viên Tinh Vân cũng làm không được chính mình đào tẩu, hắn cắn răng một cái, liền cũng liền mặc kệ Trầm Mặc Nùng. Trực tiếp giống như Lâm Băng đón lấy quỷ ma. Cái kia quỷ ma nguy nga như núi xuất hiện tại trước mặt hai người. Lâm Băng đột nhiên ở giữa tế ra âm sát ma đao, sau đó lấy đại pháp lực ngự đao giết người. Cái kia âm sát ma đao như thiểm điện ám sát hướng quỷ ma hai mắt. Tốc độ nhanh như lôi đình. Trong nháy mắt liền đâm đến quỷ ma trước mắt, có thể quỷ ma lúc này đầu bãi xuống, cái kia độc giác lập tức đem âm sát ma đao đụng bay ra ngoài. Quỷ ma lực lượng quá cường hãn, Lâm Băng âm sát ma đao trọn vẹn bay ra 1000 mét bên ngoài. Lâm Băng muốn ngự đao trở về, nhưng là trên đao lực lượng quá lớn, nàng căn bản cầm giữ không được. Đợi cái kia âm sát ma đao bay ra ngoài 1000 mét về sau, rốt cục chạm tại trên một thân cây. Lâm Băng lúc này mới tâm niệm nhất động, đem âm sát ma đao gọi trở về. Cùng lúc đó, quỷ ma đột nhiên một cái thần long bãi vĩ. Nó cái đuôi lớn như gió lốc quá cảnh, đem cây cối quét đến bay tứ tung một mảnh, đồng thời mãnh liệt quét về phía Lâm Băng cùng Viên Tinh Vân. Lâm Băng cùng Viên Tinh Vân đột nhiên hướng lên trên nhảy lên, rốt cục né tránh quỷ ma công kích. Đồng thời, Lâm Băng đưa tay tiếp nhận bay trở về ma đao. Nàng vọt tới trước một bước, đột nhiên chém về phía quỷ ma cái đuôi rễ cây. Quỷ ma cái đuôi nhất động, một chân hung hăng đá hướng Lâm Băng. Tốc độ quá nhanh. Lâm Băng hãi nhiên, nàng chỉ cần hơi có một tia chần chờ, lập tức liền muốn bị quỷ ma đá cái nhão nhoẹt. Trong nguy cơ, Lâm Băng nhảy lên một cái cây, lại một cước đạp ở trên cành cây, cuối cùng đi đến quỷ ma phần eo. Lâm Băng một tay bắt quỷ ma một mảnh lân giáp, đồng thời âm sát ma đao hung hăng đâm vào qua. Răng rắc một tiếng. Âm sát ma đao hạng gì sắc bén, trực tiếp xuyên thủng quỷ ma khôi giáp. Nhập, Lâm Băng lập tức thúc đẩy pháp lực, để âm sát ma đao càng xâm nhập thêm. Ngay vào lúc này, quỷ ma nổi giận, một bàn tay đập tới. Nó một tát này, thì theo to lớn bổ phiến giống như, mang theo một cỗ bưu hãn gió lốc. Lâm Băng không dám chần chờ, lập tức nhảy đi xuống. Mà quỷ ma cũng đem âm sát ma đao bắt trên tay, nó hai ngón vân vê, sau đó đem âm sát ma đao hung hăng ném ra bên ngoài. Cái này một ném ra bên ngoài, ít nhất phải bay ra vạn mét xa. Lần này, mặc cho Lâm Băng như thế nào thúc đẩy pháp lực, cũng không có cách nào lại theo âm sát ma đao bắt được liên lạc. Nàng pháp lực dù sao cũng có hạn. Nếu là đổi Trung Hoa Đại Đế Trần Lăng đến, Trần Lăng ngự đao giết người, quỷ ma căn bản không đáng chú ý. Mà lại, Trần Lăng chỉ cần một ánh mắt liền có thể đem quỷ ma khuất phục. Mọi người tại cái này thế giới bao la bên trong tuy nhiên đều là nhất đẳng cao thủ. Nhưng tránh thức cùng Trần Lăng, thần đế cao như vậy người so ra, còn kém quá xa. Lâm Băng lúc này mất đi âm sát ma đao, nàng còn muốn đối quỷ ma tạo thành thương tổn liền có chút khó. Viên Tinh Vân tay không tấc sắt, cũng là bất đắc dĩ, dù hắn tu vi thông huyền, nhưng hắn nhất quyền đánh vào quỷ trên ma thân, quỷ ma cũng đều theo gãi ngứa ngứa giống như. Viên Tinh Vân tuy nhiên còn có 36 khỏa huyền kim thần châu, nhưng hắn còn không có thối luyện huyền kim thần châu. Cho nên cũng vô pháp dùng huyền kim thần châu đến công kích. Quỷ ma tiếp lấy lại một cự trảo quét về phía Viên Tinh Vân chật vật né tránh. Quỷ ma lại một chân đá hướng Lâm Băng thân thể như ly miêu, mấy lần thoát ra, né tránh quỷ ma công kích. Quỷ ma tiếp lấy thì đuổi sát Lâm Băng không muốn, Lâm Băng liên tục chạy trốn. Lúc này Lâm Băng tại quỷ ma trước mặt, đó là một điểm sức hoàn thủ đều không có. Cái này quỷ ma 10 phần thông minh. Nó là từng cái giết, tuyệt không lẫn lộn. Dưới mắt, nó muốn giết muốn truy cũng là Lâm Băng. Lâm Băng mấy lần nhảy vọt trốn tránh, đều không có thể đem quỷ ma hất ra. Mà lại, nàng ngược lại là tình cảnh càng phát ra nguy hiểm. Viên Tinh Vân cũng chỉ có thể ở phía sau hít bụi, loại tình huống này, hắn là bất lực. Viên Tinh Vân cũng coi như phong quang cả một đời, đây là hắn lần thứ nhất đối mặt địch nhân như thế bất lực, bất đắc dĩ. Lâm Băng một chút không có né tránh cự trảo càn quét, nàng trực tiếp bị đụng trúng. Lập tức, ngũ tạng lục phủ lệch vị trí. Lâm Băng cả thân thể khống chế không nổi, bỗng nhiên bị đụng bay ra 30 mét có hơn,
đụng gãy tầm 10 cây đại thụ, sau cùng trùng điệp ngã trên mặt đất. Lâm Băng cảm giác thân thể đã có loại thịt nát xương tan cảm giác. Đau nhức tới cực điểm, thể nội khí huyết cũng đã cuồng bạo tới cực điểm. Toàn thân huyết mạch, tạng phủ đều tựa hồ đã lệch vị trí. Lâm Băng bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi đến, nàng lần này thương thế thì nghiêm trọng. Trong nháy mắt, liền một không thể động đậy được. Quỷ ma giải quyết Lâm Băng, nó cũng không nóng nảy đi giết Lâm Băng, mà chính là lại xoay người lại đối phó Viên Tinh Vân. Viên Tinh Vân tuy nhiên mạnh hơn Lâm Băng rất nhiều, nhưng là hắn pháp lực còn chưa đủ lấy khống chế quỷ ma. Thân thể khí huyết cường độ, vậy cũng mạnh hơn Lâm Băng không bao nhiêu. Cho nên dưới mắt, Viên Tinh Vân cũng là chật vật cùng cực, mấy lần tránh tán, sau cùng chung quy là không có né tránh quỷ ma một kích cuối cùng. Viên Tinh Vân cả người cũng bay ra ngoài, sau cùng trùng điệp ngã trên mặt đất, cũng tại không lâu sau đó, mãnh liệt nôn một ngụm máu tươi tới. Viên Tinh Vân cùng Lâm Băng đều không sức hoàn thủ. Lúc này, quỷ ma mới đi hướng Viên Tinh Vân. Quỷ ma trong mắt lóe lên rét lạnh sát ý, nó là động sát cơ. Liền tại Viên Tinh Vân cùng Lâm Băng đều nguy cơ sớm tối thời điểm, La Quân thanh âm truyền đến. Con ngoan, làm cho ta chết con hàng này. La Quân ngồi tại quỷ sát trên bờ vai, gào thét lớn nói ra. Hắn đối cái này quỷ ma thật sự là nhẫn đầy đủ. Viên Tinh Vân cùng Lâm Băng liền cũng đã nhìn thấy to lớn quỷ sát. Phải nói, hai người bọn họ là trông thấy quái thú đến đây, nhưng lại không nhìn thấy La Quân. Một hồi này lại đi ra một đầu quái thú. Lâm Băng cùng Viên Tinh Vân đều không còn gì để nói, làm không tốt coi là vượt qua đến Antraman thế giới bên trong tới. Lâm Băng nghe được La Quân thanh âm, vẫn là vô cùng hoan hỉ. Ngay cả mạng sống như treo trên sợi tóc Trầm Mặc Nùng cũng yếu ớt mở to mắt. Quỷ ma lúc này cũng trông thấy quỷ sát. Quỷ sát đi vào quỷ ma trước mặt. Hai đại quái thú chung cực quyết đấu. La Quân thì đứng tại quỷ sát trên bờ vai. Quỷ sát lạnh lùng nhìn chăm chú quỷ ma cũng liền nhìn lấy quỷ sát. Quỷ ma bỗng nhiên xông quỷ sát gào thét một tiếng. Quỷ sát cũng gào thét một tiếng, hai người tựa hồ là đang giao lưu. Quỷ ma biến kích động lên, lại gào thét hai tiếng. Quỷ sát trầm mặc một cái chớp mắt. Sau cùng gào thét một tiếng. Quỷ ma bạo giận lên, đột nhiên thì nhất chảo chụp về phía quỷ sát. Quỷ sát đột nhiên giận mắt trợn lên, nó mãnh liệt dậm chân một cái, nghiêm nghị gào thét. Trong một chớp mắt, một cỗ trùng thiên khủng bố lệ khí lao ra, quỷ sát hai mắt huyết hồng, cũng nhất chảo đập tới. Hai người cự chảo chạm vào nhau, lại là cũng không ai chiếm được ưu thế. Bất quá quỷ sát càng thêm linh động, cấp tốc lại nhất chảo đập tới. Quỷ ma lấy độc giác va chạm, quỷ sát lại một chân đạp tới. Hai đại quái thú đọ sức vô cùng đặc sắc. La Quân muốn vô cùng cẩn thận nắm lấy quỷ sát, như thế mới tránh cho rơi xuống. Rất nhanh, quỷ sát nhất quyền nện ở quỷ ma trên mặt, quỷ ma thân thể lắc lư hai lần, theo uống say một dạng. Quỷ sát tiếp lấy lại nhất chảo phanh một chút, trực tiếp đem quỷ ma cái bụng kéo cái động đi ra. Trong một chớp mắt, quỷ ma ruột bộ phận liền bị quỷ sát lôi ra tới. Cái kia một cái chớp mắt, trắng nõn nà, tựa như là trường giang vỡ đê một dạng. Bạch tâm địa gian rảo cứ như vậy chảy ra. Quỷ ma phát ra thống khổ gào rít. Càng quỷ dị hơn là, vô số anh linh từ quỷ ma ruột bên trong chui ra. La Quân thấy thế không khỏi cuồng hỉ, ha ha, anh linh thế mà còn sống, không có bị quỷ ma tiêu hóa hết. Cái này Trầm Mặc Nùng có thể cứu. Những cái kia anh linh hiện tại suy yếu rất lợi hại, hành động rất là chậm chạp, phi thường tốt bắt. Quỷ ma giãy giụa mấy lần, sau cùng hướng về phía quỷ sát gào thét vài tiếng. Tiếp theo, thân thể nó bắt đầu héo rút. Sau cùng thế mà biến thành một người bộ dáng. Người này cũng là một cái tiểu quái vật, toàn thân đều là màu nâu da thịt. Tiểu quái vật ruột chảy ở bên ngoài, nó suy yếu tới cực điểm, cứ như vậy nhìn lấy quỷ sát, suy yếu hỏi, vì cái gì? Nói là ngôn ngữ nhân loại. Một màn này, quỷ dị cực. Mà lại, quỷ sát cũng bắt đầu biến hóa, nó cũng dần dần thu nhỏ, sau cùng biến thành một cái 8, 9 tuổi tiểu hài tử bộ dáng. Trên người nó có tinh mịn vảy màu trắng, sắc mặt tái nhợt, theo đến lang ben một dạng, nhìn có chút đáng sợ. Quỷ sát nhìn về phía quỷ ma, nó nói ra, người không có thể giết ta mụ mụ, người nào cũng không thể giết mẹ ta. Quỷ ma bạo giận lên, nói ra, ngu xuẩn, ngươi chính là quỷ sát, thiên địa bất dung. Bọn họ là nhân loại. Bọn họ sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi là tự tìm đường chết.
Quỷ sát trong mắt lóe lên một chút do dự, nó còn muốn nói điều gì, nhưng quỷ ma đã nghẹo đầu, chết đi như thế. Nó chết trong tích tắc, hình thể lần nữa khôi phục thành nguyên lai quái thú bộ dáng. Quỷ sát làm theo trầm mặc xuống dưới. La Quân đi vào quỷ sát trước mặt, hắn sờ sờ quỷ sát cái đầu nhỏ, ôn nhu nói, con ngoan, mặc kệ cái khác người nhìn ngươi thế nào, nói thế nào ngươi. Ta cũng sẽ là ngươi thân nhất thân nhân. Quỷ sát ánh mắt lộ ra tâm tình vui sướng đến, nó chung quy là tính tình trẻ con, lập tức ôm La Quân chân, hô, mẹ mụ, mụ mụ. La Quân trợn mắt chừng một cái, nói, hô ba ba, ta là ba ba của ngươi, biết không? Quỷ sát ngốc ngẩn ngơ, sau đó cũng liền ngoan ngoãn hô dậy ba ba tới. La Quân lúc này thực cũng không lo được đừng, hắn lập tức tới đến Trầm Mặc Nùng trước người, quan sát Trầm Mặc Nùng tình trạng cơ thể. Trầm Mặc Nùng lúc đầu đã thần trí mơ hồ, nhưng La Quân thoáng qua một cái đến, nàng lập tức liền mở to mắt, suy yếu nhìn lấy La Quân. Nàng cũng không biết ngoại giới chuyện gì phát sinh, mà chính là mơ mơ màng màng nói, chúng ta đều đã chết sao. La Quân nhìn thấy Trầm Mặc Nùng cái này tình huống, lập tức liền biết Trầm Mặc Nùng đã nhanh không được. Hắn lập tức xông Viên Tinh Vân hô, lão Viên, làm sao bây giờ? Viên Tinh Vân nỗ lực chống đỡ ngồi xuống, hắn tuy nhiên thụ bị thương rất nặng, nhưng sức khôi phục cũng là kinh người. Hắn từ chính mình trong giới chỉ lấy ra huyền kim kim bát nói với La Quân, dùng ta cái này huyền kim kim bát bắt anh Linh, sau đó nhanh lên cho Mặc Nùng ăn. La Quân vội vàng chạy đến Viên Tinh Vân trước mặt cầm huyền kim kim bát, bất quá hắn lập tức lại có chút mắt trợn tròn, nói ra, ta làm sao bắt. Viên Tinh Vân cũng là im lặng, hắn kém chút quên La Quân không có có pháp lực. Ngay sau đó, hắn ghép thành còn sót lại pháp lực hướng huyền kim kim bát nhất chỉ. Huyền kim kim bát lập tức phát ra kim sắc quang mang, sau đó, La Quân lại nhìn huyền kim kim bát lúc, bên trong đã có 10 cái anh linh. La Quân lập tức hộ huyền kim kim bát đi vào Trầm Mặc Nùng trước mặt. Hắn dùng lực vỗ vỗ Trầm Mặc Nùng kiều nộn khuôn mặt, nói, Trầm Mặc Nùng, anh linh đến, người sống hay chết, thì nhìn ngươi có thể không có thể đem bọn họ ăn vào qua. Trầm Mặc Nùng suy yếu nhìn về phía La Quân trong tay, nàng rốt cục thấy rõ anh linh. Một cỗ mãnh liệt cầu sinh nguyện vọng lập tức từ Trầm Mặc Nùng trong mắt dần hiện ra tới. Nàng thế mà như kỳ tích ngồi xuống. Trầm Mặc Nùng ngồi xếp bằng, dùng hết còn sót lại khí lực đem một cái anh linh ăn đi vào. Cái kia anh linh vốn nên là trẻ con bộ dáng, nhưng một khi vào cổ họng thì hóa thành một cỗ âm sát tinh khí, sau cùng vì Trầm Mặc Nùng sử dụng. Chỉ một lúc sau, Trầm Mặc Nùng thì ăn 10 cái anh linh. Trầm Mặc Nùng tình huống chuyển biến tốt đẹp một số. La Quân lập tức lại qua trang anh linh, đương nhiên, đây là Viên Tinh Vân hỗ trợ. Quỷ kia sát thì ở một bên ngoan ngoãn chờ lấy, nhìn lấy. Trầm Mặc Nùng tại trong vòng 2 canh giờ ăn 50 cái anh linh. Lúc này, nàng trong não vực âm sát tinh khí rốt cục hoàn toàn đem thuần dương chi khí cho luyện hóa. Trầm Mặc Nùng biến long tinh hổ mãnh đứng lên, trong mắt nàng tuôn ra tinh quang. Lúc này, nàng đã có thể chính mình bắt anh linh. Mà lại, nàng ăn tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Lại sau một tiếng, thiên rốt cục sáng. Ánh mặt trời chiếu tiến tùng khê lâm. Trầm Mặc Nùng cũng đem 200 con anh linh toàn bộ ăn, nàng trong não vực, âm sát tinh khí chuyển hóa làm pháp lực. Pháp lực bành trướng. Nàng tu vi cảnh giới tòng thần thông nhất trọng nhảy lên ở giữa đến nhị trọng, lại rất nhanh tới tam trọng, tứ trọng, ngũ trọng, lục trọng, thất trọng, bát trọng. Thần thông bát trọng. Chỉ ở thần vực sư tôn phía dưới. Trầm Mặc Nùng đột nhiên đứng lên, lúc này, cái kia thánh anh đại vương nguyên thần đã hoàn toàn đối Trầm Mặc Nùng cấu bất thành uy hát iota. Nàng trực tiếp phóng thích mi tâm thánh anh đại vương nguyên thần, sau đó trực tiếp đem luyện hóa. Lúc này Trầm Mặc Nùng, quanh thân không gió từ trống, trên trán đều là thanh khí. Nàng tinh thần trạng thái tốt đến tột đỉnh. La Quân cả đám đều nhìn Trầm Mặc Nùng, tất cả mọi người nhìn ra Trầm Mặc Nùng đã xưa đâu bằng nay. Mọi người cũng liền dài thở phào một hơi. Viên Tinh Vân cùng Lâm Băng đi qua mấy giờ tu dưỡng, lúc này thương thế cũng tốt cái 7-8 phần. Tất cả mọi người tập hợp một chỗ hai mặt nhìn nhau, sau đó đều là cảm khái vạn phần. Một đêm này chỗ kinh lịch sinh tử mạo hiểm, thật sự là quá nhiều. Dạng này nhớ lại, nhất định chung thân khó quên. Nói như vậy đứng lên, chúng ta vẫn là nhờ có tiểu gia hỏa này. Trầm Mặc Nùng nhìn về phía tại La Quân bên người quỷ sát. La Quân sờ sờ quỷ sát đầu, nói ra, không sai, nếu không có nó, chúng ta đều đã chết. Điểm này, Viên Tinh Vân cũng không thể phủ nhận. Nhưng là,
quỷ sát lại đến nên xử lý như thế nào đâu. Viên Tinh Vân cân nhắc nhiều nhất là hắn đem quỷ sát đưa đến trên cái thế giới này tới. Mà lại hắn vẫn là quốc an khắp nơi dài, thân phận mẫn cảm. Quỷ sát bây giờ đã là lợi hại như vậy, chờ tiếp qua một thời gian, nó đem càng thêm không được. Nếu là tùy ý nó qua nguy hại Thái Lan, cái kia Viên Tinh Vân cũng khó thoát trách. Bất quá dưới mắt, Viên Tinh Vân cũng không tiện nói muốn sát quỷ sát. Vừa đến, cũng giết không. Thứ hai, Trầm Mặc Nùng cùng La Quân còn có Lâm Băng đều sẽ không đồng ý. Thứ ba, Viên Tinh Vân cũng thật khó lấy làm đến tầng này. Người quỷ sát vừa mới sắn cứu mình đám người này, đảo mắt chính mình liền có thể nghĩa chính ngôn từ muốn giết nó, vì dân trừ hại. Chúng ta trở về đi. Viên Tinh Vân không đi sách quỷ sát cái này việc sự tình, nói như thế. La Quân mọi người cũng gật gật đầu. La Quân cả đám lại không nghĩ nhiều như vậy, càng là La Quân, dưới mắt Trầm Mặc Nùng đã không có việc gì, tâm tình của hắn vô cùng vui sướng. Lâm Băng làm theo hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tìm đến bay ra ngoài âm sát ma đao. Cái kia âm sát ma đao bay trở về, sau cùng bị Lâm Băng thu nhập đến giới tu di bên trong. Mọi người ra Tùng Khê Lâm, một lần nữa bên trên cái kia chiếc xe jeep nhà binh trong xe. Còn là La Quân lái xe. Lúc này, dương quang sáng lạn vô cùng, tại rừng cây này thấp thoáng ở giữa, gió sớm quét, hết thảy phong cảnh đều là xinh đẹp như vậy. La Quân lái xe, quỷ sát thì ngồi ở vị trí kế bên tài xế, nó lộ ra rất lợi hại yên tĩnh. Bất quá khi người khác muốn đến sờ nó, hoặc là thân cận nó lúc, nó hội toát ra vô cùng hung ác sát khí tới. Chỉ có La Quân có thể tiếp cận quỷ sát. 3 giờ sau, mọi người lần nữa trở lại Yến Kinh. Lúc này đã là 11 giờ trưa. Xe dừng sát ở Minh Châu cao ốc phía trước. La Quân quyết định mang quỷ sát đi gặp Diệp Tử. Về phần Lâm Băng lại là rất lợi hại trực tiếp, nàng sau khi xuống xe liền nói, sư đệ, Mặc Nùng, Viên Sử, ta đi ra thời gian cũng không ngắn, sư phụ bên kia không ai chiếu cố. Hiện tại đã Mặc Nùng đã không có việc gì, ta cũng nên rời đi. La Quân tỏa ra không muốn, nói, sư tỷ, ngươi thì ở chỗ này nhiều đợi mấy ngày. Ngày mai chúng ta tại Yến Kinh bên này hảo hảo du ngoạn một phen, ngươi thấy thế nào? Hắn là từ tâm lý thực tình kính yêu tôn kính vị sư tỷ này. Trầm Mặc Nùng cũng nói, đúng vậy a, Lâm Băng, ngươi dù sao cũng nên để cho ta kính kính chủ nhà tình nghĩa. Lẫn nhau ở giữa, kinh lịch những ngày gần đây, kinh lịch tối hôm qua sinh tử gắn bó. Trong lúc này đã có đậm đến tan không ra tình nghĩa. Lâm Băng mỉm cười, nói ra, chúng ta Hoa Hạ có câu chuyện xưa. Gọi là núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài. Bây giờ khoa học kỹ thuật phát đạt, ngàn dặm vạn lý, đều là phút chốc. Chúng ta có là thời gian cùng cơ hội gặp mặt, nếu các ngươi có rảnh, cũng có thể đến Los Angeles qua tìm ta. Gặp Lâm Băng khăng khăng muốn đi, La Quân cùng Trầm Mặc Nùng còn có Viên Tinh Vân cũng liền không tốt nói thêm cái gì. Sư tỷ, La Quân bỗng nhiên đi vào Lâm Băng trước mặt, đối Lâm Băng cũng là một cái gấu ôm. Sau đó, La Quân không nói thêm gì. Cái này một cái ôm ấp, đại biểu La Quân không muốn còn có một loại thân mật. Không cần nói, Lâm Băng nhưng cũng thì hiểu. Nàng vỗ vỗ La Quân bả vai, nói ra, tiểu tử ngốc, về sau đừng như vậy ngốc, nhiều chân quý điểm chính mình mệnh. Nàng nói xong xoay người rời đi, đi tiêu sái mà thong dong. Trầm Mặc Nùng lại là ngốc ngẩn ngơ, nàng tự nhiên hiểu Lâm Băng trong lời nói ý tứ. Nàng nhìn về phía La Quân, trong mắt có loại không khỏi cảm động cùng ấm áp. Nàng lúc trước nhận biết La Quân, kết giao La Quân vốn là cử chỉ vô tâm. Nhưng lại không nghĩ rằng hội đổi lại như thế phong phú hồi báo. Trầm Mặc Nùng cảm thấy mình có được lớn nhất tài phú không phải cái này một thân tu vi, không phải cái này một thân quyền lực, mà là bởi vì nàng có La Quân người bạn này. Viên Tinh Vân lại không nhiều nói, hắn gặp Lâm Băng đã đi, liền khe khẽ thở dài, nói, chúng ta đi vào đi. Trầm Mặc Nùng nói ra, tốt. La Quân liền dắt quỷ sát tay. Nói, đi thôi. Một đoàn người thuận lợi tiến Minh Châu cao ốc, đến trụ sở dưới đất bên trong. Trụ sở dưới đất bên trong đèn đuốc sáng trưng. Viên Tinh Vân nói với La Quân, Diệp Tử chính ở đằng kia trong phòng nghỉ ngơi, ngươi mang quỷ sát đi thôi. La Quân gật gật đầu, hắn dắt quỷ sát tiến bên kia phòng ngủ. Trong phòng ngủ, Diệp Tử ở vào tuyệt đối u ám bên trong. Phòng ngủ này bên trong rất là yên tĩnh, nàng kinh lịch một trận phẫu thuật. Thân thể chính là suy yếu. Nàng chỉ cần bất động, thân thể cũng không có như vậy thương. Lúc này Diệp Tử ở vào trong giấc ngủ. La Quân gõ cửa. Người nào,
Diệp Tử tỉnh lại, suy yếu hỏi. Là ta, La Quân nói ra. Diệp Tử lập tức trầm mặc, sau một hồi khá lâu nàng hỏi, ta hài nhi như thế nào? La Quân nói ra, ta đem nó mang đến. Diệp Tử lập tức ngồi dậy đến, ngồi xuống trong tích tắc bởi vì vết thương xé rách mà phát ra rên thống khổ âm thanh. La Quân đẩy cửa vào. Diệp Tử cũng tại cái này một cái chớp mắt trông thấy quỷ sát nhìn về phía Diệp Tử, ánh mắt nó cũng chưa từng xuất hiện lệ khí. Vậy đại khái thì là một loại cốt nhục thân tình đi. Nó chính là, hài tử của ta, Diệp Tử lại là thật không dám tin tưởng, dù sao tối hôm qua sinh con, hôm nay thì biến Sonatia, a còn lớn hơn, người bình thường đều là vô pháp tiếp nhận. Mụ mụ, mụ mụ, quỷ sát lập tức chạy tới, đi vào trước giường, sợ hãi hô hào. Diệp Tử nhìn lấy quỷ sát khủng bố sắc mặt cùng trên thân vảy màu trắng, nàng nhịn không được hoảng sợ lui lại. Quỷ sát nhất thời trong mắt xuất hiện nước mắt, ủy khuất tới cực điểm. La Quân liền nói ra, Diệp Tử, ngươi đã sớm phải biết, ngươi hài tử không giống với thường nhân. Nhưng ngươi vẫn là muốn kiên trì bảo hộ nó, trong lòng ngươi hẳn là chuẩn bị sẵn sàng, không phải sao? Diệp Tử hít sâu một hơi, nàng gật gật đầu, nói ra, ngươi nói không sai. Rất nhanh, Diệp Tử thì vượt qua tâm lý hoảng sợ. Nàng hướng quỷ sát vươn tay, quỷ sát lập tức vui mừng mau dậy đi. Quỷ sát thân mật Liota lắp Diệp Tử tay, phát ra kèn kẹt tiếng cười. La Quân nhìn ở trong mắt cũng yên lòng bên trong, hắn lặng yên rời khỏi phòng ngủ. La Quân cũng không phải không tim không phổi, hắn cũng đang suy nghĩ quỷ sát đến nên xử trí như thế nào. Sát quỷ sát, điểm này hắn tuyệt đối không cho phép. Đây tuyệt đối là kích cỡ đau vấn đề. La Quân lập tức đi ngay tìm Viên Tinh Vân. Lúc này, Viên Tinh Vân cùng Trầm Mặc Nùng chính trong phòng làm việc nói chuyện phiếm. Hai người nói chuyện phiếm chủ đề cũng là quỷ sát. La Quân vừa tiến đến, Viên Tinh Vân liền nói ra, La Quân, người đến vừa vặn. Người dự định xử trí như thế nào quỷ sát? La Quân ngồi ở một bên trên ghế salon, hắn nói ra, bây giờ nhìn lại, quỷ sát cũng không tính bại hoại. Viên Tinh Vân nói ra, đó là đối ngươi mà nói, nó đối ngươi có cảm tình, cho nên sẽ không tổn thương ngươi. Hổ dữ cũng không ăn thịt con đâu, nhưng là, người khách quan đến ngẫm lại, nó lệ khí có phải hay không phá lệ trọng. Điểm này, La Quân không có thể phủ nhận. Hắn hỏi, vậy ngươi muốn như thế nào? Viên Tinh Vân nói ra, quỷ sát chính là Thái Lan bên kia sản phẩm, vì đối Thái Lan phụ trách. Chuyện này, ta dự định thông báo Thái Lan ngành tương quan, xem bọn hắn quyết định xử lý như thế nào. La Quân nhất thời sắc mặt thay đổi, hắn nhảy dựng lên, nói ra, như vậy sao được? Cái này không phải là cũng là đưa quỷ sát đi chết. Thái Lan bên kia, kiêng kỵ nhất cũng là quỷ sát, tuyệt đối không có nửa điểm may mắn cùng cảm giác có thể nhờ vào nhân tình mà thoát. Viên Tinh Vân nói ra, nhưng đây là biện pháp duy nhất, người ta đều không thích hợp lại đối phó quỷ sát. Cái kia chỉ có đưa nó giao cho Thái Lan. La Quân không tiếp tục để ý Viên Tinh Vân, hắn nhìn về phía Trầm Mặc Nùng, nói ra, ngươi cũng nghĩ như vậy. Trầm Mặc Nùng khẽ cười khổ, nói ra, La Quân, ta cùng viên sử đều là thuộc về quốc gia cơ quan bộ môn, chúng ta hành sự không có khả năng giống ngươi như vậy cảm tính. La Quân trong mắt lóe lên lửa giận, hắn nói ra, ta mang quỷ sát đi. La Quân, ngươi, Viên Tinh Vân nói ra, ngươi không muốn xúc động như vậy, chúng ta đây không phải đang thương lượng sao? Nếu như ngươi khăng khăng không cho phép, cái kia chuyện này ngươi coi như ta không có đề cập qua. Bất quá có một chút, ngươi nhất định phải đem quỷ sát mang đi, rời đi Hoa Hạ. Hoặc, ngươi dẫn hắn qua nước khác nhà nhiệt đới rừng cây, có lẽ nó hội ở đâu qua tự tại một số. Hắn đón đến, nói ra, nhưng là, thực cũng không nhiều lắm dùng. Ta cũng nhìn ra, mỗi người đều có mỗi người số mệnh. Quỷ sát có quỷ sát mệnh cách, mặc kệ chúng ta làm ra cái gì nỗ lực, nhưng thủy chung cái gì đều không thể cải biến. La Quân hỏa khí cũng liền bình phục lại qua. Hắn nói ra, vậy thì tốt, các ngươi giúp ta an bài một chút, ta đêm nay thì dẫn nó đi. Viên Tinh Vân gật gật đầu, nói ra, tốt. La Quân đứng người lên, rời đi Viên Tinh Vân văn phòng. La Quân ngược lại cũng không trách Viên Tinh Vân cùng Trầm Mặc Nùng, dù sao mọi người lập trường cũng khác nhau. Bất quá Trầm Mặc Nùng thế mà cũng đồng ý phải xử lý quỷ sát, cái này khiến La Quân có chút không thoải mái. La Quân trở lại Diệp Tử trong phòng ngủ, hắn vừa vào phòng ngủ liền trông thấy quỷ sát tại Diệp Tử trong ngực nằm, mười phần thân mật. La Quân sau khi đi vào, quỷ sát thì nhảy xuống giường, thân mật hô hào ba ba. La Quân đưa tay đem quỷ sát ôm,
hắn đối quỷ sát là có cảm động. Hắn vĩnh viễn nhớ kỹ quỷ sát cùng quỷ ma lúc sắp chết đối thoại. Quỷ sát cùng quỷ ma đều là thiên địa linh vật, đối mọi chuyện đều nhìn thấu hoàn toàn. Quỷ ma nói quỷ sát không khỏi rượu, không nên cứu nhân loại. Nhưng quỷ sát lại nói, người nào cũng không thể giết mẹ ta. Đây là quỷ sát chấp nhất, để La Quân cảm động chấp nhất. Quỷ sát đều có thể liều lĩnh bảo vệ mình, như vậy chính mình cũng liền mặc kệ nó là quái vật gì, mặc kệ nó có thể hay không làm thiên hạ loạn lạc. Nhưng mình nhất định muốn cứu nó. Diệp Tử trông thấy La Quân về sau, nàng trong mắt lóe lên vẻ cảm kích, nói ra, La tiên sinh, cảm ơn ngươi cứu nhi tử ta. La Quân nhìn về phía Diệp Tử, hắn cười nhạt một tiếng, nói ra, thực là nó cứu ta, đây cũng là ta cùng nó ở giữa duyên phận. Diệp Tử vui mừng rất lợi hại, nói ra, mặc kệ như thế nào, chỉ cần nó có thể còn sống, ta thì rất vui vẻ. La Quân nói ra, bất quá Diệp Tử, ta muốn dẫn quỷ sát rời đi. Diệp Tử nhất thời thất sắc, nói ra, vì cái gì, người muốn dẫn nó đi chỗ nào? La Quân nói ra, người đừng quên, quỷ sát vì thế nhân chỗ không dung. Mặc kệ là chúng ta bên này vẫn là Thái Lan bên kia cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Ta là muốn dẫn nó ra ngoại quốc, đưa nó an trí tại nhiệt đới trong rừng. Ở trong đó mới là nó thiên địa. Thế nhưng là, Diệp Tử lại như thế nào bỏ được? La Quân nói ra, chỉ cần nó còn sống, các ngươi cuối cùng cũng có gặp mặt cơ hội. Diệp Tử biết La Quân nói không sai, nàng không chịu đem quỷ sát ôm vào trong ngực, sau cùng gật gật đầu, đồng ý La Quân đề nghị. Quỷ sát nói chuyện cũng không quá lưu loát, rất nhiều lời cũng nói không nên lời. Bất quá cái này không trở ngại nó thông minh cùng lý giải năng lực. La Quân cũng không quá yên tâm Viên Tinh Vân, về sau thì mang quỷ sát ra Minh Châu cao ốc. Hắn tìm một bộ y phục để quỷ sát mặc vào, cũng để quỷ sát đeo lên mũ lưỡi chai, kể từ đó cũng liền không quá thấy rõ ràng nó dị dạng. La Quân đang chuẩn bị lái xe chạy đợi, Trầm Mặc Nùng đến đây. Nàng ngồi ở hàng sau. Trầm Mặc Nùng vừa lên xe, quỷ sát thì nhe răng trợn mắt bạo lệ đứng lên. La Quân cũng không nói lời nào. Trầm Mặc Nùng chủ động mở miệng, nói ra, La Quân, buổi chiều chúng ta sẽ an bài tư nhân máy bay riêng trực tiếp qua đi về phía Nam Dương nhiệt đới trong rừng. Ở trong đó thường xuyên sẽ có quân phiệt giao chiến, vị trí kia, là Thái Lan người cũng không quá dám đi, tương đối sẽ rất an toàn. La Quân nói ra, cảm ơn. Trầm Mặc Nùng nói ra, dưới mắt về trước nhà ta đi. La Quân không có ý kiến, nói ra, được. Hắn liền nổ máy xe. Trầm Mặc Nùng không có giải thích thêm cái gì, nàng minh bạch La Quân đang giận cái gì. 5 giờ chiều, La Quân, Trầm Mặc Nùng mang theo quỷ sát đi vào Yến Kinh phi trường quốc tế. La Quân cùng quỷ sát bên trên máy bay riêng, sau đó, Trầm Mặc Nùng cũng đi theo bên trên máy bay riêng. La Quân không khỏi ngoài ý muốn, nói, ngươi làm sao cũng tới đến. Trầm Mặc Nùng cười nhạt một tiếng, nói ra, quỷ sát là ta ân nhân cứu mạng. Ta phải đưa tiễn nó. La Quân trầm mặc xuống dưới. Hắn cũng sẽ không nói cái gì. Sau đó, máy bay riêng cất cánh. Phi cơ xông lên tầng mây. Trên tầng mây trời chiều là xinh đẹp như vậy mà rực rỡ. Tầng mây như họa, đây thật là rất tốt tổ quốc sơn hà cảnh sắc a. Tiểu tử ngốc, Trầm Mặc Nùng đột nhiên gõ La Quân một cái bạo lật. La Quân nhất thời có chút không khỏi rượu. Trầm Mặc Nùng nhịn không được cười lên, nói ra. Ngươi thật sự cho rằng ta như thế không tim không phổi a? Quỷ sát cứu ta, ta chuyển tay sẽ đồng ý để Thái Lan người tới giết quỷ sát. Quỷ sát cùng La Quân nhất thời có chút không khỏi rượu nhìn lấy Trầm Mặc Nùng. Trầm Mặc Nùng nói ra, lão viên người này cũng không xấu, bất quá hắn có chính hắn xử sự nguyên tắc. Người ta căn bản không có khả năng thay đổi được hắn quyết định, hắn đã trong âm thầm cùng Thái Lan quốc gia ngành tương quan bắt được liên lạc. Dưới mắt. Chúng ta qua Nam Dương vừa vặn cũng là đưa vào địch nhân trong hũ. Lão viên cũng không có nói cho ta biết những này kế hoạch, bất quá hắn tâm tư ta minh bạch. La Quân bị kinh ngạc, ta dựa vào, hắn cảm thấy mình cũng là khôn khéo người. Làm sao tại lão viên trước mặt thuần khiết theo thỏ trắng nhỏ giống như. Cho nên ngươi là cố ý đồng ý lão viên, làm bộ đứng tại lão viên bên này. La Quân lập tức cũng liền hiểu được, nội tâm của hắn hiện lên cuồng hỉ. Nếu như Trầm Mặc Nùng thật sự là lãnh khốc như vậy người vô tình, trong lòng của hắn hội rất khó chịu. Bởi vì lẫn nhau sẽ không đi là bạn đường. Trầm Mặc Nùng tức giận nói ra, nói nhảm. Quỷ sát nhìn về phía Trầm Mặc Nùng nhan sắc cũng phát sinh biến hóa, trở nên không hề như vậy địch ý. La Quân nói ra, dưới mắt chúng ta làm sao bây giờ?
Trầm Mặc Nùng nói ra, cái này tư nhân máy bay riêng là ta an bài, ta đã dự định tốt hướng đi. Chúng ta lần này qua hướng không phải Nam Dương, mà chính là Jakarta. La Quân thở phào một hơi. Bất quá lập tức, La Quân còn nói thêm, người không nghĩ tới trung hậu quả sao. Quỷ sát tương lai nếu là nguy hại Thái Lan, người ta đều sẽ nghiệt báo tới người. Trầm Mặc Nùng mỉm cười, nói ra, mệnh ta là kiếm về, còn có cái gì phải sợ. La Quân cười một tiếng, nói ra, vậy ta cứ yên tâm. Trầm Mặc Nùng nói ra, kinh lịch như thế một trận sinh tử đại kiếp, ta minh bạch rất nhiều chuyện. Nàng lộ ra rất là cảm khái. Sau đó, Trầm Mặc Nùng còn nói thêm, người là yếu ớt, nhân sinh là ngắn ngủi. Cũng có cái gì cũng không bằng hảo hảo còn sống, ta trước kia tâm lý trói buộc quá nhiều, cái gì đều là vì quốc gia mà sống, vì quốc gia suy nghĩ. Nhưng về sau, ta hội tận lực sống thoải mái một số, thẳng thắn một số. Tại ta chân chính có khó thời điểm, ở bên cạnh ta quan tâm ta là ta những người bạn này. Nếu ta chết về sau, vì ta thương tâm cũng sẽ chỉ là ta những người bạn này cùng người thân. Cho nên cái gì nhẹ cái gì nặng, trong lòng ta có đem thước đo. La Quân mỉm cười, hắn vẫn luôn là ý nghĩ này. Dưới mắt hắn cùng Trầm Mặc Nùng tính toán là chân chính cùng chung chí hướng. Hắn lập tức lại cười một tiếng, nói ra, ta cho là ngươi cảm động đến muốn đối ta lấy thân báo đáp. Trầm Mặc Nùng bạch La Quân liếc một chút, nói ra, ngươi ngược lại là muốn đẹp. La Quân cười ha ha, hai người như thế một nói chêm chọc cười, bầu không khí lại trở nên rất là dung hiệp. Quỷ sát ngẹo đầu nhìn về phía Trầm Mặc Nùng, nó con ngươi linh động, lăn lông lốc chuyển. Nó lúc này nhìn về phía Trầm Mặc Nùng đã hoàn toàn không có địch ý, thậm chí mang một tia thân mật. Trầm Mặc Nùng đưa tay đến sờ nó đầu, nó cũng hoàn toàn không kháng cự. Nhìn như vậy đứng lên, thực quỷ sát vẫn là vô cùng mẫn cảm. Có thể phân rõ ràng người nào đối với nó là thật tâm tốt, người nào đối với nó là không có hảo ý. La Quân lúc này cũng liền có tâm tư, hắn hỏi Trầm Mặc Nùng, nói ra, thật đúng là rất kỳ quái. Quỷ sát tiểu gia hỏa này, người đừng nhìn nó hiện tại nhỏ như vậy, có thể nó còn có thể biến hóa ra một cái khác hình thể tới. Cái kia hình thể so quỷ ma cũng không nhỏ hơn bao nhiêu. Hắn kỳ quái chính là, đây là hiện thực thế giới. Cũng không phải đóng phim, vì cái gì con hàng này có thể biến hóa vô cùng. La Quân hỏi Trầm Mặc Nùng, nói, người nói nó cái kia thân thể khổng lồ giấu nơi đó đi. Còn có cái kia quỷ ma, sau cùng trước khi chết còn biến thành hình người. Trầm Mặc Nùng không khỏi cười khổ. Nói ra, vấn đề này ngươi hỏi lão viên đoán chừng còn có thể biết một số. Ngươi hỏi ta là hai mắt đen thui. La Quân không khỏi cảm thấy thất vọng. Bất quá lúc này, quỷ sát lại vươn tay, nó duỗi ra ngón tay muốn điểm tại La Quân mi tâm bên trên. Bất quá La Quân quá cao. Đương nhiên, La Quân cũng không có rất cao, chẳng qua là tương đối quỷ sát mà nói có chút cao. La Quân ngay sau đó một thanh ôm lấy quỷ sát. Quỷ sát ngón tay chỉ tại La Quân mi tâm bên trên. Nhất thời, La Quân trong não vực phát sinh biến hóa. Trong chớp nhoáng này, phảng phất có một đầu mối quan hệ đem hắn cùng quỷ sát thân thể liên tiếp. Chỉ một lúc sau về sau, La Quân bừng tỉnh đại ngộ. Hắn buông xuống quỷ sát, hưng phấn nói, thì ra là thế. Trầm Mặc Nùng thấy thế cũng tới hứng thú, lập tức hỏi, đến là chuyện gì xảy ra? La Quân nói ra. Quỷ sát thân thể cấu tạo cùng nhân loại chúng ta khác biệt, nó mỗi một tế bào đều là biến dị thể. Mà lại có thật nhiều tế bào đều giống như sư tỷ giới tu di một dạng, bên trong tự thành một cái tiểu không gian. Chúng ta tu luyện thân thể, tế bào hội dần dần hấp thu dinh dưỡng, thân thể người trở nên cường đại. Nhưng thân thể chúng ta cuối cùng không thể biến như quái thú cường đại như vậy, đây là thiên đạo đối thân thể chúng ta một cái hạn chế. Cho nên chúng ta nhân loại phải cường đại hơn, chỉ có cường đại não vực. Sau cùng sinh ra pháp lực, đạt tới pháp lực vô biên cấp độ. Hắn đón đến, nói ra, mà quỷ sát khác biệt, quỷ sát tu luyện cũng là thân thể, chờ tới trình độ nhất định, nó thân thể hội cường hãn đến không thể tưởng tượng cấp độ. Nó như cần, có thể đem sở hữu tế bào biến dị. Tế bào biến dị về sau, nó liền sẽ biến cao lớn mà cường hãn. Về phần tại sao nó cùng quỷ ma đều có thể biến hóa thành hình người thể, đây là bởi vì... Đây là bởi vì nhân thể chính là vạn vật chi linh dài, nhân thể hình thái là vạn vật biến hóa, tối lý tưởng một cái trạng thái. La Quân sau cùng nói như vậy. Trầm Mặc Nùng cũng là hạng người tu vi cao thâm, nàng lập tức cũng liền hiểu La Quân nói tới cụ thể ý tứ. Jakarta cũng là nhiệt đới khu vực, về phần Jakarta đến là địa phương nào?
Nơi này là thuộc về Indonesia, cùng tứ thủy cách xa nhau mấy trăm dặm. Jakarta đồng dạng cũng là theo Nam Dương như thể chân tay. Jakarta bên này cũng là nhiệt đới rừng cây liên miên không ngừng. 10 giờ tối. Một vầng minh nguyệt treo ở chân trời. Tại Jakarta phía đông nam là mênh mông đại hải. Indonesia ra he khiếu phong bạo, hoàn cảnh địa lý ẩm ướt oi bức, nhiệt đới trong rừng càng là có không ít dã thú độc xà. Ở chỗ này sinh tồn, cần rất mạnh sinh tồn kỹ năng. Máy bay riêng lúc này rốt cục đến Jakarta nhiệt đới rừng cây trước trên bờ biển. Máy bay riêng lúc này cũng là dầu nhiên liệu hầu như không còn, nhất định phải tìm bãi biển hạ xuống, một lần nữa rót vào dầu nhiên liệu. Mảnh này trên bờ biển cũng không phải là du lịch thắng cảnh, hết thảy đều là nguyên thủy bộ dáng, chung quanh là rừng cây, trên bờ cát có không ít rắn rết bỏ qua dấu vết. Trên mặt biển rất lợi hại yên tĩnh, ánh trăng như một tầng hoa dâm vẩy chiếu vào trên bờ cát. Theo máy bay riêng cánh quạt kịch liệt trong tiếng nổ vang, máy bay riêng rốt cục an ổn đáp xuống trên bờ cát. Trên bờ cát, cát bụi cuồn cuộn, toàn bộ đều là bị cánh quạt gió lốc cho phá. La Quân, Trầm Mặc Nùng, Quỷ Sát liền xuống chuyên cơ. Quỷ Sát trong mắt có nhiều không muốn, lôi kéo La Quân không nói một lời, chỉ là mắt đỏ vành mắt. La Quân cũng là không muốn, thế nhưng là dù tiếc đến đâu, cuối cùng vẫn là muốn từ biệt. Chúng ta đưa tiễn Quỷ Sát đi, Trầm Mặc Nùng đề nghị nói. Quỷ Sát trong mắt rốt cục hiện lên một tia vui sướng. La Quân cũng liền gật đầu. Ngay sau đó, La Quân liền cùng Trầm Mặc Nùng phân biệt dắt Quỷ Sát đi vào rừng cây. Cái này trong rừng cành lá rậm rạp, rắn rết hoành hành. Lúc đầu, lấy La Quân kinh nghiệm, hội có không ít rắn rết tập kích. Nhưng hôm nay nhưng bởi vì có Quỷ Sát tại, ngay cả rắn rết cũng không dám đến đây. Những rừng cây đó dã thú càng là cảm nhận được Quỷ Sát uy nghiêm, không dám chút nào đến đây làm càn. Trong rừng nhiều hạt xương, mặt đất cũng là ẩm ướt đất đai. Cha, ba ba, Quỷ Sát bỗng nhiên rất lợi hại không hiểu ngẩng đầu, hô. La Quân nhìn về phía Quỷ Sát. Quỷ Sát trí lực tăng trưởng là khủng bố, nó đã dần dần có thể chuẩn xác biểu đạt ý nghĩ của mình. Nó nói ra, ba ba, ta tại sao muốn đến nơi đây? La Quân không khỏi ngây người. Đúng vậy à, Quỷ Sát tại sao muốn đến nơi đây? Nó làm gì sai? La Quân trong lúc nhất thời thế mà vô pháp trả lời. Trầm Mặc Nùng liền ngồi xổm xuống, nàng vuốt ve Quỷ Sát khuôn mặt. Quỷ Sát cũng liền bình tĩnh nhìn lấy Trầm Mặc Nùng. Nó với cái thế giới này có quá nhiều không hiểu. Trầm Mặc Nùng nhẹ nói, bởi vì ngươi cùng thường nhân khác biệt, ngươi rất lợi hại. Có như vậy một đám người sợ hãi ngươi, sợ ngươi hội hại bọn họ. Bọn họ vì không cho ngươi đến hại bọn họ liền muốn tới trước giết ngươi. Ba ba cũng rất không nỡ bỏ ngươi, hắn là muốn bảo hộ ngươi, mới có thể để ngươi tới nơi này. Bọn họ là ai? Quỷ Sát lập tức hỏi. Trầm Mặc Nùng nói ra, Thái Lan cao thủ. Quỷ Sát kỳ quái cực, nói ra, Thái Lan là cái gì? Những người kia lại là người nào? Ta không biết bọn hắn, ta tại sao muốn hại bọn họ? La Quân cùng Trầm Mặc Nùng đều là ngây người. Quỷ Sát vấn đề để người chảy máu trong tim. Đứng tại Thái Lan cao thủ bên kia đến xem Quỷ Sát, Thái Lan người không có làm sai. Nhưng đứng tại Quỷ Sát góc độ đến nhìn vấn đề, nó làm sao vô tội? Ba ba, ta không hiểu, Quỷ Sát nói ra. La Quân liền đem Quỷ Sát ôm, hắn ôn nhu nói, Quỷ Sát, người bây giờ không hiểu, về sau nhất định sẽ hiểu. Trên thế gian sự tình, có rất nhiều chính là không có đạo lý. Nhưng chính chúng ta chỉ có thể tranh thủ làm đến không thẹn với lương tâm, hiểu chưa? Quỷ Sát cái hiểu cái không, nhưng nó vẫn gật đầu. Quỷ Sát, người đáp ứng ba ba một sự kiện được không? La Quân còn nói thêm. Quỷ Sát gật đầu, nói ra, ba ba, người nói đi, ta đều đáp ứng. La Quân nói ra, thế nhân đều nói người Quỷ Sát là bại hoại, tương lai hội nguy hại thương sinh. Nhưng ba ba không tin, ba ba cảm thấy ngươi là người tốt, ba ba cảm thấy ngươi mãi mãi cũng là ba ba con ngoan. Như vậy, người về sau liền muốn làm đến. Tuyệt không hại người, làm một người tốt. Chúng ta dùng sự thực đến nói cho những người kia, bọn họ sai, có được hay không? Quỷ Sát mãnh liệt gật đầu, nói ra, ba ba, ta sẽ. Thật sự là hài tử ngoan, La Quân con mắt đều đỏ. Hắn buông xuống Quỷ Sát, nói ra, người ở chỗ này hảo hảo đợi, ba ba một có thời gian thì tới thăm ngươi, có được hay không? Quỷ Sát lập tức liền ý thức được La Quân muốn rời khỏi. Nó lập tức đỏ mắt vành mắt. Khẩn cầu nói, ba ba, người không muốn đi có được hay không?
ngươi lưu lại bồi bồi quỷ sát. La Quân nói ra, quỷ sát, ta bồi được ngươi một ngày, cũng bồi không ngươi vĩnh viễn. Ngươi tổng phải học được một người. Vậy ta trở về với ngươi có được hay không? Ta đáp ứng ngươi, ta nhất định làm người tốt, coi như người khác đánh ta, mắng ta, ta cũng không cãi lại. Quỷ sát nói ra, cái này một cái chớp mắt, La Quân thật nghĩ đem quỷ sát mang về, tựa như là đối con ruột như thế đối với nó tốt, thương nó, yêu nó. Có thể là La Quân cũng biết, không thể mang về. Mang sau khi trở về, chính mình bảo hộ không quỷ sát. Quỷ sát một khi nổi giận, chỗ tạo thành phá hư, cái kia cũng không phải một tòa thành thì có thể thừa nhận được. Mà lại, Thái Lan người sẽ không bỏ qua quỷ sát. Viên Tinh Vân cũng sẽ không đáp ứng. Đủ loại hiện thực nhân tố tồn tại, La Quân nhất định phải đem quỷ sát bỏ ở nơi này. Chúng ta không thể ở chỗ này đợi quá lâu, thời gian lâu dài, lão viên bọn họ liền có thể truy tia, a tới. Như thế ngược lại đối quỷ sát càng thêm bất lợi, Trầm Mặc Nùng nói ra. La Quân gật gật đầu, hắn nhìn về phía quỷ sát, nói ra, quỷ sát, ngươi tin tưởng ba ba sao? Quỷ sát lập tức nói, ta tin tưởng. La Quân nói ra, vậy ngươi ghi lại, ba ba hôm nay làm ra hết thảy đều muốn tốt cho ngươi, mà cuối cùng cũng có một ngày, chúng ta đều có thể quang minh chính đại xuất hiện tại đại chúng trước mặt. Hiện tại, bất quá là thượng thiên đối ngươi nho nhỏ gặp trắc trở, ngươi chỉ cần cắn răng gắng gượng qua đến, như thế hết thảy thì đều sẽ tốt. Quỷ sát cái hiểu cái không, nó vẫn là nói, ta biết, ba ba. La Quân đứng lên, nói ra, ba ba muốn đi, ngươi hội hảo hảo ở tại nơi này còn sống, đúng không? Quỷ sát dương dương gật đầu, nói ra, quỷ sát nhất định sẽ. La Quân trong lòng cự đau xót, sau đó, hắn quay người sải bước mà đi. Cái này một cái chớp mắt, La Quân trong mắt nước mắt sốt cục vỡ đê. Hắn không phải tùy tiện rơi lệ người, nhưng giờ khắc này lại là kìm lòng không được khóc. Trầm Mặc Nùng trong lòng cũng không chịu nổi, nàng quay người đuổi theo La Quân tốc độ. Quỷ sát ở phía sau không nói gì. Chờ đến La Quân cùng Trầm Mặc Nùng đi ra xa xưa về sau, nó mới tê tâm liệt phế khóc hô ba ba. Đối với mới xuất sinh hai ngày quỷ sát tới nói, nó còn có quá nhiều không hiểu. Nó còn không có hiểu cái thế giới này quy tắc, nhưng nó cũng đã kinh lịch ba lần ly biệt. Lần đầu tiên là La Quân đưa nó trục xuất tới Tùng Khê trong rừng. Lần thứ hai là cùng Diệp Tử Mụ Mụ ly biệt. Đây là lần thứ ba ly biệt. La Quân trong lòng có một cỗ bi phẫn. Hắn nghĩ, ta nếu là đủ mạnh, liền đem quỷ sát giữ ở bên người, ai dám đến động nó. Ta như đủ mạnh, cũng không cần phải lo lắng quỷ sát sẽ làm ra nghiên cứu sự tình, ta tự nhiên có thể quản thúc lấy nó. Ta như đủ mạnh. Đáng tiếc, ta không đủ mạnh. Ta nhất định muốn tiếp tục mạnh lên a. Chỉ một lúc sau, La Quân cùng Trầm Mặc Nùng bên trên máy bay riêng. Máy bay riêng đã thêm tốt dầu nhiên liệu, Trầm Mặc Nùng để người điều khiển trở về địa điểm xuất phát. Rất nhanh, máy bay riêng thì bay lên không trung.